Đại Y Vô Cương, Hứa Thuần Lương. Tập 26. Hứa Thuần Lương tiếp thông điện thoại, Đồng Tổng, ngài tốt. Trước khác nay khác, hiện tại Đồng Trường Hạo phụ trách Hoa Niên lớn khỏe mạnh, coi là Hứa Thuần Lương lệ thuộc trực tiếp lãnh đạo, ngoài mặt vẫn là muốn khách khí một chút. Đồng Trường Hạo nói, tiểu Hứa, trở lại đi. Từ khi chính thức thành lập Hoa Niên lớn khỏe mạnh, Đồng Trường Hạo giết cái hồi mã thương về sau, đối Hứa Thuần Lương thái độ liền trở nên phá lệ hòa ái. Hứa Thuần Lương nói, hôm qua đã đến, ta tại Nguy Sơn đảo đâu. Thật sự là kính nghiệp a, trở về cũng không nghỉ ngơi một chút, lập tức liền đầu nhập trong công việc đi, Đường Tổng quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Hứa Thuần Lương ha ha cười một tiếng, tâm bên trong phi thường rõ ràng, Đồng Trường Hạo đối với mình khách khí tất cả đều là bởi vì Đường Kinh Luân nguyên nhân. Đồng Trường Hạo trong điện thoại nói cho Hứa Thuần Lương, tập đoàn liên quan tới kiến thiết khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện bản kế hoạch đã thu được thông qua, trải qua ban giám đốc nghiên cứu quyết định, năm trước liền muốn điện cơ khởi công, nhóm đầu tiên khoản tiền cũng sẽ tại trong một tuần chuyển đúng chỗ. Hứa Thuần Lương biết bên này khởi công hẳn là sẽ rất nhanh, nhưng làm sao cũng không nghĩ đến lại nhanh như vậy, xem ra Đường Kinh Luân ý đồ thông qua lợi tin tức tốt đến kích thích giá cổ phiếu ý nghĩ đã được đến ban giám đốc tán đồng. Đồng Trường Hạo để Hứa Thuần Lương xế chiều ngày mai trở lại họp, lần này tập đoàn tổng bộ sẽ đến mấy tên đồng sự, CEO Đường Kinh Luân ngày mai cũng sẽ đích thân tới hiện trường. Hứa Thuần Lương đáp ứng, không khỏi nhớ tới hiện tại người tại châu Âu Triệu Phi Dương, cùng Triệu Phi Dương lúc gặp mặt, Triệu Phi Dương đối khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện khởi công một chuyện không nói tới một chữ, bình thường tới nói tồn tại hai loại khả năng, một là Triệu Phi Dương đối với hắn có chỗ giấu giếm. Còn có một loại khả năng chính là Triệu Phi Dương căn bản không biết rõ tình hình. Hiện tại xem ra cái sau khả năng càng lớn, cái này mang ý nghĩa Đường Kinh Luân tiếp tục tướng Triệu Phi Dương biên giới hóa. Cúp điện thoại, nhìn đồng hồ đã không sai biệt lắm, Hứa Thuần Lương cho Trần Thiên Phàm gọi điện thoại, không bao lâu, nhìn thấy mấy người dẫm lên một cước giả bùn trở về. Trần Thiên Phàm đi một bên hoàng trên đống cát xoa đi lòng bàn chân bùn đen, Phổ Kiến cũng học bộ dáng của hắn tướng đế giày vừa đi vừa về ma sát. Ngoài miệng cũng không có nhàn rỗi, lão Trần, ngươi chính là cái nông dân. Trần Thiên Phàm hắc hắc cười ngây ngô. Phổ Kiến nói, phục ngươi, cũng không sợ chúng độc. Hứa Thuần Lương để Trương Hải Đào đưa Diêm Trung Dân về trước đi, hắn lái xe mang theo Trần Thiên Phàm cùng Phổ Kiến đi trấn chính phủ. Trần Thiên Phàm sau khi lên xe, đại khái ý thức được mình hành vi hôm nay có chút không tử tế, hướng Hứa Thuần Lương cười cười nói, ta chủ yếu là để mắt tới nơi này hầm ao. Điều tra lịch sử, Nguy Sơn đảo nhà máy rượu có ba miệng đời minh hầm ao. Ngồi ở phía sau Phổ Kiến chen lời nói, dẹp đi đi, gọi Hố Phân còn tạm được. Trần Thiên Phàm nói, không dối gạt các ngươi nói, ta vốn là nghĩ ném khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện, nhưng là ta quen thuộc đi một chỗ liền tra nơi đó nhà máy rượu tư liệu, Nguy Sơn đảo vừa vặn có một cái, nhà máy rượu không đáng tiền, hầm ao đáng tiền, nếu như hầm trong ao có hầm bùn, kia càng là bảo vật vô giá. Ngàn năm già hầm vạn năm ngâm, hầm ao càng già, hầm bùn bên trong hữu ích vi sinh vật cùng mùi thơm vật chất thì càng nhiều, mùi rượu liền càng đậm. Hứa Thuần Lương nói, phương diện này ngươi là người trong nghề, ta không hiểu. Phổ Kiến nói, là người trong nghề, liền hầm bùn hắn cũng dám ăn, ta vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng hắn đang ăn liệng đâu, buồn nôn đến ta cách đêm rượu đều nhanh phun ra. Hứa Thuần Lương nhịn không được cười lên, có thể đối đen xì hầm bùn hạ miệng. Trần Thiên Phàm cũng thật là có thể. Trần Thiên Phàm nói, ta vừa mới bắt đầu không nói, chủ yếu là đối chuyện này không có nắm chắc, hiện tại nếu là không nói rõ ràng, lo lắng các ngươi cảm thấy ta cái này đương lão đại ca không chính cống. Hứa Thuần Lương nói, Trần ca, ngài đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta hạng mục không có vấn đề tiền bạc, đầu tư loại chuyện này không có cưỡng bách, đương nhiên là thích gì ném cái gì. Phổ Kiến nói, lão Trần, ngươi thật muốn ném nhà máy rượu. Trần Thiên Phàm nói, rượu này nhà máy không đáng tiền, chân chính đáng tiền chính là kia ba miệng hầm ao. Đáng tiếc a, bảo hộ không thích đáng, có hai cái đều đổ sụp, về phần có thể hay không dùng còn không biết, nhưng là có một ngụm vẫn được, mặc dù trải qua gian nan vất vả mưa tuyết, dìm nước thổ chôn, hầm bùn bên trong rượu thơm vẫn kéo dài mà không dứt. Phổ Kiến vỗ vỗ Hứa Thuần Lương bả vai, ta nói cái gì tới, lão Trần chính là nhặt nhạnh chỗ tốt tới. Trần Thiên Phàm nói, hai vị huynh đệ, đối với các ngươi ta thế nhưng là một chút cũng không có giữ lại, chuyện này tuyệt đối đừng cho ta để lộ ra đi, không phải ta cùng nơi đó chính phủ không tốt nói chuyện. Phổ Kiến nói, vậy không được, trừ phi hai ta đời này dùng rượu ngươi cũng bao hết. Trần Thiên Phàm cười nói,
ngũ tiền hồi xuân tử bao no. Tần Chính Dương nghe nói Trần Thiên Phàm muốn thu mua nhà máy rượu, lúc này tỏ thái độ hoan nghênh, nhà máy rượu đóng cửa lâu như vậy, để lại vấn đề còn có một đống lớn, nếu như có thể một lần nữa sản xuất, tất cả vấn đề tự nhiên giải quyết dễ dàng. Tần Chính Dương quan tâm chủ yếu vấn đề là thu mua sau công nhân an trí vấn đề, còn có nhà máy rượu nợ nần vấn đề. Trần Thiên Phàm lúc này liền biểu thị tất cả vấn đề hắn đến giải quyết, nợ nần hắn đến gánh chịu, một lần nữa làm trở lại phục sinh về sau, đi qua công nhân có thể lựa chọn đi làm lại, cũng có thể cho duy nhất một lần phân phát phí đền bù. Mặc dù Trần Thiên Phàm biểu hiện ra đầy đủ thành ý, nhưng là Tần Chính Dương cũng không tại chỗ đánh nhịp định án. Nguyên nhân chủ yếu là nhà máy rượu làm trở lại phục sinh về sau ô nhiễm vấn đề, hắn nhất định phải chất vấn tương quan chuyên gia tiến hành khảo chứng, để Trần Thiên Phàm xuất ra một cái hoàn chỉnh văn bản phương án, đến lúc đó lại tiến hành luận chứng. Cùng Tần Chính Dương tiếp xúc càng nhiều, càng là phát hiện người này có được tương đương quản lý trình độ, so với bí thư Khổng Tường Sinh muốn cao minh rất nhiều, so Mai Như Tuyết tại trong chính trị cũng càng là già dặn. Mai Như Tuyết có thể hay không trở về vẫn không giải quyết được. Khổng Tường Sinh hiện tại cũng phai nhạt ra khỏi công chúng ánh mắt, nhìn hiện tại xu thế, Tần Chính Dương vô cùng có khả năng trở thành Hồ Sơn Trấn người đứng đầu. Hứa Thuần Lương ý thức được về sau giữa bọn hắn tránh không được thường xuyên liên hệ, thừa dịp cái này lần cơ hội gặp mặt hướng Tần Chính Dương tiết lộ Hoa Niên tập đoàn quyết định tại năm trước khởi công tin tức. Tần Chính Dương đối tin tức này chờ mong đã lâu, hắn cũng đại biểu Trấn chính phủ tỏ thái độ, trong Trấn sẽ đại lực ủng hộ khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện kiến thiết. Sẽ hiệp trợ Hoa Niên tập đoàn tướng đầu tư rơi xuống thực chỗ, kiến thiết một tòa tiêu chuẩn cao hiện đại hóa bệnh viện, là Hồ Sơn Trấn nhân dân, vì quốc gia cấp du lịch nghỉ phép khu kiến thiết cung cấp hạng nhất chữa bệnh bảo vệ sức khỏe phục vụ. Buổi trưa gặp mặt phi thường viên mãn, Tần Chính Dương đặc địa tại chính phủ nhà ăn tiếp đãi tha nhóm một nhóm. Trần Thiên Phàm vốn cho rằng thu mua một cái ngừng sản xuất nhiều năm nhà máy rượu là phi thường sự tình đơn giản, nhưng hiện thực có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Căn cứ tình huống trước mắt đến xem, muốn đi đến thu mua quá trình nhanh nhất cũng phải 2 tháng. Trần Thiên Phàm cũng là thực càn ra, cùng ngày liền liên hệ Thiên Phàm tập đoàn kỹ thuật đoàn đội, để bọn hắn lập tức đến đây Nguy Sơn đảo tiến hành toàn diện khảo sát, cũng đồng thời triển khai trùng kiến thiết kế. Tần Chính Dương không có dễ gạt như vậy, nếu như không có một cái hoàn mỹ phương án, rất khó thu mua thành công. Tiến về Đông Châu trên đường, Trần Thiên Phàm nhịn không được cảm thán nói. Cùng ban ngành chính phủ làm ăn chính là phiền phức a, thủ tục đông đảo, ngẫm lại cũng nhức đầu. Phổ Kiến nói, nào có nhiều như vậy để lọt nhưng nhặt. Hiện tại không so qua đi, chính phủ cùng thương nhân đấu trí đấu dũng, đây chính là ma cao một thước đạo cao một trượng, chỉ trách các ngươi cái này ai y làm ăn quá xảo trá, làm cho chính phủ không thể không thăng cấp sách lược. Hứa Thuần Lương cười nói, ta nhìn Tần Chấn trưởng cũng không phải cố ý làm khó dễ ngươi. Nguy Sơn đảo đang kiến thiết cấp quốc gia du lịch nghỉ phép khu, đối bảo vệ môi trường yêu cầu rất cao, nhà máy rượu bản thân lại là một cái dễ dàng sinh ra ô nhiễm xí nghiệp. Người ta đối với cái này biểu thị thận trọng cũng rất bình thường, làm việc tốt thường gian nan, liền nói chúng ta Trường Hưng đầu tư Nguy Sơn đảo bệnh viện, đều nhanh 4 năm, cái này mới xem như chân chính có động tác. Trần Thiên Phàm để lái xe đem Hứa Thuần Lương cùng Phổ Kiến đưa đến Đông Châu, Hứa Thuần Lương biết hắn muốn đuổi đường, để hắn tại cửa xa lộ ngừng là được. Nhưng Trần Thiên Phàm kiên chỉ đem bọn hắn đưa đến Hồi Xuân đường cổng, lại chuyển xuống hai dương ngũ tiên Hồi Xuân tử, lúc này mới vội vàng rời đi. Phổ Kiến lần này chính là về nhà ăn Tết, cha mẹ của hắn đều tại Đông Châu, đi qua liền ở tại Trường Hưng bệnh viện phụ cận, phá rỡ sau đều dọn đi khu vực mới. Hứa Thuần Lương để hắn đem hai dương rượu mang đi, ra ra khẳng định không uống cái đồ chơi này. Phổ Kiến nói, ta đến đều tới, làm sao đều phải cùng lão gia tử lên tiếng kêu gọi. Hai người đường bên cạnh lúc nói chuyện, Hứa Thuần Lương tiểu cô Hứa Gia Văn ra, Thuần Lương, ta liền nhìn xem giống ngươi, làm sao không vào nhà a? Hứa Thuần Lương cười nói, tiểu cô, cái này không vừa tới nha. Phổ Kiến đi theo kêu một tiếng tiểu cô, ôm lấy một dương rượu hướng bên trong đưa, Hứa Gia Văn liếc một cái, nhìn thấy phía trên danh tự, không nói chuyện, giúp đỡ Hứa Thuần Lương cầm lên dương hành lý, ngươi Trịnh Thúc ở bên trong ngồi xem bệnh đâu. Trịnh Bồi An hiện tại không làm gì liền đến Hồi Xuân đường ngồi xem bệnh, bởi vì Hứa lão gia tử quyết định tiến vào về hưu trạng thái, mỗi tuần ngồi xem bệnh thời gian giảm bớt đến một ngày. Dựa theo lão gia tử nguyên bản ý tứ, đều muốn đem bên này sinh ý cho kết thúc, mặc dù không nỡ, nhưng là hắn cũng nhìn ra bảo bối cháu trai rất không có khả năng kế thừa y bát của mình, lựa chọn kết thúc cũng là hành động bất đắc dĩ. Bất quá Hứa Thuần Lương kiên trì giữ lại Hồi Xuân đường,
Hứa lão gia tử chính thức thu Trịnh Bồi An tên đồ đệ này, Trịnh Bồi An cơ hồ mỗi ngày đều có thể tới, hắn nguyên lai đối bản công nhân viên chức làm liền không thế nào mưu cầu danh lợi, đến hồi xuân đường còn có thể cùng lão gia tử học thêm chút đồ vật. Nguyên bản Hứa Trường Thiện coi là hồi xuân đường gắn bó không được quá lâu thời gian, nhưng là không nghĩ tới ngoại trừ Trịnh Bồi An, nông thôn bác sĩ Liễu Sơn Dân cùng Cổ Tuy bên trong bệnh viện Lý Gia Khoan mỗi tuần đều sẽ tới hỗ trợ, hai người kỳ thật đều hữu tâm bái sư. Nhưng là bị Trịnh Bồi An đoạt trước, bất quá bọn hắn cũng đều cho rằng chân thành chỗ đến sắt đá không rời, chỉ cần biểu hiện ra đầy đủ thành ý, cuối cùng có một ngày có thể cảm động Hứa lão gia tử. Ba người này chức danh cao nhất là Lý Gia Khoan, trình độ phương diện Trịnh Bồi An cùng Lý Gia Khoan giống nhau, nhưng là ngộ tính cao nhất là Liễu Sơn Dân, chỉ từ người ta tự học thành tài liền có thể thấy được lốm đốm. Hứa Trường Thiện vừa mới bắt đầu còn cảm thấy có chút bất an, nhưng về sau cũng nghĩ thông suốt rồi. Dù sao là chính các người nguyện ý đến giúp đỡ, Hứa Trường Thiện cũng không có để bọn hắn bạch bạch hỗ trợ, thỉnh thoảng chỉ điểm một chút, lợi dụng bọn họ chạy tới ngồi xem bệnh cơ hội, cũng quan sát y thuật của bọn hắn phẩm tính. Liền Hứa Gia Văn đều khuyên phụ thân thừa dịp hiện tại đầu não thanh tỉnh thân thể cứng rắn, tận lực thu nhiều mấy cái đồ đệ, tốt đem bọn hắn Hứa Gia y thuật phát dương quang đại. Hứa Thuần Lương cùng Phổ Kiến ôm hai dương rượu một trước một sau đi vào bên trong thời điểm. Thình lình một cái tóc tai bù xù nữ hải vọt ra, giang hai cánh tay nhào về phía Hứa Thuần Lương, Hứa Thuần Lương kém chút không có một cước đem nàng cho đạp ra ngoài. Tập trung nhìn vào lại là biểu muội của hắn chân thuần thét chói tai vang lên, biểu ca, kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn. Hứa Thuần Lương cầm trong tay kia dương rượu thuận thế giao cho trong tay nàng, kinh hỉ không có, kinh hãi ngược lại là có, giúp ta chuyển lầu hai đi. Chân thuần kháng nghị nói, biểu ca. Ngươi làm sao nhịn tâm để một cái nhược nữ tử làm loại này thô trọng công việc. Phổ Kiến nhìn thấy trong nhà hắn đến thân thích, cũng liền không có ý tốt quấy rầy, đem trong tay mặt khác một dương rượu đưa cho Hứa Thuần Lương. Đúng vậy, ta cũng phải mau về nhà nhìn ta cha mẹ đi, tiểu cô ta đi, hôm nào ta trở lại thăm ngươi nhóm. Hứa Thuần Lương cũng không có tiễn hắn, hướng hắn phất phất tay. Chân Thuần đem kia dương rượu khiêng lên trên lầu. Hứa Thuần Lương ôm mặt khác một dương rượu sau đó theo sau, ra ra đâu? Chân Thuần nói, ra ngoài đi tản bộ, cúi đầu nghiên cứu kia hai dương rượu, biểu ca, người còn trẻ như vậy đều muốn bồi bổ. Sinh hoạt tại quốc tế đại đô thị, tính cách của nàng có chút tùy tiện, nói chuyện là không có chút nào kiêng kỵ. Hứa Thuần Lương dở khóc dở cười, người biết cái gì, trở về lúc nào? Chân Thuần nói, hôm qua. Khi nào thì đi? Chân Thuần một song hai mắt trợn tròn xoe, biểu ca, cái này ông ngoại của ta nhà A, ngươi dựa vào cái gì đuổi ta? Hứa Thuần Lương cười ha ha, ta không có ý kia. Chân Thuần nói, ngươi liền ý kia, ta không đi, ta về ăn Tết, ta bồi ông ngoại ăn Tết. Phía dưới truyền đến Hứa Trường Thiện thanh âm, ai theo giúp ta ăn Tết ha? Chân Thuần mân mê bờ môi, ông ngoại, biểu ca muốn đuổi ta đi. Hắn dám. Hứa Trường Thiện vui tươi hớn hở đi tới, gần nhất thời gian trôi qua thoải mái, tiểu nữ nhi Hứa Gia Văn đã chính thức thụ mời đi Nam Giang Đại học, trước mắt vừa vặn tại nghỉ đông trong lúc đó, nàng nghỉ sau liền đến Đông Châu, ngoại tôn nữ Chân Thuần cũng chuyên về ăn Tết. Chân Thuần đi qua kéo lại ông ngoại cánh tay, nằm sấp ghé vào lỗ tai hắn nói cho hắn biết kia dương bổ rượu sự tình, nàng là làm thành trò cười nói. Hứa Trường Thiện nhìn thoáng qua, không khỏi nhíu mày, người mua thứ này làm gì? Hứa Thuần Lương đem Trần Thiên Phàm sự tình nói, Hứa Trường Thiện cố gắng nghĩ nghĩ, vẫn là nhớ không nổi mình lúc nào giúp người giải quyết qua sinh nhi tử nan đề, hắn luôn luôn cho rằng sinh nam sinh nữ đều là quy luật tự nhiên, không sẽ chủ động đi đánh vỡ, lão Hứa nhà ngược lại là có sinh con bí phương, nhưng là hắn chưa hề lạm dụng qua. Hứa Thuần Lương tin tưởng Gia Gia sẽ không nói dối, đó chính là nói Trần Thiên Phàm đối với hắn không có nói thật, như thế xem ra cái này Trần Thiên Phàm có chút không thành thật. Liên tưởng tới hắn đi Nguy Sơn đảo khảo sát sự tình, Hứa Thuần Lương đối động cơ của hắn bắt đầu sinh ra hoài nghi. Hứa Trường Thiện cũng nghe nói Vương Phương Điền đến Đông Châu sự tình, vốn cho là hắn sẽ cùng Hứa Thuần Lương cùng một chỗ tới, hỏi qua về sau mới biết được, Vương Phương Điền lưu tại Nguy Sơn đảo đã chính thức vùi đầu vào trong công việc. Hứa Trường Thiện cảm thán nói, thật xa tới, ta hẳn là mời người ta ăn bữa cơm. Hứa Thuần Lương cười nói, người ta cũng không phải không có thân thích. Còn có ta cao thúc đâu. Hứa Trường Thiện nói, người cao thúc là cao thúc, ta cùng ngươi cao gia gia là lão bằng hữu, Phương Điền là con rể hắn, đến Đông Châu ta làm sao đều muốn tiếp đãi một chút, ngươi lần này đi kinh thành, người ta không phải cũng mời ngươi ăn cơm.
Hứa Thuần Lương hướng Gia Gia cam đoan các loại làm xong trận này nhất định mời Vương Phương Điền tới dùng cơm. Trịnh Bồi An đưa tiễn cái cuối cùng bệnh nhân cũng kết thúc hôm nay ngồi xem bệnh, Hứa Gia Văn rót một chén trà cho hắn đưa qua. Trịnh Bồi An cười tủm tỉm nhìn qua Hứa Gia Văn, tạ ơn a. Tiếng nói đều trở nên mềm mại, có thể nói con hàng này đời này ôn nhu đều cho Hứa Gia Văn. Hứa Gia Văn nói, ta còn không có cảm ơn ngươi đâu, trong khoảng thời gian này nhờ có ngươi chiếu cố ba ta. Trịnh Bồi An kém chút không nói ra cha ngươi chính là ta cha, cân nhắc một chút vẫn là cẩn thận nói, hẳn là. Hứa Gia Văn nói, Thuần Lương trở về, không đi lên tiếng kêu gọi. Trịnh Bồi An nói, ngươi không nói ta đều quên, ta đi mua một ít đồ ăn, quay đầu làm mấy đạo ngon miệng. Hứa Gia Văn nói, không cần, ngươi cũng mệt mỏi một ngày, chúng ta quay đầu ra ngoài ăn. Trân Thuần nói thích ăn ta làm được thịt kho tàu cá mè, ta cái này đi. Trịnh Bồi An là cái người biết chuyện, muốn theo Hứa Gia Văn tu thành chính quả, Trân Thuần là mấu chốt, chỉ cần tiểu nha đầu này không phản đối, chuyện của bọn hắn liền cơ bản thành, cho nên hắn nghĩ hết tất cả biện pháp tại Trân Thuần trước mặt biểu hiện, phàm là Trân Thuần đã nói hắn đều một mực nhớ dưới đáy lòng. Hứa Gia Văn nói, ngươi mặc kệ hắn, nhà đầu kia nghĩ vừa ra là vừa ra. Lúc này Hứa Thuần Lương tản bộ đến đây, Trịnh Thúc. Vừa rồi nhìn ngài bận rộn không dám cùng ngài chào hỏi. Trịnh Bồi An cười nói, ta chính đi nói mua thức ăn đâu. Hứa Thuần Lương nói, không cần, chúng ta ăn xuyến thịt đi. Trịnh Bồi An nghe hắn nói như vậy liền không lại cân nhắc đi mua đồ ăn nấu cơm, thừa dịp Hứa Gia Văn đi lên thay quần áo thời điểm, Trịnh Bồi An thấp giọng nói cho Hứa Thuần Lương, lúc trước hắn đi kinh thành hỗ trợ hội trần sự tình đối người nhà không có sách một chữ, đây cũng là Hứa Thuần Lương yêu cầu. Hứa Thuần Lương đối Trịnh Bồi An phi thường tín nhiệm, bằng không thì cũng sẽ không lặp đi lặp lại nhiều lần mời hắn đến đánh yểm trợ. Lúc này nhìn thấy Tô Tình mở ra giáp sát trùng ở trước cửa dừng lại, mắt thấy là phải qua Tết, Tô Tình đơn vị phát không ít phúc lợi, đặc địa tới đưa cho Trịnh Bồi An, xem như thừa cơ hội này biểu đạt một chút cảm tạ chi tình, kỳ thật nàng biết Trịnh Bồi An sẽ không mang đi, cuối cùng vẫn là muốn lưu cho Hứa lão gia tử. Nàng là thật không nghĩ tới Hứa Thuần Lương thế mà trở về, mừng rỡ chi tình lộ rõ trên mặt. Hứa Thuần Lương, ngươi trở về đều không nói một tiếng. Hứa Thuần Lương cười nói, ta hôm nay vừa tới, dương hành lý mới buông xuống. Tô Tình đem dương phía sau mở ra, tướng hộp quà sách ra, Trịnh chủ nhiệm, những vật này cho ngài nếm thử. Trịnh Bồi An nói, tiểu Tô, ngươi cùng ta khách khí như vậy làm gì? Hắn là cái người biết chuyện, vô công bất thụ lộc, Tô Tình nha đầu này cũng phi thường thông minh, là đánh lấy cho hắn tặng lễ cờ hiệu cảm tạ Hứa Thuần Lương. Kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh, hắn nhìn ra Tô Tình hẳn là thích Hứa Thuần Lương. Tô Tình nói, ngài giúp ta nhiều như vậy bận bịu, nhỏ tiểu lễ vật không thành kinh ý, đều là đơn vị phát được phúc lợi, ta cũng sẽ không làm. Trịnh Bồi An cùng Hứa Thuần Lương đều lĩnh giáo qua tài nấu nướng của nàng, nàng sẽ không làm mới là lạ. Hứa Thuần Lương nhìn thoáng qua, có hải sản gói quà lớn, có cua nước, một đầu kim hoa răm bông, hai bình ngũ lương dịch, cười nói. Đơn vị các ngươi phúc lợi đủ có thể, phát đến độ là hàng cao đẳng. Tô Tình nói, còn có tài trợ đơn vị tặng, dù sao thật nhiều, trong nhà liền ta cùng ta cha hai người, căn bản ăn không hết. Hứa Thuần Lương cũng không có khách khí với nàng, đem đồ vật thu xuống dưới, hỏi Tô Thiên Vũ bệnh tình, Tô Tình nói cho hắn biết tốt hơn nhiều, mấy ngày gần đây nhất đã có thể chống xong quải đi đường, mặc dù vẫn không thể mở miệng nói chuyện, nhưng là cũng đó có thể thấy được tâm tình của hắn sáng sủa rất nhiều. Lúc này Hứa Trường Thiện bọn hắn cũng xuống lầu tới, nhìn thấy Tô Tình, Hứa Trường Thiện cũng thích vô cùng, mời nàng cùng đi ăn cơm. Tô Tình biểu thị muốn trở về chiếu cố phụ thân. Hứa Thuần Lương nói, cùng một chỗ đi, trong nhà người không phải có bảo mẫu, nói với nàng một tiếng. Hắn mới mở miệng Tô Tình liền đáp ứng, hướng trong nhà cho bảo mẫu gọi điện thoại. Mọi người cùng nhau đi phụ cận xuyến quán thịt, Hứa Trường Thiện sớm mua vị trí, tăng thêm Tô Tình cũng chính là 6 người. Tô Tình mặc dù tuổi trẻ, nhưng là nàng tại Đông Châu đã là nổi tiếng đại minh tinh, xuyên quán thịt lão bản là nàng bánh phở, thấy được nàng quang lâm, mừng rỡ không ngậm miệng được, cầu một bức ảnh chung, chủ động đưa ra muốn cho bọn hắn miễn phí. Trân Thuần thế mới biết Tô Tình là Đông Châu đài truyền hình người chủ trì, kỳ thật nàng nhìn thấy Tô Tình thời điểm liền có chút kinh diễm, cảm giác Tô Tình trên người có sợi minh tinh phong phạm. Trân Thuần cùng Tô Tình hàn huyên, nàng một hồi quốc ngữ một hồi tiếng Quảng Đông. Còn thỉnh thoảng xen lẫn tiếng Anh, nhưng Tô Tình cùng với nàng giao lưu không chướng ngại chút nào. Tô Tình là trung truyền tốt nghiệp, ngôn ngữ thiên phú khá tốt,
ngoại trừ nước Quảng Đông Anh ngữ bên ngoài, còn tinh thông tiếng Pháp, tiếng Nhật cùng tiếng Hàn. Chân Thuần còn chưa đi ra cửa trường đại học, làm việc có chút lỗ mãng, Hứa Thuần Lương để nàng mang hai bình rượu tới, không nghĩ tới nàng trực tiếp ôm hai bình ngũ tiên hồi xuân tử. Nếu như chỉ có bọn hắn một nhà người, cũng làm như chuyện thiếu lâm, nhưng đêm nay nhiều Tô Tình liền có vẻ hơi lúng túng. Hứa Thuần Lương bản muốn về nhà đi lấy, Trịnh Bồi An cảm thấy dù sao những người khác cũng không uống, cái này ngũ tiên hồi xuân tử hắn cũng hưởng qua, không có Trần Thiên Phàm thổi đến nhiều như vậy hiệu quả thần kỳ, xem như phổ thông uống rượu cũng không có vấn đề gì. Chân Thuần cùng Tô Tình trò chuyện khá là ăn ý, Tô Tình năm thứ ba đại học thời điểm đã từng đi thấm sẽ đại học ngắn hạn trao đổi qua, đối cảng đảo tình huống bên kia cũng hết sức quen thuộc, nàng tiếng Quảng Đông chính là khi đó học tập. Chân Thuần sợ hãi thán phục tại tiếng nói của nàng năng lực học tập, cảm thán nói, Tô tiểu thư nếu là đi tranh cử cảng tỷ khẳng định là quán quân. Tô Tình cười nói, quá khen, ta không thể được. Hứa Thuần Lương nói, không có tào đạp như vậy người, mấy năm này cảng tỷ cái kia còn có thể nhìn. Ta không dám nói cả nước phạm vi bên trong, liền đem cảng tỷ trước ba ném tới chúng ta Đông Châu trên đường cái đều lật không nổi một tia bọt nước. Chân Thuần nói, của ngươi vực kỳ thị. Hứa Thuần Lương nói, ta luận sự, thích làm vực kỳ thị chính là bọn ngươi. Chân Thuần nói, ông ngoại, biểu ca khi dễ ta. Hứa Trường Thiện ha ha cười nói, đều là người một nhà, ai kỳ thị ai vậy, gọi là không hiểu chuyện, không phải kỳ thị. Hứa Thuần Lương kính Gia Gia một chén rượu, Gia Gia, Cao Gia Gia mời ngài đi kinh thành làm khách đâu. Hứa Trường Thiện nói, lão Cao nói với ta, còn nói ngươi giúp hắn cháu trai thôi ngũ kinh sự tình. Hứa Thuần Lương nói, ta không có, là chính hắn đẩy. Hứa Trường Thiện cười nói, làm còn không dám nhận, tiểu tử ngươi càng ngày càng không có đảm đương. Đúng rồi, Chân Thuần không mất cơ hội cơ bổ đao. Tô Tình lấy trà thay rượu kính Trịnh Bồi An, giữa bọn hắn đã sớm đạt thành ăn ý, sẽ không ở Hứa lão gia tử trước mặt nhắc tới là Tô Thiên Vũ làm khôi phục trị liệu sự tình. Hứa Gia Văn phát hiện Tô Tình cô bé này cũng không đơn giản, dù sao cũng là đương người chủ trì, biết nói chuyện, mà lại giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện, cùng mỗi người đều có thể tìm tới cộng đồng chủ đề, mà lại ăn nói để cho người ta phi thường dễ chịu, có loại như Mộc Xuân Phong cảm giác. Mình nữ nhi Chân Thuần mặc dù tuổi tác nhỏ hơn nàng không được mấy tuổi, nhưng là đối nhân xử thế phương diện phải kém ra không ít. Nghĩ đến Hứa Thuần Lương bạn gái tựa như là Mai Như Tuyết, Hứa Gia Văn lập tức có chút bận tâm, chính mình cái này chất nhi sẽ không phải đang chơi chân đạp hai con thuyền trò chơi đi, nàng về mặt tình cảm tao ngộ biến cố, cho nên đối trung thành phi thường coi trọng, không hy vọng chất tử ở phương diện này phạm sai lầm. Hứa Gia Văn nghĩ chuyện này thời điểm, Trịnh Bồi An nhìn qua nàng đã xuất thần, mặc dù Hứa Gia Văn đã không còn trẻ nữa, nhưng nàng một cái nhăn mày một nụ cười vẫn dẫn động tới tim của hắn đập, có câu nói gọi một chút một vạn năm, Trịnh Bồi An đối Hứa Gia Văn chính là như thế, thấy thế nào đều đẹp, thấy thế nào đều không đủ. Hứa Thuần Lương lưu ý đến Trịnh Bồi An thất thố, lặng lẽ đá hắn một cước, Trịnh Bồi An phương mới thanh tỉnh lại, tranh thủ thời gian bưng chén rượu lên hướng sư phụ mời rượu, nhờ vào đó che giấu sự thất thố của mình, Hứa lão gia tử kỳ thật cái gì đều nhìn ở trong mắt, chỉ là nhìn thấu không nói thấu thôi. Tô Tình hướng Hứa Thuần Lương cười nói, có chuyện còn không có nói cho ngươi, chúng ta hợp tác cái kia phi đao tiết mục được bầu thành năm mới tiệc tối được hoan nghênh nhất tiết mục, trong đài còn phát giấy chứng nhận cùng tiền thưởng. Nàng mở ra sắc tay, tướng giấy chứng nhận cùng một cái hồng bao lấy ra đưa cho Hứa Thuần Lương, 3.000 khối tiền mặc dù không phải cái gì số lượng lớn. Mà dù sao đại biểu cho đối bọn hắn hợp tác tiết mục khẳng định. Hứa Thuần Lương đem giấy chứng nhận thu, hồng bao lui trở về, tiền ta từ bỏ, cái này hồng bao coi như cho ngươi an ủi, ngày đó đem ngươi dọa sợ a. Tô Tình dịu dàng cười nói, ta tin tưởng ngươi. Nàng lại đem hồng bao đặt ở Hứa Thuần Lương trước mặt, lúc ấy đối diện từng thanh phóng tới phi đao nàng một chút cũng không có cảm thấy sợ hãi, bởi vì nàng đối Hứa Thuần Lương tuyệt đối tín nhiệm, nàng cũng không biết khi nào thành lập được đến loại này tín nhiệm, có lẽ từ đó trở đi nàng liền thích Hứa Thuần Lương. Lúc này điện thoại di động của nàng vang lên, Tô Tình một giọng nói không có ý tứ, đứng dậy đi nghe, không bao lâu liền trở lại hướng mọi người cáo từ, trong nhà nàng có việc muốn trước đi một bước. Hứa Thuần Lương đứng dậy đi đưa, nhìn thấy Tô Tình vội vã bước chân, hắn ý thức được Tô Tình khẳng định gặp phải phiền toái, Tô Tình, chuyện gì xảy ra? Tô Tình vành mắt đều đỏ, cắn môi một cái, rốt cục vẫn là quyết định nói ra chân tướng, cha ta, hắn không biết đi địa phương nào. Hứa Thuần Lương lấy làm kinh hãi, mới vừa cùng Tô Tình nói về Tô Thiên Vũ bệnh tình thời điểm,
nàng nói hiện tại bệnh tình có chỗ cải thiện, phụ thân có thể trụ ngoạt ở trong phòng hành tẩu một đoạn ngắn khoảng cách, lấy Tô Thiên Vũ tình trạng cũng không khả năng đi xa. Hứa Thuần Lương nói, ta đi chung với ngươi nhìn xem. Tô Tình do dự một chút, vẫn gật đầu, phụ thân đột nhiên mất tích để nàng hoang mang lo sợ, đối nàng mà nói chuyện này phát sinh quá đột ngột, cũng quá bất khả tư nghị, phụ thân coi như treo quải trượng tối đa cũng chính là có thể đi ra hơn 3 mét khoảng cách, không có người trợ giúp, hắn không có khả năng từ phòng ngủ đi đến cửa nhà, hắn làm sao có thể biến mất. Phát sinh hết thảy đơn giản không thể tưởng tượng. Tiến về khu vực mới trên đường, Tô Tình tướng tình huống nói một lần. Bảo mẫu ngủ thiếp đi, chờ nàng tỉnh lại phát hiện Tô Thiên Vũ biến mất, bảo mẫu tướng trong nhà tìm toàn bộ, có thể xác định Tô Thiên Vũ không ở trong nhà. Trên đường bảo mẫu lại gọi điện thoại tới, nàng dọc theo thang lầu lầu trên lầu dưới tìm một lần vẫn là không thấy được người. Tô Tình đơn giản liền muốn điên rồi, Hứa Thuần Lương nhắc nhở nàng phải tất yếu tỉnh táo. Gặp được loại chuyện này, trước tiên vẫn là nên tìm cảnh sát nhân dân. Hứa Thuần Lương liên hệ Lục Kỳ. Lục Kỳ hỏi một chút Tô Tình địa chỉ, nơi đó thuộc về mới thành phân cục phạm vi quản hạt, chuyện này trước mắt còn không cách nào định tính là mất tích án. Lục Kỳ thông qua quan hệ tìm khu quản hạt đồn công an bằng hữu, để bọn hắn hỗ trợ, hắn cũng khởi hành tiến về Tô Tình nhà, nhìn xem rốt cuộc tình huống như thế nào. Cái này khởi sự kiện hay là vô cùng ly kỳ, vì tùy thời nắm giữ phụ thân tình huống, Tô Tình còn đặc địa trong nhà lắp đặt giám sát, cơ hồ không có điểm mù. Làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy quỷ dị phải là, giám sát cũng không ghi chép lại 2 giờ bên trong bất kỳ ảnh hưởng gì. Lục Kỳ kiểm tra một chút giám sát, phán đoán trong khoảng thời gian này giám sát hẳn là bị người vì xóa bỏ. Cư xá cũng có giám sát, căn cứ đối cư xá giám sát điều tra cũng không có phát hiện Tô Thiên Vũ bóng dáng. Dựa theo bình thường logic, nghi điểm lớn nhất tại bảo mẫu trên thân, bảo mẫu tại cảnh sát đề ra nghi vấn lúc khóc lên, nàng tại Tô gia làm công đã có hơn 1 năm. Một mực biểu hiện được cẩn trọng thành thành thật thật, vừa rồi hầu hạ Tô Thiên Vũ ăn cơm xong, ngồi ở trên ghế salon không biết làm sao lại đã ngủ, chờ nàng tỉnh lại phát hiện Tô Thiên Vũ không thấy. Tô Tình mặc dù tin tưởng bảo mẫu nhân phẩm, nhưng là chuyện này giải thích không thông, phụ thân căn bản không có tự do hành tẩu năng lực, làm sao có thể xóa bỏ giám sát hình ảnh, sau đó né tránh cư xá giám sát, rời đi cư xá. Hứa Thuần Lương ý nghĩ lại cùng Tô Tình khác biệt. Tô Thiên Vũ tất cả triệu chứng đều là nội thương cùng dư độc gây nên, mình vì hắn mấy lần trị liệu về sau, trạng huống của hắn rất có cải thiện. Hứa Thuần Lương đã sớm biết Tô Thiên Vũ người mang võ công, đương trong cơ thể hắn dư độc quét sạch nội thương chữa trị về sau, hắn tốc độ khôi phục sẽ siêu việt thường nhân. Không bài trừ một cái khả năng, tại trị liệu của mình hạ Tô Thiên Vũ đã quét sạch dư độc, sau đó bằng vào tự thân thức tỉnh nội lực chữa trị nội thương. Người bên ngoài nhìn thấy triệu chứng chẳng qua là hắn ngụy trang. Nếu như là Tô Thiên Vũ tự hành rời đi, như vậy thì chứng minh hắn sớm đã khôi phục, hắn lừa qua tất cả mọi người, thậm chí bao gồm mình, chỉ là Hứa Thuần Lương không rõ Tô Thiên Vũ vì sao sẽ chọn rời đi. Cho dù là kết thân sinh nữ nhi liền một câu đều không nói, là người này quá mức tuyệt tình. Vẫn là ra ngoài bất đắc dĩ nguyên nhân. Khu quản hạt đồn công an đã chính thức lập án, tiếp xuống điều tra trọng điểm sẽ tập trung ở cư xá nội bộ giám sát cùng phụ cận từng cái đầu đường giám sát. Tin tưởng tìm tới Tô Thiên Vũ hành tung chỉ là vấn đề thời gian. Mấy tên cảnh sát ở trong phòng lấy chứng thời điểm, Tô Tình ngơ ngác ngồi tại phụ thân trên giường nhỏ, cho tới bây giờ nàng đều không thể nào tiếp thu được hiện thực này, phụ thân làm sao lại không một tiếng vang rời đi rồi. Hứa Thuần Lương cho nàng rót một chén trà nóng, đưa cho nàng, Tô Tình mặc dù con mắt đỏ ngầu, nhưng là từ đầu đến cuối không có rớt xuống một giọt nước mắt, tính tình của nàng ngoài mềm trong cứng. Lý trí nói cho nàng càng là hiện ngay tại lúc này càng là không thể rối loạn tấc lòng. Tạ ơn, Tô Tình tiếp nhận ly kia trà. Hứa Thuần Lương an ủi nàng nói, ngươi không cần khẩn trương, cảnh sát đã tham dự, Lục Kỳ là ta anh em tốt, hắn sẽ tận lực trợ giúp ngươi điều tra rõ chuyện này. Hiện tại cảnh sát ngay tại điều lấy màn hình giám sát, cũng tại cùng giao thông bộ cửa cân đối, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Tô Tình nhẹ gật đầu, tràn ngập cảm động nói, may mắn có ngươi giúp ta. Không phải ta thật không biết phải làm gì. Hứa Thuần Lương cười nói, chúng ta là bằng hữu a, ta nếu là gặp được làm phiền ngươi khẳng định cũng sẽ giúp ta. Lục Kỳ đi vào trước cửa, gõ cửa trước gây nên chú ý của hai người. Tại Trịnh Bồi An nghi thức bái sư bên trên, hai người cũng đánh qua đối mặt. Nơi này không phải Lục Kỳ khu quản hạt, Lục Kỳ cũng không tại trực ban trong lúc đó, hôm nay tới thuần túy là bằng hữu hỗ trợ. Lục Kỳ đưa ra nghĩ một lần nữa kiểm tra một chút Tô Thiên Vũ gian phòng,
Tô Tình giúp cho phối hợp, nàng cùng Hứa Thuần Lương trước lui ra ngoài. Đồn công an cảnh sát lấy chứng về sau đã rời đi, bảo mẫu làm chủ yếu người hiềm nghi một trong cũng bị mang đến tra hỏi, bây giờ trong nhà chỉ còn lại ba người bọn hắn. Hứa Thuần Lương ánh mắt rơi vào cạnh ghế salon dựa vào hai chi quải trượng bên trên, dựa theo Tô Tình thuyết pháp, Tô Thiên Vũ gần nhất dựa vào song quải đại khái có thể xê dịch 3 mét khoảng cách, hiện tại xe lăn cùng song quải đều để ở nhà. Nói cách khác Tô Thiên Vũ rời đi nơi này chỉ có hai loại khả năng, một là bị người mang đi, hai là dựa vào hai chân của mình đi ra. Tô Tình nhận vì phụ thân rất có thể bị người bắt cóc, nhưng là Hứa Thuần Lương cũng không nghĩ như vậy, hắn cầm lấy trong đó một cây quải trượng, nhìn một chút dưới đáy. Lục Kỳ thanh âm từ một bên vang lên, quải trượng rất mới, phía dưới cao su lưu hóa cũng không có bao nhiêu hư hại vết tích. Hứa Thuần Lương chuyển hướng Lục Kỳ nói, nhanh như vậy lại kiểm tra xong. Lục Kỳ nói, không có cái gì phát hiện mới, hiện tại liền chờ bọn hắn điều lấy giám sát kết quả. Tô Tình đi rót hai chén cà phê cho bọn hắn, Lục Kỳ đặc biệt lưu ý một chút Tô Tình cảm xúc, thân là cảnh sát sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào điểm đáng ngờ. Hắn thấy, cùng Tô Thiên Vũ có tiếp xúc mỗi người đều có thể nghi, bảo mẫu có điểm đáng ngờ, Tô Tình đồng dạng tồn tại điểm đáng ngờ. Lục Kỳ tiếp nhận cà phê uống một hớp nói, Tô Tiểu Thư, người phát hiện trong nhà thiếu đi cái gì không có. Tô Tình lắc đầu, cái gì cũng không thiếu, cha ta thậm chí liền giày đều không mang đi, hắn bình thường trong nhà là không mang giày, ta chuẩn bị cho hắn hai đôi dép lê đều tại, đi qua giày của hắn đều bị ta đặt ở giày trong hộp, ta cẩn thận đã kiểm tra, tất cả giày đều tại. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ quái, chẳng lẽ Tô Thiên Vũ là chân trần đi ra? Lục Kỳ nói, căn cứ bảo mẫu nói, nàng hôm nay ngủ đại khái nửa giờ, bình thường nàng có khoảng thời gian này ngủ quen thuộc sao? Không có, hôm nay tình huống có chút đặc thù, ta vốn là muốn trở về theo giúp ta cha, thế nhưng là... Tô Tình không có tiếp tục nói, nàng sở dĩ cải biến kế hoạch là bởi vì Hứa Thuần Lương lưu nàng ăn cơm, nếu như nàng nói như vậy, lo lắng Hứa Thuần Lương sẽ thêm muốn. Hứa Thuần Lương nói, là như thế này, nay trời buổi chiều lúc 5 giờ rưỡi, Tô Tình đi vào hồi xuân đường, chúng ta trò chuyện trong chốc lát, đại khái 6 điểm 20 thời điểm chúng ta đã tới phụ cận xuyến dê phường ăn cơm. Tựa như là lúc 8 giờ nàng nhận được bảo mẫu điện thoại. Tô Tình nhẹ gật đầu, nói bổ sung, buổi tối 7 giờ 57 phân. Lục Kỳ nhớ lại một chút bảo mẫu khẩu cung, cùng bọn hắn nói đến mức hoàn toàn có thể đối được, Tô Tình hiềm nghi trên cơ bản có thể loại bỏ, hiện tại nghi điểm lớn nhất vẫn là bảo mẫu. Lục Kỳ lại hỏi một chút bảo mẫu bình thường cùng ai lui tới, bình thường nàng có hay không mang những người khác tới qua trong nhà. Dù sao chỉ bằng vào một cái bảo mẫu còn là không thể nào tướng một cái nam tử trưởng thành thần không biết quỷ không hay mang rời khỏi. Hứa Thuần Lương ánh mắt một lần nữa rơi vào quải trượng bên trên, căn cứ trước mắt nắm giữ tình huống, Tô Thiên Vũ hẳn là tự hành khả năng rời đi tính lớn hơn. Tô Tình nói qua bảo mẫu bình thường rất ít tại khoảng thời gian này đi ngủ, mà lại nàng đối bảo mẫu đánh giá rất cao. Bảo mẫu sở dĩ ngủ, không bài trừ nhân tố bên ngoài khả năng, tỉ như bị người chế trụ huyệt ngủ. Lại hoặc là ăn vào chợ ngủ dược vật. Bảo mẫu dùng chén nước đã bị lấy đi xét nghiệm, Lục Kỳ ra mặt rõ ràng tăng lên vụ án xử lý hiệu suất. Sau 2 giờ, cảnh sát có manh mối, tại giao quản bộ môn phối hợp xuống, bọn hắn tra được vài đoạn hư hư thực thực người mất tích hình ảnh, bộ phận ảnh chụp cùng video đều truyền đến Lục Kỳ trên điện thoại di động. Lục Kỳ tướng ảnh chụp giao cho Tô Tình phân biệt, đây là một chiếc xe đang đợi đèn đỏ lúc ảnh chụp, lái xe nam tử chính là Tô Thiên Vũ. Tô Tình tướng hình tượng phóng đại, lặp đi lặp lại phân biệt, lệ quang tại trong đôi mắt đẹp lấp lóe. Qua một hồi lâu nàng vừa rồi ngẩng đầu, là cha ta. Thế nhưng là, hắn. Hôm nay nàng rời đi thời điểm phụ thân còn không có tự gánh vác năng lực, cho dù là mượn nhờ song quải cũng chỉ có thể xê dịch 3 mét không đến khoảng cách, nhưng trên tấm hình hắn lại có thể lái xe, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy thực sự khó có thể tin. Lục Kỳ nói. Đây là Kim Phủ Đường cùng Côn Luân Đường giao lộ video screenshot, thời gian cụ thể là 7 giờ tối nay 10 phần, ta có thể xác định người điều khiển có được bình thường năng lực hành động. Tô Tình lắc đầu nói, không thể nào, cha ta hắn đã tê liệt nhiều năm, hiện tại mặc dù có chuyển biến tốt, nhưng là không cách nào thoát ly song quải tự do hành tẩu, càng không khả năng lái xe. Đúng, hắn căn bản không có thi qua bằng lái, hắn không biết lái xe. Lục Kỳ cùng Hứa Thuần Lương liếc mắt nhìn nhau. Bọn hắn đều cho rằng Tô Tình không có nói sai, chuyện này chỉ có thể chứng minh nàng đối phụ thân của mình không ăn ý, để cả kiện biến cố đến càng thêm biến đổi liên tục. Một cái tê liệt lâu như vậy bệnh nhân đột nhiên liền đứng lên,
mà lại thành công né tránh trong nhà cùng cư xá giám sát, không bằng lái ô tô, chẳng biết đi đâu phương nào. Hứa Thuần Lương đã sớm biết Tô Thiên Vũ có thật nhiều bí mật không muốn người biết, hắn sở dĩ trợ giúp Tô Thiên Vũ hoàn toàn là xem ở Tô Tình trên mặt mũi. Chỉ là hắn cũng không nghĩ tới hỗ trợ thanh trừ Tô Thiên Vũ thể nội dư độc về sau, người này đầu tiên lựa chọn phải là rời đi, từ một góc độ này đi lên nói, là hắn một tay tạo thành Tô gia cha con tách rời. Lòng người đều là nhục trường, Tô Tình mấy năm này nỗ lực Tô Thiên Vũ không có khả năng không nhìn thấy, hắn là gì kiên quyết như thế rời đi. Giải thích hợp lý nhất chính là hắn không muốn tiếp tục liên lụy nữ nhi. Lục Kỳ nói, Tô Tiểu Thư, có thể nhìn một chút gian phòng của ngươi sao? Tô Tình nghĩ nghĩ, ánh mắt lại đột nhiên trở nên kiên định, không có ý tứ. Tô Tình cự tuyệt vượt quá Lục Kỳ ngoài ý liệu, bất quá hắn cũng không có miễn cưỡng, lúc đầu hắn chính là hỗ trợ tính chất, cũng không phải phụ trách án này cảnh sát, tình huống hiện tại trên cơ bản đã sáng tỏ, Tô Thiên Vũ là tự hành rời đi, không phải cái gì nhập thất bắt cóc. Lục Kỳ giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ nói, không còn sớm, ta về trước đi, Tô Tiên Sinh sự tình ta sẽ để cho bằng hữu tiếp tục theo vào, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Tại tin tức cao tốc phát triển hôm nay, Lục Kỳ tin tưởng vững chắc một người sẽ không vô duyên vô cớ bốc hơi tại trong nhân thế, cho dù Tô Thiên Vũ mình trốn đi, cuối cùng sẽ còn để lại đầu mối. Tô Tình trong lòng có chút áy náy, đứng dậy đưa tiễn. Lục Kỳ nói, không cần tiễn. Hứa Thuần Lương nói, ta cùng ngươi cùng đi. Mặc dù biết Tô Tình hiện tại trong lòng khẳng định không dễ chịu, nhưng là hắn cũng không thích hợp lưu lại hướng Tô Tình nói. Một mình ngươi được hay không? Tô Tình nói, không có chuyện gì, cha ta không có việc gì liền tốt. Trong lòng bỗng nhiên bắt đầu sinh ra một cái ý nghĩ, giờ phút này nếu như hắn có thể lưu lại bồi mình kia thì tốt biết bao, nhưng nàng lại ý thức được đó là không có khả năng. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, hiện tại cơ bản có thể xác định Tô Thiên Vũ an toàn không ngại, Tô Tình tâm tình hẳn là so trước đây dễ chịu rất nhiều. Hai người để Tô Tình dừng bước, thừa thang máy đi vào dưới lầu, Lục Kỳ quan sát một chút trong thang máy camera, đối Hứa Thuần Lương nói, người gặp qua Tô Thiên Vũ. Gặp qua, ta giới thiệu Trịnh Bồi An cho hắn làm khôi phục trị liệu, mỗi lần đều bồi tiếp tới. Lục Kỳ nói, Tô Thiên Vũ hẳn là thừa dịp bảo mẫu ngủ về sau rời đi, hắn xóa bỏ giám sát, đi bộ từ an toàn dưới bậc thang lâu, trước mắt đang điều tra cư xá xuất nhập cỗ xe thu hình lại, nhìn xem có chiếc xe kia xuất nhập ghi chép. Hứa Thuần Lương nói, ngươi cảm thấy một mình hắn có thể hoàn thành chuyện này sao? Lục Kỳ nói, ta cũng hoài nghi hắn có người phối hợp. Đi vào đơn nguyên bên ngoài, Lục Kỳ quan sát một chút tòa nhà này chung quanh giám sát vị trí, móc ra quyển vở nhỏ bản ở phía trên đơn giản vẽ lên một bức tranh, cũng đối trọng điểm phương làm ra đánh dấu. Hứa Thuần Lương móc ra một hộp khói đưa cho hắn. Lục Kỳ miệng méo cười cười, rút ra một chi, Hứa Thuần Lương giúp hắn đốt. Lục Kỳ hít một hơi thuốc lá nói, ngươi chừng nào thì bắt đầu tùy thân có thuốc lá. Cả ngày đối diện lãnh đạo này có quá trọng yếu, thời điểm then chốt có thể hóa giải xấu hổ. Lục Kỳ chỉ phía trước nhà để xe lối vào, đây là khu vực mới nhóm đầu tiên kiến thiết cư xá, thiết kế phương diện còn chưa làm đến hoàn toàn người xe tách rời. Hai người dọc theo làn xe tiến vào nhà để xe, tìm tới Tô Tình chỗ đậu, Lục Kỳ vây quanh chiếc kia giáp sát trùng dạo qua một vòng. Lấy điện thoại cầm tay ra chụp mấy bức ảnh chụp. Hứa Thuần Lương nói, ngươi sẽ không phải hoài nghi Tô Tình đi. Lục Kỳ nói, Tô Thiên Vũ rời đi tương đối đột nhiên, từ Tô Tình phản ứng đến xem, nàng nên không biết rõ tình hình, Tô Thiên Vũ khôi phục hành tẩu năng lực sự tình giấu giếm rất tốt, Tô Tình cũng bị mơ mơ màng màng, cho nên mới sẽ trước tiên lựa chọn báo án, thông qua giao quản bộ môn video chứng minh Tô Thiên Vũ là tự hành rời đi về sau, Tô Tình hẳn là nhớ ra cái gì đó. Hứa Thuần Lương nói, ý của ngươi là Tô Thiên Vũ đã sớm lưu lại chuẩn bị ở sau. Lục Kỳ nằm xuống đi xem nhìn giáp sát trùng dưới đáy, không bài trừ loại khả năng này, ý của ta là Tô Thiên Vũ năm đó không có sinh bệnh thời điểm rất có thể liền nói cho Tô Tình một ít chuyện, ta vừa rồi đưa ra đi Tô Tình gian phòng nhìn xem, Tô Tình phản ứng đầy đủ đã chứng minh điểm này. Hứa Thuần Lương nói, ngươi thật là đủ giảo hoạt a. Lục Kỳ đứng dậy vỗ tay một cái, tiếp tục hít một hơi thuốc lá. Sau đó hướng nơi xa đi đến, Hứa Thuần Lương đuổi theo cước bộ của hắn, ta có chút không rõ, Tô Thiên Vũ khôi phục khỏe mạnh là chuyện tốt, có thể cùng nữ nhi cùng một chỗ vượt qua an nhàn sinh hoạt, tại sao muốn chọn rời đi? Lục Kỳ nói, khẳng định có không muốn người biết nỗi khổ tâm trong lòng, đúng, người có hay không hỏi qua Trịnh chủ nhiệm, Tô Thiên Vũ bệnh tình đến cùng có nghiêm trọng không?
Hứa Thuần Lương nói, đều ngồi xe lăn, sao có thể không nghiêm trọng? Lục Kỳ nói, có thể hay không hắn thẳng đều đang giả bộ bệnh. Hứa Thuần Lương ngẩn người, vẫn luôn đang giả bộ bệnh. Mình làm sao lại không có nghĩ tới chỗ này? Nhưng mình rõ ràng đã kiểm tra Tô Thiên Vũ kinh mạch, chẳng lẽ Tô Thiên Vũ có thể lừa qua mình? Không có khả năng, làm sao có thể, nếu thật là dạng này, Tô Thiên Vũ thực lực muốn so chính mình tưởng tượng bên trong cường đại quá nhiều. Nhưng là Lục Kỳ giả thiết phù hợp logic, Tô Thiên Vũ mặc dù miệng không thể nói, nhưng là từ đầu tới đuôi đều rõ ràng chỉ cho hắn chính là mình mà không phải Trịnh Bồi An, có lẽ hắn ý thức được người mang võ công bí mật đã giấu giếm không nổi nữa, có lẽ hắn đã nhận ra nguy hiểm, cho nên mới kịp thời rời đi. Lục Kỳ vỗ vỗ Hứa Thuần Lương bả vai nói, đây không tính là cùng một chỗ mất tích án, nhiều nhất là rời nhà trốn đi, Tô Thiên Vũ là một cái có bản thân năng lực phán đoán người trưởng thành, như thế nào làm là tự do của hắn. Kỳ thật chuyện này nhưng tra điểm đáng ngờ có rất nhiều, nhưng là Lục Kỳ cũng không cho rằng có truy tra được tất yếu. Hứa Thuần Lương nói, muốn nhìn Tô Tình chính mình ý tứ. Lục Kỳ gật đầu nói không chừng Tô Thiên Vũ sẽ lưu lại thư tín email loại hình đồ vật, ta lúc đầu muốn hỏi, nhưng liên quan đến người ta tự ẩn, cũng không tiện mở miệng, giữ lại ngươi về sau chậm rãi hiểu rõ đi. Hứa Thuần Lương nói, ta cùng với nàng cũng là bằng hữu bình thường. Liên quan đến người ta tự ẩn sự tình ta cũng không tiện hỏi. Lục Kỳ nói, ngươi làm nàng bằng hữu bình thường, nàng chưa hẳn coi ngươi là bằng hữu bình thường. Ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, vừa rồi hắn vẫn luôn tại lưu ý Tô Tình phản ứng, mỗi khi gặp được khó trả lời vấn đề là, Tô Tình trước tiên đều sẽ nhìn về phía Hứa Thuần Lương, đây là một loại bản năng xin giúp đỡ phản ứng, bình thường tới nói đầu tiên nghĩ đến độ là tín nhiệm nhất người thân cận nhất. Hoa Niên tập đoàn lớn khỏe mạnh sự nghiệp bộ lần này hội nghị cũng không có tại Trường Hưng bệnh viện cử hành, Đường Kinh Luân lựa chọn tại hắn ngủ lại Vạn Hào khách sạn. Trường Hưng bệnh viện mấy vị phó viện trưởng cũng đáp ứng lời mời có mặt, nhưng là cũng không bí thư Cao Tân Hoa, viện trưởng Triệu Phi Dương lúc này ngay tại châu Âu, tự nhiên không cách nào tham gia hội nghị. Đường Kinh Luân đối với sẽ người lựa chọn cho thấy, tại lớn khỏe mạnh lĩnh vực hắn ngay tại có mục đích đi Trường Hưng hóa. Lần này từ Hoa Niên tập đoàn đến đây ba tên đồng sự, bọn hắn cũng là Đường Kinh Luân nhất hệ, Đường Kinh Luân trở thành Hoa Niên tập đoàn CEO quá trình bên trong làm ra nhất định tác dụng. Mặc dù ủng hộ Đường Kinh Luân, nhưng là bọn hắn cũng đối Đường Kinh Luân lớn khỏe mạnh khái niệm không có đầy đủ tự tin, lần này tới Đông Châu chính là vì thực địa khảo sát. Trường Hưng bên này có mặt hội nghị có phó viện trưởng Tần Quốc Lương cùng Cảnh Văn Tú. Hứa Thuần Lương lấy Hoa Niên khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện Trù Hoạch Kiến lập xử lý chủ nhiệm thân phận dự thính hội nghị. Để Hứa Thuần Lương cảm thấy kinh ngạc là, lần này Đường Thiên Nhất thế mà làm phụ thân hắn đặc biệt đại biểu dự thính hội nghị, lần trước còn tận mắt chứng kiến hắn say rượu nháo sự, phạm thượng, hiện tại thúc cháu hai người lại có thể tâm bình khí hòa ngồi cùng một chỗ. Xem ra thân thích ở giữa cũng chỉ có lợi ích vĩnh hằng, không có vĩnh viễn cửu hận. Đường Thiên Nhất tận lực phòng ngừa ánh mắt cùng Hứa Thuần Lương giao lưu. Đối Hứa Thuần Lương hắn là vừa hận vừa sợ, lần này tới Đông Châu là phụ thân Đường Kinh Vĩ yêu cầu, để hắn đi theo thúc thúc Đường Kinh Luân bên người học thêm chút đồ vật, trong âm thầm phụ thân nói cho hắn biết, sở dĩ để hắn tới là hy vọng hắn có thể hỗ trợ nhiều nhìn chằm chằm Đường Kinh Luân. Từ khi Đường Kinh Luân làm tới Hoa Niên tập đoàn CEO, Đường Thiên Nhất cũng cảm thấy cảm giác nguy cơ, cho là mình là thời điểm nên vì phụ thân ra đem lực. Hội nghị từ Hoa Niên lớn khỏe mạnh người phụ trách Đồng Trường Hạo chủ trì. Hắn chủ yếu phụ trách giới thiệu khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện hạng mục, phương diện này nội dung Hứa Thuần Lương sớm đã nghe nhiều nên thuộc, mỗi cái tham dự hội nghị người trên tay đều có tư liệu, Hứa Thuần Lương đơn giản lật một chút, mới nội dung cũng không nhiều. Đồng Trường Hạo tiến hành hạng mục nói rõ thời điểm, thói quen sử dụng PPT, văn án làm được là tương đương xinh đẹp. Hứa Thuần Lương đem gọi đùa là PPT đóng phòng, nói trắng ra chính là bánh vẽ, nhưng là hôm nay lại không phải bánh vẽ, người ta muốn làm bánh. Tướng kiến thiết khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện hạng mục rơi vào thực chỗ. Đồng Trường Hạo nói, trải qua tập đoàn ban giám đốc quyết định, khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện đồng thời hạng mục tháng này đáy toàn diện khởi công, đồng thời đầu tư 300 triệu, kế hoạch tổng đầu tư 500 triệu. Hứa Thuần Lương ngẩng đầu lên, cùng hắn đồng dạng chú ý còn có Cảnh Văn Tú cùng Tần Quốc Minh, trước đây không hề có một chút tin tức nào thả ra, thật sự là có chút đột nhiên. Cảnh Văn Tú đầu tiên nghĩ đến chính là khu công nghệ cao bệnh viện. Nàng nghe ca ca nói qua Hoa Niên tập đoàn hiện trạng, nếu như khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện lại mở công kiến thiết, như vậy Hoa Niên tập đoàn chính là tam tuyến tác chiến, bọn hắn trước mắt tài chính có thể hay không ủng hộ làm như vậy đâu.
Hình chiếu bên trên phô bày khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện bộ chỉ huy, tên là bộ chỉ huy, kỳ thật chính là tiêu thụ bán building bộ, thiết kế đến tương đương xinh đẹp, phong cách phi thường tiền vệ. Hứa Thuần Lương lập tức minh bạch, khởi công chỉ là tiêu thụ bán building bộ trước khởi công, đem phòng bệnh cao ốc che lại không dễ dàng như vậy, đóng một tòa tiêu thụ bán building bộ còn không đơn giản, đường kinh luân cũng là đang vẽ bánh, không qua người ta trước tiên đem bao bên ngoài chứa làm ra. Đồng Trường Hạo đem hạng mục tình huống giới thiệu xong về sau, tướng quyền lên tiếng giao cho Đường Kinh Luân trên tay. Đường Kinh Luân cười nói, kỳ thật ta đã không còn gì để nói, chúng ta Hoa Niên tập đoàn xí nghiệp tinh thần chính là cước đạp thực địa, lôi lệ phong hành. Cước đạp thực địa chỉ phải là chân thật làm việc, lôi lệ phong hành chỉ phải là, chỉ muốn quyết định muốn làm đến sự tình lập tức liền hành động, tuyệt không dây dưa dài dòng, do dự. Tham dự hội nghị ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm mặt bàn. Bao quát Đường Thiên Nhất ở bên trong đều là lần đầu tiên nghe nói Hoa Niên tập đoàn xí nghiệp tinh thần, Hứa Thuần Lương thầm nghĩ, nếu như Hoa Niên thật có dạng này xí nghiệp tinh thần cũng không trở thành làm đến bây giờ một bước này. Đường Kinh Luân nói, đoạn thời gian gần nhất, Hoa Niên tập đoàn mặt trái tin tức không ít, trên cơ bản đều là lời đồn, là đối thủ cạnh tranh vì chèn ép chúng ta, thủ đoạn dùng bất cứ thủ đoạn nào, chủ tịch bởi vì thân thể duyên cớ rất nhiều chuyện không thể tự mình xử lý. Cho nên quyết định từ ta ra tạm thời dẫn mọi người đi ra khốn cảnh, ta có thể nói thụ mệnh tại nguy nan thời điểm, áp lực to lớn a. Đường Thiên Nhất nghiêng miệng, mang trên mặt khinh thường quỷ dị cười, hắn dẫn đầu vỗ tay. Kỳ thật hắn không cần vỗ tay, mọi người cũng biết cái này hai chú cháu mâu thuẫn, không có những người khác vỗ tay, đường ra nội bộ ân oán ai cũng không muốn tham dự. Đường Kinh Luân nhìn Đường Thiên Nhất một chút, đại ca đem cái này không chỉnh tề đồ chơi phái tới chính là buồn nôn mình. Nhưng ngoại trừ buồn nôn con hàng này cũng không được tác dụng khác. Đường Kinh Luân mỉm cười nói, Thiên Nhất, người có phải hay không có lời gì muốn nói? Đường Thiên Nhất lắc đầu nói, ta muốn nói ngài đều nói xong, ngài mời tiếp tục. Đường Kinh Luân nói, thật cao hứng hai người chúng ta tại thái độ làm việc bên trên có thể đạt thành nhất trí. Hắn bưng lên trước mặt giữ ấm chén nhấp một ngụm trà nói, vẫn là câu nói kia, chúng ta Hoa Niên làm việc không làm thì đã, muốn làm liền nhất định làm được tốt nhất. Lớn khỏe mạnh là ta sớm nhất nói ra khái niệm, bây giờ theo tại Đông Châu chính thức rơi xuống đất, chúng ta lớn khỏe mạnh sự nghiệp bố cục cũng đơn giản hình thức ban đầu, trong cuộc sống tương lai chúng ta tướng quay chung quanh lớn khỏe mạnh tiến hành thâm canh mật thám, nhanh chóng hoàn thành toàn bộ tập đoàn chuyển hình, thực hiện Hoa Niên tập đoàn hai lần bay vọt. Nên vỗ tay thời điểm Đường Thiên Nhất ngược lại không phồng, hắn không phồng trưởng tự có người cổ động, Hoa Niên tập đoàn chấp hành đồng sự Miêu Chí Vân dẫn đầu vỗ tay, những người khác cũng nhao nhao ứng hòa. Đường Thiên Nhất trong lòng thầm mắng, một bang bám nít ra hỏa, Hoa Niên tập đoàn là nhà chúng ta, Đường Kinh Luân lần này lợi dụng dư luận ép buộc lão ba tạm thời ẩn lui, khoản nợ này sớm tối đều muốn cùng hắn tính. Đường Kinh Luân nói, trải qua chúng ta thảo luận quyết định, từ Đồng Trường Hạo tiên sinh đảm nhiệm Hoa Niên khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện bộ xây dựng tổng chỉ huy, từ Hứa Thuần Lương tiên sinh đảm nhiệm Hoa Niên khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện Trù Hoài Kiến lập chỗ chủ nhiệm, bộ xây dựng phó tổng chỉ huy, cũng phụ trách cụ thể kiến thiết chỉ huy công việc. Từ Đường Thiên Nhất tiên sinh đảm nhiệm Hoa Niên khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện công trình tổng giám. Hứa Thuần Lương cười tủm tỉm nhìn qua Đường Thiên Nhất, Đường Thiên Nhất cảm giác ánh mắt của hắn như là hai thanh đao một dạng đâm hướng mình, nội tâm có chút bỡ ngỡ, tổng thanh tra vị trí cũng là hắn lão tử yêu cầu, tại hắn lý giải, tổng thanh tra chính là vì chọn mau bệnh thiết lập chức vị, Hứa Thuần Lương phụ trách cụ thể công trình, như vậy về sau mình không thiếu được chọn tật xấu của hắn. Đường Thiên Nhất không tự chủ được sinh ra một cái ý niệm trong đầu, nếu như ta chọn tật xấu của hắn, hắn có thể hay không đánh ta. Đường Kinh Luân giảng xong sau, hướng Hứa Thuần Lương cười cười, tiểu Hứa, người có cái gì muốn nói sao? Hứa Thuần Lương nói, có mấy lời vẫn là nói riêng một chút. Đường Kinh Luân tâm lĩnh thần hội nhẹ gật đầu, tuyên bố tan họp, hội nghị kết thúc về sau, hắn mời Hứa Thuần Lương đi hành chính rượu hành lang uống rượu. Hai người ngồi xuống về sau. Đường Kinh Luân nhóm lửa một điếu xì gà, Hứa Thuần Lương mặc dù mang theo bật lửa, nhưng là không có giúp hắn đốt thuốc, Hứa Thuần Lương không cho rằng bọn họ ở giữa tồn tại thượng hạ cấp quan hệ, nhiều nhất là lẫn nhau lợi dụng, Đường Kinh Luân còn chưa xứng để cho mình vì hắn đốt thuốc. Đường Kinh Luân nói, tiểu Hứa, có lời gì ngươi một mực nói thoải mái. Hứa Thuần Lương nói, ta phát cho Đường Tổng khái niệm đầu ngài nhìn hay chưa? Đường Kinh Luân gật đầu nói, nhìn, rất không tệ. Nhưng là khái niệm đồ cùng bản thiết kế khác biệt, người bên này có hay không càng thêm hoàn chỉnh phương án. Hứa Thuần Lương nói, ta cùng mấy người chuyên gia nói qua, dựa theo trước mắt bản thiết kế,
nghĩ phải hoàn thành khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện kiến thiết chí ít cần 1 tỷ. Hắn ý tứ rất rõ ràng, các người có nhiều tiền như vậy sao? Đường Kinh Luân rút miệng xì gà, phun ra nuốt vào ra một ngụm nồng đậm sương mù, tiểu hứa, ta chưa từng có đem ngươi trở thành ngoại nhân, Hoa Niên tình trạng tài chính cũng không lạc quan, ta nóng lòng thôi động khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện kiến thiết. Trong đó một cái nguyên nhân trọng yếu chính là muốn dùng lợi tốt đến kích thích Hoa Niên tập đoàn giá cổ phiếu, chỉ có công ty giá cổ phiếu dâng lên, mới có thể giải trừ chúng ta trước mắt khốn cảnh, có nhiều vấn đề tự nhiên giải quyết dễ dàng. Hứa Thuần Lương nói, ta không hiểu cái gì tài vụ cùng kinh tế, phía đầu tư bột có thể lập tức chứng thực sao? Đường Kinh Luân nói, tự nhiên sẽ chứng thực, tập đoàn đã đạt thành chung nhận thức, tập trung hết thảy lực lượng kiến thiết khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện hạng mục. Hắn mang ý nghĩa, tướng khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện làm ba hạng mục lớn quan trọng nhất, liền khu công nghệ cao hình thức đầu tư cổ phần bệnh viện đều muốn dựa vào sau. Hứa Thuần Lương đối Đường Kinh Luân vẫn khuyết thiếu tín nhiệm, sông lớn không có nước tiểu hà làm. Hiện tại Hoa Niên tập đoàn dính đến nhiều khởi pháp luật tranh chấp bên trong, liền Trường Hưng bệnh viện hai kỳ công trình đều ở vào nửa đình công trạng thái, loại thời điểm này khởi động khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện kiến thiết, cần có tài chính tất nhiên là từ cái khác hạng mục bên trong rút máu. Hứa Thuần Lương nói, gần nhất có mấy cái nhà đầu tư cố ý xâm cho chúng ta khỏe mạnh dưỡng lão hạng mục. Đường Kinh Luân lạnh nhạt nói, cái này đầy đủ chứng minh khỏe mạnh dưỡng lão hạng mục rất có triển vọng, tiền của chúng ta không tồn tại vấn đề gì. Không cần thiết để người khác tiến đến kiếm một chén canh. Hắn còn cảm thấy mình nói đến không đủ trắng nhạt, nói bổ sung, chia tiền người càng ít càng tốt. Hứa Thuần Lương lúc đầu muốn theo hắn đàm dẫn vào chuyện đầu tư, Mặc Hàm phía sau Xích Đạo vốn liếng có vào cuộc dự định, đương nhiên bọn hắn là nghĩ liên hợp Hiển Hồng Nông Trường, tại trong hợp tác hy vọng đạt được càng nhiều quyền chủ động, nhìn Đường Kinh Luân thái độ đối ngoại lai đầu tư căn bản không có nhiều hứng thú, Hứa Thuần Lương cũng liền không có tiếp tục nói đi xuống. Hắn cái này phó tổng chỉ huy cũng chính là ý nghĩa tượng trưng, Đường Kinh Luân đã sắp xếp xong xuôi hết thảy, ở giữa còn có tổng chỉ huy Đồng Trường Hạo, khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện như thế nào thiết kế là bọn hắn định đoạt, lúc nào khởi công cũng là bọn hắn định đoạt. Hết thảy quyết định tốt về sau, mới mở sẽ thông báo cho Hứa Thuần Lương một tiếng. Đường Kinh Luân người này mặt ngoài đối Hứa Thuần Lương khách khí, giúp cho trọng dụng, nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế. Đường Kinh Luân mặc dù đối Hứa Thuần Lương phi thường trọng thị, cũng cho hắn tương đương hậu đãi ngộ, nhưng là Đường Kinh Vĩ vẫn là tránh không được thượng vị giả bệnh chung, cho là mình cho Hứa Thuần Lương chỗ tốt đã đủ nhiều, trước mắt hết thảy đủ để cho Hứa Thuần Lương đối với hắn mang ơn. Hắn có mình tính toán, không có khả năng tướng kế hoạch của mình tất cả đều hướng Hứa Thuần Lương nói rõ ràng, hắn chỉ là tướng Hứa Thuần Lương xem như một viên có thể lợi dụng quân cờ, trên một điểm này hắn cùng lúc trước Triệu Phi Dương cũng không có bất kỳ cái gì khác biệt. Hứa Thuần Lương cùng Đường Kinh Luân hư tình giả ý hàn huyên nửa giờ, rời đi Vạn Hào khách sạn về sau, hắn trước tiên tướng chuyện này thông chi Mặc Hàm, Xích có sở đoản thốn có sở trường, kinh thương là chỗ yếu của hắn, nhưng là hắn có thể tìm kiếm ngoại viện. Mặc Hàm đối Đường Kinh Luân thái độ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Đường Kinh Luân người này là một cái người theo chủ nghĩa cơ hội, hắn am hiểu vốn liếng vận hành, trời sinh tính tham lam, lần này nóng lòng thúc đẩy khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện mục đích đúng là vì đối ngoại thả ra lợi tin tức tốt tăng lên Hoa Niên tập đoàn giá cổ phiếu, từ đó dẫn đầu Hoa Niên tập đoàn vượt qua nguy cơ trước mắt. Từ Đường Kinh Luân chuyện xưa kinh lịch tới nói, người này tuyệt đối không gọi được thực càn ra, một cái tại quen thuộc tại vốn liếng trên thị trường kiếm nhanh tiền người, là rất khó bình tĩnh lại tốn hao thời gian mấy năm đi thâm canh mảnh vân. Đường Kinh Luân càng là nóng lòng thôi động khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện hạng mục thì càng chứng minh bọn hắn gặp vấn đề. Nhất định phải thông qua một cái mới lợi nhuận tăng trưởng điểm tới để trấn giá cổ phiếu. Đường Kinh Luân đánh cho một tay tính toán, nhưng là hiện tại hoàn cảnh lớn không tốt, Hoa Niên tập đoàn nội bộ lại là rối loạn, có thể nói là trong ngoài đều khốn đốn, hắn kế hoạch đến hoàn mỹ đến đâu tại hiện thực trước mặt cũng sẽ bị bại rối tinh rối mù. Hứa Thuần Lương có thể phát giác được Mặc Hàm rất không coi trọng Hoa Niên tương lai, cùng Mặc Hàm tán gẫu qua về sau. Hắn lại đem năm trước khởi động khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện kiến thiết sự tình thông báo cho ở xa châu Âu Triệu Phi Dương. Hứa Thuần Lương vốn cho rằng Tần Quốc Lương cùng Cảnh Hải Yến cũng sẽ đem chuyện này hướng Triệu Phi Dương thông báo, trên thực tế hai người kia cũng không cùng Triệu Phi Dương liên lạc qua. Triệu Phi Dương nghe được tin tức này, trầm mặc một hồi lâu mới nói, ta đã biết, tiểu hứa, vất vả. Kỳ thật hắn cho tới bây giờ đều không có đạt được bất kỳ tin tức. Cúp điện thoại. Triệu Phi Dương hơn nửa ngày đều không có lấy lại tinh thần, Đường Kinh Luân đã sớm kế hoạch tốt, hắn một bên hướng mình lấy lòng,
một bên cũng không đình chỉ tướng lớn khỏe mạnh từ Trường Hưng bóc ra đi. Khởi động khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện kết quả khẳng định sẽ ảnh hưởng đến Trường Hưng hai kỳ thậm chí hình thức đầu tư cổ phần bệnh viện kiến thiết, đường kinh luân loại này đào tường đông bổ tây tường cách làm tuyệt không phải lâu dài chi đạo, người này hướng về phía đến chính là lợi ích ngắn hạn. Bùi Lâm hóa trang xong ra, nhìn thấy Triệu Phi Dương vẫn ngồi ở trên giường, nhịn không được thúc giục nói, Phi Dương, ngươi làm sao còn không có thay quần áo, chúng ta hôm nay muốn đi hái ngươi mét. Triệu Phi Dương trong lòng thầm mắng một câu đặc biệt mẹ nó. Cũng không phải là mắng Bùi Lâm, mắng là Đường Kinh Luân. Bùi Lâm lúc này mới phát hiện sắc mặt hắn không tốt, đi tới ôm bờ vai của hắn nói, thế nào? Ai chọc ngươi tức giận? Triệu Phi Dương bắt lấy tay của nàng nhẹ nhẹ để ở một bên, đứng dậy đi tới trước cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ xanh thẳm tinh khiết bầu trời, trầm giọng nói, ta để ngươi không muốn tham gia hoan niên lớn khỏe mạnh sự tình ngươi suy tính được thế nào? Bùi Lâm nói, Phi Dương, ta suy nghĩ một chút. Ta còn là nghĩ làm chút chuyện, kỳ thật hoan niên lớn khỏe mạnh cùng Trường Hưng cũng không có quan hệ trực tiếp. Triệu Phi Dương bỗng nhiên xoay người lại, nổi giận đùng đùng tiếp cận Bùi Lâm bị nét mặt của hắn dọa sợ, có chút khẩn trương siết chặt song quyền, tại trong trí nhớ của nàng còn chưa bao giờ thấy qua Triệu Phi Dương tức giận như vậy qua. Dẫm lên tuyết động, đi tại cái này sơn minh thủy tú châu Âu trong tiểu trấn, Triệu Phi Dương tâm tình càng phát ra trở nên nặng nề, hắn ý thức được không thể tùy ý loại tình huống này tiếp tục. Đường Kinh Luân ngay tại thôi động một trận biến đổi, đánh lấy lớn khỏe mạnh cờ hiệu, phủ định lúc trước hắn chế định hết thảy phương án, trắng trợn chia tách Trường Hưng, hắn phi thường rõ ràng hoan niên tập đoàn trước mắt khốn cảnh, cũng hết sức rõ ràng Đường Kinh Luân muốn làm gì. Đường thị huynh đệ thực chất bên trong đều ẩn giấu đi đánh bạc thiên tính, khác biệt chính là Đường Kinh Vĩ cược ở ngoài sáng, Đường Kinh Luân cược từ một nơi bí mật gần đó. Đường Kinh Luân mục đích thực sự tuyệt không phải muốn toàn lực kiến thiết khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện. Hắn chỉ là vì tạo thế. Từ đi công chức Triệu Phi Dương đối vốn liếng lãnh huyết có càng ngày càng sâu lĩnh ngộ, căn cứ hắn hiểu rõ đến tình huống, Đường Kinh Luân am hiểu nhất chính là điều khiển vốn liếng, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, tiếp xuống hắn sẽ liên tiếp thả ra lợi tin tức tốt, từng bước đẩy thăng hoa niên tập đoàn giá cổ phiếu. Trước mắt mà nói, đây là để hoa niên mau chóng thoát khỏi khốn cảnh phương pháp, nhưng là loại này không có doanh thu cơ sở lợi tốt chú định sẽ không bền bỉ. Coi là thật tướng nổi lên mặt nước thời điểm, sẽ nghênh đón càng mãnh liệt hơn phản phệ, loại này phản phệ rất có thể sẽ để hoa niên tập đoàn lâm vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Đổi thành một năm trước đó, Triệu Phi Dương sẽ không đóng tâm hoa niên tập đoàn sinh tử, nhưng là hiện tại không đồng dạng, hoa niên cùng Trường Hưng đã trở thành đồng khí liên chi vận mệnh thể cộng đồng, hoa niên xong, Trường Hưng cũng liền xong rồi, mà hết thảy này đều là hắn một tay thúc đẩy. Triệu Phi Dương lúc này phương mới ý thức tới. Khi hắn thành công thôi động Trường Hưng công tư hợp doanh đồng thời, cũng tướng Trường Hưng bệnh viện đẩy vào huyết tinh tàn khốc vốn liếng thị trường. Nhà tư bản trong mắt không có chân chính thực thể, hết thảy tất cả đều là bọn hắn dùng để truy đuổi lợi ích thẻ đánh bạc, một khi tìm tới cơ hội thích hợp, bọn hắn liền sẽ không chút do dự biến hiện, đừng cùng bọn hắn đàm tình hoài, càng không muốn cùng bọn hắn đàm lương tâm. Nước lạ phong cảnh để Triệu Phi Dương sinh ra một có loại cảm giác không thật, tựa như tiến vào một cái giấc mơ kỳ quái. Hắn nghĩ tỉnh lại, thế nhưng lại rất khó trở lại trong hiện thực. Trong nhà tránh né dư luận phong bạo Đường Kinh Vĩ cũng đã biết được hội nghị thông báo, hắn mặc dù bức bách tại áp lực tạm thời lui khỏi vị trí phía sau màn, nhưng là cũng không có nghĩa là thế lực của hắn bị thanh lý trống không. Đường Kinh Luân đảm nhiệm CEO về sau nhất cử nhất động hắn tất cả đều nhìn ở trong mắt, Đường Kinh Vĩ không có làm ra cái gì phản đối, không phải hắn đã ngầm thừa nhận hiện thực buông xuôi bỏ mặc, mà là hắn dự định để đạn lại bay một hồi. Nhi tử lúc này mới gọi điện thoại tới, Đường Kinh Vĩ nhíu mày, để hắn đi theo Đường Kinh Luân lịch luyện, chính là muốn để hắn kịp thời sẽ xuất hiện tình trạng tiến hành báo cáo, liền chuyên đơn giản như vậy hắn cũng làm không được. Đường Thiên Nhất ngữ khí vẫn là lòng đầy căm phẫn, cha, thật sự là tức chết ta rồi, Đường Kinh Luân hiện tại chính là chuyên quyền độc đoán một tay che trời, hắn nhất định phải khởi công kiến thiết khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện, còn để Hứa Thuần Lương đảm nhiệm phó tổng chỉ huy, chúng ta hoa niên tập đoàn không ai rồi. Hắn tại sao muốn dùng tên hỗn đản kia, biết rất rõ ràng ta cùng hắn có mâu thuẫn, còn cố ý làm như thế, hắn là tại hướng ta thị uy. Đường Kinh Vĩ nhíu mày, nhị tử vẫn là cái dạng kia, căn bản bắt không được trọng điểm, lấy tầm mắt của hắn cùng cách cục hoàn toàn chính xác không cách nào đảm đương hoa niên người cầm lái. Người ở bên ngoài xem ra, hiện tại hoa niên tập đoàn đã lâm vào chưa từng có khốn cảnh, tập đoàn lâm vào lưu động tính nguy cơ. Đường Kinh Vĩ sở dĩ cam tâm ở thời điểm này lui khỏi vị trí phía sau màn,
không chỉ bởi vì bê bối bại lộ, cũng bởi vì hắn sớm liền nhìn rõ đến tràng nguy cơ này. Tướng đệ đệ Đường Kinh Luân đẩy lên CEO vị trí, vừa tốt nhưng cho là mình che gió che mưa. Trên thế giới này hiểu rõ nhất Đường Kinh Luân người kia từ đầu đến cuối đều là mình, Đường Kinh Vĩ nhóm lửa một điếu thuốc, lẳng lặng liếc nhìn tập ảnh, bên trong ảnh chụp đã ố vàng, có một tấm hình, là hắn ôm đệ đệ bả vai đứng tại Nam Giang cầu lớn bên trên chụp ảnh chung, khi đó hắn vừa lên đại học, đệ đệ từ Đông Châu quê quán đến tìm hắn, hắn mang theo đệ đệ tại Nam Giang du ngoạn. Ngay lúc đó Đường Kinh Luân đối chính mình cái này đại ca ra sao sùng bái, mình đối đệ đệ lại là bực nào yêu mến. Đệ đệ không có trải qua đại học, mình mang theo hắn lập nghiệp, tay nắm tay dạy hắn làm ăn, về sau lại tiễn hắn đào tạo sâu, mới có hôm nay Đường Kinh Luân. Đường Kinh Vĩ thở dài, người bình thường có thể cùng chung hoạn nạn, lại không cách nào cùng phú quý, liền liền thân cận nhất đệ đệ cũng là như thế. Đường Kinh Luân thật có chút năng lực, nhưng là năng lực của hắn còn chưa đủ lấy hóa giải tập đoàn đứng trước đến nguy cơ lần này, Hoa Niên tập đoàn trưởng thành đến hôm nay. Có được hai nhà đưa ra thị trường công ty tuyệt không phải chỉ bằng vận khí. Đường Kinh Vĩ phủ lên nhi tử điện thoại, một tay cầm điếu thuốc, một tay chẳng có mục đích trên điện thoại di động hoạt động, sổ truyền tin cái trước cái danh tự hiện lên, đáng giá hắn lưu tại sổ truyền tin bên trên danh tự cũng không nhiều, có chút danh tự hắn là sẽ không đi tùy tiện vận dụng. Để cho rằng năng lực của hắn đủ để thay thế mình, thậm chí liền rất nhiều đồng sự cũng đều nhìn như vậy, bọn hắn chỉ có thấy được mặt ngoài. Tại trên thương trường không thể chỉ dựa vào kinh doanh, phía sau nhất định phải có kiên cường hậu thuẫn, nếu không có chỗ dựa, tại bất luận cái gì thời đại đều lập không ở đi không xa. Một cái tên đột nhiên chiếm cứ màn hình, lại là Triệu Phi Dương gọi điện thoại tới. Đường Kinh Vĩ nhìn qua cái tên này khóe môi lộ ra vẻ tươi cười, cú điện thoại này so với hắn trong dự đoán đến trễ một chút. Hứa Thuần Lương chuyên đi Trường Hưng bản bộ cùng Cao Tân Hoa gặp mặt một lần. Cao Tân Hoa đã nghe nói khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện cuối tháng trước khởi công sự tình, hắn hiện tại thời gian ngược lại so Triệu Phi Dương muốn tốt qua rất nhiều, bí thư vốn là không chịu trách nhiệm bệnh viện vận doanh. Cao Tân Hoa cảm giác mình trước mắt càng giống là công hội người phụ trách, cả ngày vội vàng là nhân viên phát ra tiếng, dạng này người nhà tư sản khẳng định không thích. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền nhìn ra Hoa Niên lớn khỏe mạnh cũng chẳng qua là lắc lư đại chúng khái niệm, đơn giản tướng đi qua Trường Hưng tiến hành thay đổi nhỏ. Đem kiểm tra sức khỏe trung tâm và Mỹ Dung trung tâm tách ra đi, lại thêm tương lai dưỡng lão trung tâm. Hoa Niên tập đoàn gần nhất mặt trái tin tức rất nhiều, tập đoàn lâm vào nhiều khởi pháp luật tranh chấp, tập đoàn quyết định lập tức khởi công kiến thiết khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện hạng mục có phải là vì chuyển di đại chúng tiêu điểm. Cao Tân Hoa trên mặt bàn bày biện một phong công nhân viên chức liên danh tin, làm dâu trăm họ, mặc dù Trường Hưng cải chế về sau, một chút trung tầng lãnh đạo đạt được thiết thực thực lợi ích. Nhưng là rộng rãi cơ sở nhân viên cũng không có có bất kỳ chỗ tốt nào, thậm chí có chút phòng còn xuất hiện thu nhập hạ xuống, cho nên có không ít người bắt đầu nhớ nhung quá khứ, cái này phong liên danh tin chính là hy vọng cùng Hoa Niên tập đoàn làm cắt chém. Hứa Thuần Lương đem lo âu trong lòng nói cho Cao Tân Hoa, hắn lo lắng lần này khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện khởi công là Đường Kinh Luân xáo lộ. Cao Tân Hoa chỉ ngoài cửa sổ nói, thấy không, hai kỳ công trình cơ hồ tương đương đình công. Hứa Thuần Lương thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại, trên công trường cần chụp hình tháp không nhúc nhích, mặc dù tới gần Tết Xuân, nhưng công trường cũng không nghỉ ngơi, cái này cũng có chút không bình thường. Cao Tân Hoa nói, theo ta được biết, đỉnh lập kiến thiết cùng thiên hải kiến thiết công trình khoản đều khất nợ không ít. Hứa Thuần Lương nói, Hoa Niên tập đoàn thật chẳng lẽ không có tiền. Cao Tân Hoa nói, ngược lại không đến nỗi một điểm tiền đều không có, lúc trước ký kết hợp đồng thời điểm. Bọn hắn dùng để kiến thiết hình thức đầu tư cổ phần bệnh viện tài chính đã tiến hành giám thị, hiện tại tình trạng chỉ có thể cho thấy bọn hắn vốn lưu động rất khẩn trương, có tiền cũng không muốn cho. Hứa Thuần Lương nói, đều bộ dáng này, thế mà còn dự định lập tức khởi công kiến thiết khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện. Cao Tân Hoa nói, ta nghe nói Nam Giang bên kia có bao nhiêu ngân hàng ngay tại hướng Hoa Niên tập đoàn đòi nợ, trong khoảng thời gian này mặt trái tin tức thật sự là nhiều lắm. Khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện khởi công rất có thể là vì chuyển di công chúng lực chú ý. Hứa Thuần Lương nói, Đường Kinh Luân người này có chút kỳ quái, rõ ràng thiếu tiền như vậy, nhưng hắn lại cự tuyệt ngoại lai đầu tư. Cao Tân Hoa nói, hắn không phải là không muốn ngoại lai đầu tư, ta đoán chừng nguyên nhân chân chính là Hoa Niên sổ sách không chịu nổi cha. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, người khác đầu tư khẳng định phải hiểu rõ Hoa Niên kinh doanh tình trạng, đối với đầu tư hạng mục làm ra toàn diện ước định. Dựa theo Mặc Hàm thuyết pháp, Đường Kinh Luân muốn lợi dụng khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện đến tạo bọt biển,
bọt biển càng lớn, đối giá cổ phiếu để chấn tác dụng càng lớn. Khả năng nhất chính là Đường Kinh Luân muốn lợi dụng lần này cơ hội tiến hành giảm cầm, Đường Kinh Luân trước mắt còn có được Hoa Niên tập đoàn 8% cổ phần. Cao Tân Hoa càng ngày càng cho rằng Triệu Phi Dương lúc trước dẫn vào Hoa Niên tập đoàn là một cái quyết định sai lầm, hắn cũng không phủ nhận Triệu Phi Dương tại chữa bệnh cải cách bên trên cố gắng cùng thành tích, nhưng là hắn chọn sai đối tượng. Hoa Niên tập đoàn là lần đầu liên quan đủ lớn khỏe mạnh sản nghiệp khuyết thiếu tương quan vận doanh kinh nghiệm, mà lại Hoa Niên tập đoàn tự thân liền tồn tại vấn đề rất lớn. Cao Tân Hoa không tin Triệu Phi Dương trước đó không có đối Hoa Niên tập đoàn làm qua xâm nhập hiểu rõ, lấy Triệu Phi Dương đầu não sẽ không nhìn thấy Hoa Niên tập đoàn tồn tại đủ loại tai họa ngầm. Cao Tân Hoa vốn không muốn dùng thích việc lớn hám công to để hình dung Triệu Phi Dương, nhưng Triệu Phi Dương sở tác sở vi cuối cùng đều ấn chứng điểm này. Vì thành tựu chuyện cá nhân nghiệp đem toàn bộ Trường Hưng đẩy vào không biết phong hiểm bên trong. Lúc trước hướng toàn viện nhân viên cam kết phong phú hồi báo còn không thấy được, phong hiểm đã tại vô thanh vô tức đến, ở vào Cao Tân Hoa vị trí, đối nguy hiểm phát giác năng lực xa so với nhân viên bình thường muốn nhạy cảm được nhiều. Cao Tân Hoa rất vui mừng Hứa Thuần Lương cũng có nguy hiểm như vậy ý thức, nhóm lửa một điếu thuốc lá, ý vị thâm trường nói, người cũng không cần lo lắng quá mức. Tại Đông Châu Hoa Niên tập đoàn còn lật không nổi sóng gió gì. Hứa Thuần Lương nói, nhưng người ta Hoa Niên tập đoàn chiếm cổ 80%. Cao Tân Hoa nở nụ cười, mặc dù trong thành phố chỉ chiếm 20%, nhưng là cái này 20% cổ phần là vĩnh cửu. Vĩnh cửu mang ý nghĩa vô luận Hoa Niên tập đoàn như thế nào thao tác, đưa phối vẫn là tăng phát, trong thành phố chiếm đoạt tỷ lệ đều cố định không thay đổi, chính phủ tại cùng vốn liếng đánh cờ bên trong tự có bọn hắn ứng đối chi pháp. Cao Tân Hoa chiều sâu giải đọc qua công tư hợp doanh hợp đồng, Hoa Niên tập đoàn nếu như muốn tại hình thức đầu tư cổ phần bệnh viện bên trên làm văn chương, khu công nghệ cao chính phủ liền có thể để bọn hắn chịu không nổi. Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, người đến là Đinh Tứ, làm đỉnh lập kiến thiết người phụ trách, hắn bởi vì công trình khoản tiền có chút đau đầu, mắt thấy là phải qua Tết, đều nhớ lại thu chút công trình khoản cho phát tiền lương, khất nợ dân công tiền lương trách nhiệm hắn nhưng đảm đương không nổi. Đinh Tứ nhìn thấy Hứa Thuần Lương có chút ngoài ý muốn, không qua tất cả mọi người là người một nhà, hắn sở dĩ có thể cầm xuống Trường Hưng cửa bệnh viện khám gấp cải tạo công trình còn nhờ vào Hứa Thuần Lương dẫn tiến, khi đó Cao Tân Hoa còn là phụ trách xây dựng cơ bản phó viện trưởng, hiện tại đã biến thành Cao Bí Thư. Cao Tân Hoa biết Đinh Tứ tới mục đích, cười nói, Tiểu Đinh, ngươi nói tình huống ta đã giúp ngươi phản ứng, nhưng là hiện tại Triệu viện trưởng ở nước ngoài khảo sát, phải đợi hắn trở về ký tên. Đinh Tứ nói. Cao Bí Thư, tình huống của ta ngài cũng biết rồi, ta lúc đầu cũng không muốn phiền phức ngài, nhưng mắt thấy liền sắp hết năm, các công nhân đều trông mong chờ lấy tiền ăn Tết, ta cũng chỉ có thể đón ra đầu đến tìm ngài. Hứa Thuần Lương nói, hiện tại Cao Bí Thư phụ trách chính đảng, không còn phụ trách xây dựng cơ bản công trình kia một khối. Ninh Tứ cười nói, đây không phải chúng ta quen biết sao, Hứa chủ nhiệm, ta nghe nói ngài bên kia khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện muốn khởi công, tuyệt đối đừng quên chiếu cố một chút ta. Hứa Thuần Lương nói, người bên này công trình khoản còn không thu hồi đến, ta coi như đem công trình cho ngươi, ngươi dám làm sao? Làm, có cái gì không dám làm, ta tin tưởng nhân phẩm của ngươi. Hứa Thuần Lương hướng Cao Tân Hoa nói, thấy không, hắn liền là cố ý khóc than, căn bản không thiếu tiền. Ninh Tứ nói, Hứa chủ nhiệm, ngài cũng đừng xáo lộ ta từ khi tiếp thủ Trường Hưng công trình, ngoại trừ cầm tới đồng thời khoản tiền, cái khác chính là một chút cũng không có trả tiền mặt. Bản nghĩ đến đám các ngươi Trường Hưng bàng thượng Hoa Niên tập đoàn cây đại thụ kia có tiền, nhưng hiện tại xem ra còn theo tới, phải nói còn không bằng đi qua, cố viện trưởng tại thời điểm, Trường Hưng chưa từng khất nợ công trình khoản. Cao Tân Hoa đối với hắn lời nói này thâm biểu tán đồng, cố hậu nghĩa tại thời điểm thật đúng là rất ít khất nợ công trình khoản tiền. Hứa Thuần Lương chợt nhớ tới cái gì, hắn quyết định cho Đường Kinh Luân ra cái nan đề, người Đường Kinh Luân không phải muốn lợi dụng ta đương quân cờ sao. Ta liền đến cái tương kế tự kế, tại Nguy Sơn đảo địa bàn bên trên, rời đi ta ngươi không dễ dàng như vậy chơi đến chuyển. Ngay trước hai người trước mặt, Hứa Thuần Lương cho Đường Kinh Luân gọi điện thoại. Đường Kinh Luân bên kia rất nhanh liền nhận nghe điện thoại, ngữ khí hỏa ái nói, Tiểu Hứa A, có chuyện gì? Hứa Thuần Lương nói, Đường Tổng, khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện bộ chỉ huy cùng bản mẫu khu công trình ta muốn giao cho đỉnh lập kiến thiết tới làm. Cao Tân Hoa cùng Đinh Tứ đều là sững sờ. Nghĩ không ra con hàng này nói làm liền làm, trực tiếp đã tìm được Đường Kinh Luân. Ninh Tứ không rõ ảo diệu bên trong, Cao Tân Hoa đã phản ứng lại, Hứa Thuần Lương đây là ngược lại đem Đường Kinh Luân một quân,
ngươi không phải để ta làm phó tổng chỉ huy phụ trách cụ thể công trình sao? Ta liền phụ trách cho ngươi xem một chút, đề nghị của ta ngươi đồng ý, chứng minh ngươi coi trọng ta, ngươi nếu là không đồng ý, liền chứng minh ngươi cho ta cái chỉ có kỳ danh danh hiệu lừa phỉnh ta. Lắc lư Hứa Thuần Lương hậu quả rất nghiêm trọng. Bên đầu điện thoại kia Đường Kinh Luân cũng ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Hứa Thuần Lương trực tiếp tìm hắn đưa ra chuyện này, hắn phản ứng đầu tiên là Hứa Thuần Lương vượt quyền, loại sự tình này không nên hắn hỏi đến, nhưng là hắn rất nhanh liền ý thức được, nếu như mình không cho Hứa Thuần Lương mặt mũi này, chẳng mấy chốc sẽ đối diện Hứa Thuần Lương trong công tác không phối hợp. Tu cái bản mẫu khu mà thôi, cũng không phải đem chủ thể công trình giao cho hắn, có ý nghĩ như vậy Đường Kinh Luân lập tức bình thường trở lại, chuyện này ngươi làm quyết định đi. Hứa Thuần Lương nói, Đường Tổng, không bột đố gột nên hồ, tài vụ phương diện ngài đến cho ta ủy quyền mới được a. Đường Kinh Luân cười ha ha nói, ta liền thích người cái này đi thẳng về thẳng tính cách, tiền nào việc ấy, người xin, ta ký tên. Hứa Thuần Lương cúp điện thoại về sau, hướng một bên há to miệng Đinh Tứ nói, người lập tức mang cho ta người đi Nguy Sơn Đảo, bản mẫu khu kiến thiết giao cho ngươi, công trình khoản một phân tiền đều không thể thiếu ngươi, trên hợp đồng ta sẽ để bọn hắn ghi chú rõ dự chi chín thành. Đinh Tứ nhịn không được nhắc nhở, giống như không có tiền lệ như vậy. Hắn sẽ không phải xáo lộ ta chơi à? Hứa Thuần Lương nói, ta còn muốn cho ngươi tiền đặt cọc đâu, sợ ngươi không cách nào cam đoan công trình chất lượng. Đinh Tứ nói, ngài giao cho ta sự tình ta khẳng định làm đủ 120 điểm A. Hứa Thuần Lương nói, đó chính là không muốn. Muốn, Hứa chủ nhiệm, về sau ta liền cùng ngài làm, ngài chỉ chỗ nào ta đánh chỗ nào. Đồng Trường Hạo biết được tin tức này về sau phản ứng đầu tiên chính là hồ nháo, Hứa Thuần Lương đơn giản đem công trình làm trò đùa, mặc dù bộ chỉ huy bản mẫu khu công trình tổng phí tổn không đến 2.000 vạn, nhưng là đây cũng là chân kim bạch ngân, quan hệ đến mới khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện đối ngoại biểu hiện ra. Không phải nói đỉnh lập kiến thiết không đủ tư cách, mà là Đồng Trường Hạo cho rằng Hứa Thuần Lương bàn tay đến đủ dài, mà lại không đi chính quy đấu thầu chương trình, nhưng là Đường Kinh Luân lên tiếng, Đồng Trường Hạo cũng chỉ đành ngầm đồng ý. Hứa Thuần Lương thủ đoạn hắn là lãnh giáo qua, hắn cũng không dám tùy tiện đắc tội tên sát tinh này. Tô Thiên Vũ điều khiển chiếc xe kia tin tức đã tra được, căn cứ biển số xe biểu hiện nên là một cỗ màu đen Honda Accord, có thể kết giao quản bộ môn thu hình lại biểu hiện. Tô Thiên Vũ mở là một cỗ màu trắng Pula nhiều, nói cách khác chiếc này là bộ bài xe. Tại các cửa xa lộ cũng không tìm được chiếc xe này tin tức, Tô Thiên Vũ liền như bốc hơi khỏi nhân gian ly kỳ biến mất. Lục Kỳ chuyên đi một chuyến hồi Xuân Đường, đem điều tra kết quả nói cho Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương nói, các ngươi sẽ truy tra đến cùng phải hay không? Lục Kỳ nói, cái này muốn xem tình huống mà định ra, nếu như là có dấu vết tượng cho thấy Tô Thiên Vũ sinh mệnh tài sản an toàn nhận uy hiếp, chúng ta công an cơ quan đương nhiên sẽ thụ lý. Nhưng là nếu như người ta không có gặp nguy hiểm, tự nguyện rời nhà trốn đi, vậy chúng ta cũng sẽ không can thiệp. Chỉ cần chứng minh nhân dân của hắn tại trong tỉnh sử dụng, chúng ta công an cơ quan nhân viên công tác tại trên mạng tra một cái liền biết, đương nhiên có thể tìm đạt được. Ra tỉnh, liền muốn thân xin thượng cấp bộ môn, người dân bình thường cảnh viếng thăm quyền hạn, chủ yếu chính là nhìn thấy trong tỉnh hoạt động tình huống. Hứa Thuần Lương nói cách khác trước mắt hắn còn không có tại trong tỉnh sử dụng qua thẻ căn cước cùng thẻ tín dụng loại hình đồ vật. Lục Kỳ gật đầu nói, ta cho rằng Tô Thiên Vũ lần này rời đi là trải qua thận trọng cân nhắc. Mà lại người này cũng có nhất định phản điều tra kinh nghiệm, còn có, nếu như nhận định là mất tích, cũng có báo án lưu trình, trước mắt còn không có đạt được Tô Tình chính thức báo án, nếu như nàng nghĩ chính thức báo án, mang hai tấm Tô Thiên Vũ gần nhất ảnh chụp, hộ khẩu bản, đến khu quản hạt đồn công an, điền người mất tích đơn đăng ký. Hứa Thuần Lương nói, ta quay đầu nói cho nàng. Lục Kỳ đem một chương thiệp mời đưa cho hắn, Hứa Thuần Lương tiếp nhận thỉnh thúc, lại là Lục Kỳ tháng sau kết hôn, tân nương là Vu Lị. Hứa Thuần Lương kinh hỉ nói, ta dựa vào, người cái này cũng quá đột nhiên, không phải nói 6 tháng cuối năm sao. Nên không phải có đi. Lục Kỳ cười nói, đừng nói hưu nói vượn, ta 6 tháng cuối năm phải đi viện binh cương, Vu Lị nghe nói chuyện này về sau quyết định đem chúng ta hôn kỳ sớm. Hứa Thuần Lương nói, kia là sợ ngươi chạy, bên kia dị vực phong tình mỹ nữ nhiều, nhiệt tình không bị cản trở, vạn nhất ngươi cầm giữ không được, hắc hắc. Lục Kỳ nói, ta cũng cảm thấy như vậy, sớm thông chi ngươi là muốn dự định ngươi làm phù rể. Hứa Thuần Lương nói, ta không có vấn đề, ngươi không sợ ta đoạt ngươi danh tiếng. Lục Kỳ nói, đoạt danh tiếng không sao, chỉ cần ngươi không đoạt lão bà của ta là được.
Hai người liếc mắt nhìn nhau đồng thời cười lên ha hả. Hứa Thuần Lương nói đi, ca môn có thể cho ngươi hỗ trợ cái gì? Lục Kỳ biểu thị cũng không có gì tốt hỗ trợ, chủ yếu là hôn lễ chủ trì cái này một khối, Phu Lị đặc biệt thích Tô Tình chủ trì phong cách, nghĩ mời nàng đến chủ trì hôn lễ của bọn hắn. Đổi thành đi qua khẳng định không có vấn đề gì, nhưng bây giờ Tô Tình trong nhà phát sinh biến cố lớn như vậy, Hứa Thuần Lương lo lắng tâm tình của nàng chịu ảnh hưởng, bất quá hắn vẫn là đáp ứng, bình thường đều là hắn tìm Lục Kỳ hỗ trợ, bây giờ người ta thật vất vả mới mở một lần miệng tổng không thể cự tuyệt. Hai người nói chuyện trời đất thời điểm, Phổ Kiến đến đây, nhìn thấy Lục Kỳ, Phổ Kiến quay đầu liền đi, mặc dù đi được rất nhanh, nhưng vẫn là bị Lục Kỳ cho thấy được. Lục Kỳ nói, Phó Kiến, ngươi đứng lại đó cho ta. Phổ Kiến lần này không tốt chạy, Tiếu Dung chân thành quay mặt lại, hừm, đây không phải Lục lão đệ nha. Muốn nói hai người vẫn còn có chút nguồn gốc, Phổ Kiến đi kinh thành trước đó tại Đông Châu Hoa Điểu thị luyện qua bầy, Lục Kỳ khi đó còn không có làm cảnh sát. Vừa mới thích sưu tập tiền cổ tệ. Ngày nào đó Lục Kỳ vừa vặn tản bộ đến Phổ Kiến bày ra, Phổ Kiến nói đến thiên hoa loạn trụy, bán cho hắn không ít đồng tiền, Lục Kỳ khi đó còn chưa nhập môn, bỏ ra so giá thị trường cao gấp 3 giá tiền mua về nhà một đống tống tiền, biết mắc lừa liền đi Hoa Điểu thị tìm Phổ Kiến, song phương một lời không hợp liền đánh lên, Phổ Kiến nhiều người, Lục Kỳ mặc dù có thể đánh nhưng là cũng ăn phải cái lỗ vốn. Lúc ấy còn nháo đến đồn công an. Về sau Lục Minh ra mặt giải quyết chuyện này, Phổ Kiến bồi thường tiền không nói còn kém chút bị câu lưu, có thể nói chuyện lần đó thúc đẩy Phổ Kiến trở thành một cái Bắc phiêu. Tuy nói sự tình qua đi nhiều năm, hai người đều ký ức khắc sâu. Hứa Thuần Lương còn không biết bọn hắn có đoạn ân oán này, nghe Lục Kỳ nói xong, mừng rỡ hắn cười ha ha. Phổ Kiến mặt mo phát nhiệt, lúng túng nói, chuyện cũng nghĩ lại mà kinh bên trong, ta hiện tại sớm đã thay đổi triệt để không còn làm hãm hại lừa gạt sự tình. Lục Kỳ nói, hai người các ngươi lại là lúc nào nhận biết? Hứa Thuần Lương đem hắn cùng Phổ Kiến nhận biết kinh lịch nói một lần, Phổ Kiến từ trong túi móc ra một khối viên đại đầu đưa cho Lục Kỳ, đây là hắn hôm nay vừa thu lại, phẩm tướng tuyệt hảo, Lục Kỳ muốn cho tiền, hắn kiên quyết không muốn. Phổ Kiến đề nghị ban đêm mọi người cùng nhau ăn cơm, Lục Kỳ đáp ứng, bất quá đưa ra nhất định phải từ hắn đến an bài, liền xem như cho bọn hắn tiếp cái gió. Nguyên nhân chủ yếu là hắn không muốn thiếu Phổ Kiến ân tình, loại này phẩm tướng viên đại đầu giá thị trường đến hơn 1.000 đâu. Lục Kỳ để Hứa Thuần Lương đem Tô Tình hẹn ra, hắn cũng đem Vu Lị kêu lên, Hứa Thuần Lương biết hắn là vì hôn lễ sự tình, mặc dù cảm thấy hiện tại có chút không phải lúc, nhưng vẫn là đáp ứng. Lục Kỳ sau khi đi, Hứa Thuần Lương lập tức cho Tô Tình gọi điện thoại, Tô Tình trong điện thoại cảm xúc bình thường, đáp ứng sau khi tan việc trực tiếp đi nhất phẩm cư. Phổ Kiến đi ra ngoài lại từ trong cốp sau xe xuất ra một cái đại nguyên bảo, cái này nguyên bảo là dùng tống tiền bệnh thành, ngụ ý chiêu tài tiến bảo, đến hồi xuân đường tiếp Hứa lão gia tử cũng không thể tay không tới. Hắn cái miệng đó biết ăn nói, đem Hứa Trường Thiện dỗ đến tươi cười rạng rỡ, tự qua về sau, Hứa lão gia tử cùng Phó gia quả thật là láng giềng, Phổ Kiến cha mẹ hắn đều biết. Hứa Thuần Lương cũng có chính mình sự tình làm, thừa dịp có thời gian nắm chặt khởi công. Làm ra hai đại bình chuồn chuồn dương thế đan. Đồng dạng phối phương, không giống vật liệu chế tạo ra dược hiệu khác nhau rất lớn. Phổ Kiến bồi tiếp Hứa lão gia tử trò chuyện miệng đắng lưỡi khô, Hứa Trường Thiện cũng đến nghỉ trưa thời điểm, chờ lão gia tử lên lầu, Phổ Kiến tìm tới Hứa Thuần Lương, nhìn thấy hắn chế tác dược hoàn, có chút hiếu kỳ nói, cái này linh đan rượu dược gì a? Hứa Thuần Lương nói, chuồn chuồn dương thế đan. Phổ Kiến hỏi hiệu dụng. Lúc này cầm bốc lên một viên nhét vào miệng bên trong, ăn đường đậu một dạng bên cạnh nhai vừa nói, vân ta một bình, ta cũng nghĩ tăng cường một chút phương diện này năng lực. Phổ ca, ngài phương diện này không được a? Không là không được, ta là nghĩ kỹ tải lên tốt. Để người sử dụng càng rót đầy hơn ý. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hứa Thuần Lương cùng Phổ Kiến cùng đi đến nhất phẩm cư thời điểm, nhìn thấy Lục Minh cùng mấy vị bằng hữu đang đánh bài. Nguyên lai ban đêm bọn hắn cũng ở nơi đây định một bàn. Lục Minh nhìn thấy Hứa Thuần Lương, đem bài giao cho một tên khác bằng hữu, chủ động tới cùng hắn cùng uống trà, hắn cảm thấy Phổ Kiến có chút quen mắt, nhưng là nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Phổ Kiến nhận ra Lục Minh, biết hắn là Lục Kỳ ca ca, là Đông Châu Cục Giám sát Internet bộ môn người phụ trách, năng lượng rất lớn, năm đó cùng Lục Kỳ phát sinh tranh chấp, chính là Lục Minh tìm người giải quyết, còn kém chút bắt hắn cho đưa vào sở câu lưu. Về sau hắn tìm quan hệ biện hộ cho, nhận lầm bồi thường tiền mới chấm dứt sự kiện kia.
Lục Minh nói cho Hứa Thuần Lương, gần nhất có rất nhiều bất lợi cho bọn hắn bệnh viện dư luận. Hứa Thuần Lương biết Lục Minh cho Trường Hưng giúp không ít bận bịu, đều là xem ở mình cùng Lục Kỳ quan hệ bên trên, hắn cười nói, Minh ca, Trường Hưng cải chế không bao lâu, có chút tranh luận cũng là khó tránh khỏi, ngài giải quyết việc chung chính là. Hắn cũng không muốn Trường Hưng phương diện tổng đánh lấy mình cờ hiệu muốn người tình. Lục Minh nói, lời mặc dù nói như vậy, nhưng là mặt trái tin tức quá nhiều cuối cùng ảnh hưởng đến vẫn là bệnh viện các ngươi danh tiếng, hiện tại ngoại giới đối bệnh viện các ngươi tồn tại rất nghiêm trọng hiểu lầm, cho là các ngươi Trường Hưng đã hoàn toàn biến thành bệnh viện tư nhân, nói phát sinh tại ta chuyện bên người, nhạc mẫu ta đầu tuần đi bệnh viện các ngươi khoang miệng khoa tẩy răng, bị các ngươi khoang miệng khoa đại phu một trận lắc lư, rút 3 viên răng, liền kiểm tra phí mang tiền giải phẫu hết thảy bỏ ra 4.000 năm. Về sau còn phải loại 3 viên, nghe nói 3 viên loại đủ đến hơn 8 vạn. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ khó trách Lục Minh chủ động tìm mình trò chuyện những việc này, người ta là trong lòng khó chịu, hiện tại loại răng giá cả cũng hoàn toàn chính xác không hợp thói thường, 3 viên hơn 8 vạn đoán chừng dùng đến là toàn sứ răng quan, hợp kim titan trồng thể, cái này 3 viên răng giá chỉ có thể so với hoàng kim, mấu chốt là cái đồ chơi này còn không thể đi bảo hiểm y tế thanh lý. Lục Minh khó chịu nguyên nhân là hắn nhạc mẫu nguyên lai kia 3 viên răng còn có thể thích hợp dùng. Làm sao tại Trường Hưng bệnh viện bác sĩ miệng bên trong liền biến thành nhất định phải nhổ, không phải sẽ tạo thành cực kỳ nghiêm trọng răng tuần tật bệnh, sự tình phát sinh ở trên thân người khác có lẽ không cảm thấy, nhưng là phát sinh ở người nhà mình trên thân liền có loại bị người mãnh làm thịt một đao cảm giác. Hứa Thuần Lương nói, chuyện này ta đến an bài, ta hiện tại liền hỏi một chút có hay không quá độ chữa bệnh vấn đề, nếu như cha ra tồn ở phương diện này vấn đề, ta sẽ để cho bệnh viện truy cứu đang trực bác sĩ trách nhiệm. Lục Minh nói, đừng a, ta liền theo miệng kiểu nói này, người ta bác sĩ cũng là luận sự, khả năng liền cần như thế xử lý đâu. Hắn cũng rõ ràng trồng răng giá cả cao cư không dưới, chẳng những là Trường Hưng, đi cái khác bệnh viện cũng giống như vậy, chân chính để hắn phiền muộn phải là toàn bộ trị liệu quá trình, nhạc mẫu đại nhân cũng không kịp cùng bọn hắn thương lượng liền bị người nhổ xong 3 viên răng. Hắn bị lão bạo oán trách một trận, cả ngày nói bằng hữu nhiều, làm sao liền mẹ vợ xem bệnh đều để người làm thịt rồi. Kỳ thật chuyện này cũng chẳng trách hắn, mẹ vợ đi bệnh viện nhìn răng cũng không có sớm chào hỏi hắn, nếu là hắn biết, bệnh viện nào không thể an bài. Lúc này hắn lại tới bằng hữu, đứng dậy đi chào hỏi. Hứa Thuần Lương đi bên ngoài cho Cao Tân Hoa gọi điện thoại, Cao Tân Hoa nghe xong liền phát hỏa, khuyên người làm giống thực răng không có vấn đề gì, nhưng người không kịp chờ đợi trước lắc lư người ta, để người ta 3 viên răng nhổ là có ý gì. Nhổ xong liền mang ý nghĩa người bệnh không làm cũng phải làm. Coi như cần nhổ răng, người cũng phải để người ta suy nghĩ thật kỹ cân nhắc, tiền này kiếm được hắc không lòng dạ hiểm độc. Trường Hưng khoang miệng trung tâm cũng là tư nhân nhận thầu, đừng nói ngoại lai bệnh nhân, coi như bản viện công nhân viên trước đi xem răng cũng là tiếng oán than dậy đất, trong nội viện phong bình cực kém. Cao Tân Hoa đáp ứng chuyện này hắn đến an bài, Lục Minh nhạc mẫu 3 viên răng ở nơi nào bị nhổ liền ở nơi nào giúp nàng trồng lên, tin tưởng viện trưởng Triệu Phi Dương cũng sẽ không có bất kỳ ý kiến. Không cần Hứa Thuần Lương ra mặt, Cao Tân Hoa phụ trách để Triệu Phi Dương ký tên miễn phí. Còn để hắn tìm Lục Minh đem những cái kia trị liệu biên lai muốn đi qua, Lục Minh cho bọn hắn Trường Hưng giúp ân tình lớn như vậy, nhất định phải đem chuyện này cho người ta làm được thật xinh đẹp. Hứa Thuần Lương cúp điện thoại, trong lòng thầm than, Triệu Phi Dương lúc trước dẫn vào dân doanh vốn liếng dự tính ban đầu là tốt, nhưng tại cụ thể quá trình áp dụng bên trong không có khả năng dọc theo hắn trong kế hoạch phương hướng tiến lên. Có thể bảo chứng tổng thể mục tiêu không thay đổi liền đã rất không dễ dàng. Nhìn thấy ngoài cửa sổ Tô Tình giáp sát trùng lái tới, Hứa Thuần Lương đứng dậy đi ra ngoài đón lấy. Tô Tình một thân màu đen sáo trang, làm nổi bật đến da trắng nõn nà, khí chất ưu nhã lại không mất linh động, nàng xuất hiện ở đâu đều là một đạo tịnh lệ phong cảnh. Hứa Thuần Lương đặc địa lưu ý một chút hai tròng mắt của nàng, minh như thu thủy, trạng thái rất tốt, nhìn qua cũng không nhận quá nhiều phụ thân đi không từ giã ảnh hưởng. Tô Tình dịu dàng cười nói, ta đến sớm. Hứa Thuần Lương nói, ta đã sớm tới, mời. Đi vào phòng hắn giúp đỡ Tô Tình phủ lên áo khoác, hắn không có chủ động nhắc tới Tô Thiên Vũ sự tình. Phổ Kiến nhìn thấy Tô Tình, ánh mắt có chút đăm đăm, lợi hại a, kết giao đến tất cả đều là tuyệt sắc mỹ nữ, người huynh đệ này ta là giao định. Hứa Thuần Lương giới thiệu nói, cái này là anh ta nhóm Phổ Kiến, đây là chúng ta Đông Châu Đài truyền hình minh tinh người chủ trì Tô Tình. Phổ Kiến nói, ta từ kinh thành tới, đây là danh thiếp của ta. Hắn không có tùy tiện đi cùng Tô Tình nắm tay,
chủ yếu là cân nhắc đến người ta có thể sẽ cự tuyệt. Tô Tình tiếp danh thiếp của hắn cười nói, Phổ ca ngài tốt, ta không có danh thiếp, bất quá ngài có thể thông qua Thuần Lương tìm tới ta. Ứng đối phi thường vừa vặn, cũng xảo diệu cùng Phổ Kiến giữ vững khoảng cách. Phổ Kiến trong lòng thầm than, nhất định là mình vừa rồi thất thố biểu hiện để Tô Tình cảnh giác, mình mặc dù không phải cái gì chính nhân quân tử, nhưng vợ của bạn không thể lừa gạt đạo lý là hiểu được, nhưng là nghĩ lại, Hứa Thuần Lương bạn gái không phải Mai Như Tuyết sao? Con hàng này cũng không thể chân đạp hai con thuyền, thôn tính a. Lúc này Vu Lị cùng Vu Mạt hai tỷ muội cùng đi, Vu Lị thấy một lần Tô Tình liền thân thiết đi tới, cầm tay của nàng hàn huyên. Hứa Thuần Lương hướng Vu Mạt cười nói, tại chủ nhiệm, rất lâu không gặp. Vu Mạt cười nói, người bây giờ là người bận rộn, nghe nói bị ủy thác trách nhiệm, phụ trách khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện thi công, khó trách bình thường tại bệnh viện căn bản không gặp được ngươi người. Hứa Thuần Lương nói, ta bình thường đều tại Nguy Sơn đảo, trước không đến phía sau thôn không đến cửa hàng đảo hoang, thuộc về bị bệnh viện biên giới hóa cái chủng loại kia. Tại đồ ăn nói, được rồi, ngươi liền chớ khiêm nhường, đi qua Nguy Sơn đảo hoàn toàn chính xác giống như ngươi nói vậy, nhưng bây giờ rất khác nhau, đã bị xác lập vì quốc gia cấp du lịch nghỉ phép khu, là chúng ta Đông Châu nhiệt độ cao nhất địa phương. Hứa Thuần Lương tuyệt đối là Trường Hưng bệnh viện từ từ bay lên một ngôi sao mới. Hiện tại tên của hắn tại Trường Hưng bệnh viện không ai không biết không người không hay. Mấy người sau khi ngồi xuống, Vu Lị chủ động nói đến mình cùng Lục Kỳ hôn sự, gặp được Tô Tình, nàng dứt khoát trực tiếp mời Tô Tình vì nàng chủ trì hôn lễ, cũng tiết kiệm Hứa Thuần Lương mở miệng. Tô Tình hướng về phía Hứa Thuần Lương mặt mũi đương nhiên không thể cự tuyệt, chỉ là nàng không có chủ trì hôn lễ kinh nghiệm, dự định từ đài truyền hình mời một vị nam đồng sự cộng đồng chủ trì, đối Vu Lị tới nói nam nữ cộng tác đương nhiên không còn gì tốt hơn. Tô Tình hỏi nàng thích nhất vị kia người chủ trì, Vu Lị không cần suy nghĩ liền nói Mã Tây, Mã Tây tại Đông Châu Nam chủ trì trong đám người có thể xếp số 1, đức cao vọng trọng. Tô Tình cùng Mã Tây rất quen, lúc này đáp ứng có thể giúp nàng tướng Mã Tây mời đến. Hứa Thuần Lương lưu ý một chút Tô Tình cảm xúc, hẳn là từ Tô Thiên Vũ mất tích bên trong giải thoát ra, ấn lý thuyết không nên nhanh như vậy, hẳn là bọn hắn cha con đã có liên lạc. Hứa Thuần Lương mặc dù cùng Tô Tình quan hệ không tệ, nhưng là dính đến người ta việc nhà cũng không tiện hỏi đến, bất quá hắn vui với nhìn thấy Tô Tình tâm tình mau chóng từ thung lũng đi tới. Lục Kỳ cùng Lý Trung cùng đi, một tiếng gian phòng, Lục Kỳ liền nói liên tục thật có lỗi, bọn hắn hôm nay lại bị lâm thời triệu tập mở cái hội. Hứa Thuần Lương nói, các ngươi làm cảnh sát cũng có nhiều như vậy hội sao? Lý Trung nói, cái này không tới gần mùa xuân nha, lo lắng châm ngòi pháo hoa pháo tạo thành an toàn tai họa ngầm, bố trí các khu vực trọng điểm phòng khống. Phổ Kiến nói, ta liền không rõ, thả cái pháo làm gì rồi. Chúng ta nhỏ dân chúng một năm chẳng phải vui vẻ một lần, nghe cái vang, nhìn cái hoa, đồ cái vui, hoa chính chúng ta tiền cũng không được. Lục Kỳ nói, Phổ ca, trên xã hội chính là có người loại ý nghĩ này nhiều lắm cho nên mới làm cho chúng ta Tết Xuân tăng ca. Lý Trung nói, đóng cửa lại nói chuyện a, kỳ thật ta cảm thấy nghỉ lễ thả điểm pháo cũng không có gì chỗ xấu, chúng ta khi còn bé, đầy đường nã pháo. Lộ ra vô cùng náo nhiệt, cũng không nghe nói ô nhiễm cái gì, hiện tại không nã pháo, cũng không có cảm thấy không khí so với quá khứ tốt bao nhiêu, khắp nơi im ắng, liền chút năm mùi vị cũng không có. Lục Kỳ nói, lời này của ngươi nhưng không thể đi ra ngoài nói, để chúng ta đầu nhi nghe thấy không phải đem ngươi mất chức điều tra không thể. Hứa Thuần Lương cười nói, không nghiêm trọng như vậy. Vu Lị nói, chúng ta hôm nay ăn cơm chớ đàm chính sự, các vị đều có cái gì ăn kiêng không có. Ta để cho người ta an bài thức ăn. Lục Kỳ nói, lại không ngoại nhân, ngươi liền chiếu tốt nhất an bài. Hứa Thuần Lương nói, đừng a, không sai biệt lắm liền phải, đều nói không có ngoại nhân, tuyệt đối đừng phô trương lãng phí. Lý Trung nói, đừng khách khí với hắn, thật vất vả mới ăn cái đôi này dừng lại, liền theo cao nhất tiêu chuẩn tới. Kỳ thật tất cả mọi người minh bạch, nhất phẩm cư cao nhất tiêu chuẩn cũng chính là 200 một vị. Đồ ăn rất nhanh liền đi lên. Vu Lị nói cho Lục Kỳ, đại ca để hắn quay đầu đi qua kính cái rượu, Lục Kỳ biểu thị chờ người ta đi món ăn nóng lại đi qua sớm quấy rầy người ta tử hứng, đối bên này khách nhân cũng không lễ phép. Lục Kỳ mở một bình ngũ lương dịch, nữ sĩ bên kia uống đến là Trương Dụ Kiền Hồng, cùng cạn vài chén rượu về sau, hắn chủ động nói từ bản thân 6 tháng cuối năm viện binh cương sự tình, cơ hội lần này tương đối khó đến, đầy đủ thể hiện lãnh đạo đối với hắn coi trọng. Kỳ thật hắn lúc đầu có thể nói rõ tình huống lựa chọn không đi, là Vu Lị kiên trì để hắn đi,
dù sao dạng này cơ hội rèn luyện phi thường khó được. Tất cả mọi người phi thường rõ ràng, Lục Kỳ cái này triệu viện binh cương hành trình thuộc về mạ vàng, chờ hắn trở về sau tất nhiên đứng trước đề bạt tấn thăng, cơ hội như vậy không phải mỗi người đều có thể gặp được. Hứa Thuần Lương nâng chén nói, vậy ta trước cầu chúc người thuận buồm xuôi gió, liên tiếp cao thăng. Mọi người cùng nhau hưởng ứng. Phổ Kiến xuất chúng giao tế năng lực để hắn rất nhanh liền cùng mọi người hòa mình. Phổ Kiến cố ý hỏi, Vu Lị, các ngươi vừa kết hôn, ngươi liền bỏ được để hắn đi địa phương xa như vậy. Đi thôi, thân vì thê tử đương nhiên muốn ủng hộ trượng phu sự nghiệp. Phổ Kiến nói, bên kia duy tộc cô nương xinh đẹp a, ngươi liền không có chút nào lo lắng. Vu Lị khanh khách nở nụ cười, coi như là đối với hắn cách mạng ý chí một trận khảo nghiệm. Lý Trung nói, cách mạng ý chí rắn như thép, Lục Kỳ, khảo nghiệm ngươi có phải hay không rắn như thép thời điểm đến. Hứa Thuần Lương ha ha cười nói, chuyện này phải hỏi tẩu tử. Một câu đem Vu Lị đều nói đỏ mặt, lại càng không cần phải nói còn chưa kết hôn Tô Tình. Vu Lị mắng, Hứa Thuần Lương, đánh ta gặp ngươi lần đầu tiên liền biết ngươi là xấu tiểu tử. Vu Mạt nói, mấy người các ngươi không cho phép khi dễ muội muội ta a, đừng quên ta thế nhưng là làm phụ khoa, người nào ta chưa thấy qua. Hứa Thuần Lương nói, tại chủ nhiệm, ngài lời này nói là cho Lục Kỳ nghe được. Phụ khoa bác sĩ sao thế? Nghe giống như rất lợi hại giống như. Lục Kỳ tranh thủ thời gian thổ lộ, tỷ, ta thương nàng đều đau không đến đâu, làm sao có thể khi dễ nàng, yên tâm đi, chúng ta kết hôn về sau, ta nhất định hảo hảo thương yêu nàng, quan tâm nàng cả một đời. Nghe được Lục Kỳ buồn nôn lời tâm tình một đám người đều vỗ tay, Tô Tình không tự chủ được đưa ánh mắt về phía Hứa Thuần Lương, nếu có cá nhân có thể tự nhủ những lời này thì tốt biết bao. Phu Lị nói. Hiện tại giao thông như thế thuận tiện, muốn gặp mặt hướng lúc ta liền đi qua, vừa vặn thừa cơ hội này ta có thể đi hảo hảo chơi đùa. Phổ Kiến nhắc nhở Lục Kỳ, nghe thấy được không, đệ muội về sau tùy thời đều có thể đi thăm dò cương vị. Lục Kỳ cười nói, hoan nghênh, ta đại biểu biên cương nhân dân chào mừng ngài. Phu Lị cười tủm tỉm nói, bên cạnh đi, ta kính Tô Tình một chén. Tô Tình nói, Lị tỷ, ta đây nhưng không chịu nổi. Phu Lị nói, kết hôn chủ trì sự tình liền trông cậy vào ngươi. Tô Tình sảng khoái nói, không có vấn đề, bao tại trên người của ta, còn có, hôn lễ quay phim tìm hay chưa? Nếu như không có ta giúp các ngươi an bài. Vậy liền quá tốt rồi. Lục Kỳ cũng bưng chén rượu lên đi theo kính Tô Tình. Tô Tình sở dĩ nhiệt tâm như vậy không chỉ có riêng là hướng về phía Hứa Thuần Lương, phụ thân rời nhà ra đi sự tình phát sinh về sau, Lục Kỳ trước tiên đuổi tới hiện trường. Nếu như không có trợ giúp của hắn, sự tình cũng sẽ không như thế sắp có mặt mày. Lục Kỳ lòng dạ biết rõ, hắn cũng không có hỏi Tô Thiên Vũ sự tình, trước khi tới đây đặc biệt hỏi một chút đồn công an bằng hữu, Tô Tình đã rút lui án, mang ý nghĩa nàng cùng phụ thân rất có thể đã có liên lạc. Phổ Kiến nói, đừng quên cho ta phát bài post, ta phải qua tới tham gia. Lục Kỳ cười nói, được, ta nhất định mà tới, muốn đường trang đi, ta biết làm đường trang bằng hữu. Cái kia địa đạo a. Lục Kỳ nói, âu phục, áo cưới, tạ ơn Phổ ca. Phổ Kiến nói, dùng rượu tìm Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương vui vẻ, bạn học ta chính là làm rượu, bất quá hắn rượu kia danh tự có chút cấp trên. Hứa Thuần Lương không có ngay trước đại gia hỏa bột nói, tìm tấm hình cho Lục Kỳ nhìn. Lục Kỳ thấy rõ là ngũ tiên hồi xuân tử về sau, đầu lắc cùng chống lúc lắc, nếu thật là dùng cái này rượu, không phải để cho người ta cười đến rụng răng không thể. Phổ Kiến nói, ta nói các người đầu óc đều không mang theo rẽ ngoặt, Trần Thiên Phàm như thế đại nhất nhà máy rượu nhất định có thể định chế a, Thuần Lương, ngươi một câu là được. Hứa Thuần Lương được hắn nhắc nhở, có chút hậu chi hậu giác, phương diện này hắn đầu óc hoàn toàn chính xác không bằng Phổ Kiến linh hoạt. Lục Kỳ bên này nói không cần, Hứa Thuần Lương đã cho Trần Thiên Phàm gọi điện thoại tới, đem bằng hữu tiệc cưới nghĩ đặt trước chế rượu sự tình nói chuyện, Trần Thiên Phàm bên kia lập tức đáp ứng xuống. Với hắn mà nói căn bản là một bữa ăn sáng, để Lục Kỳ cặp vợ chồng thiết kế tốt đồ án, hắn lập tức an bài nhà máy đặt trước chế, không thêm dược liệu, trực tiếp rót chứa 53 độ rượu đế, liền hắn dùng để chế rượu thuốc rượu đế phẩm chất cũng không kém hơn trên thị trường 500 khối một bình. Nghĩ cao hơn nữa ngăn cũng được, hắn trực tiếp an bài đi xưởng nhập hàng, Trần Thiên Phàm đặc địa cường điệu, tất cả rượu hắn đến tài trợ, Hứa Thuần Lương ca môn chính là hắn ca môn. Có thời gian hắn sẽ đích thân qua tới tham gia hôn lễ. Hứa Thuần Lương gọi cú điện thoại này cũng không phải đồ tiết kiệm tiền, chủ yếu là muốn cái mặt mũi, Trần Thiên Phàm làm được không có tâm bệnh.
Lục Kỳ mặt mũi sáng sủa, Hứa Thuần Lương tiểu huynh đệ này đối với mình thật sự là không thể nói, trực tiếp liền đem tiệc cưới dùng rượu cho an bài. Lý Trung nhìn không được hỏi một câu, dự định ở đâu xử lý tiệc rượu. Lục Kỳ nói, tuyệt đối đừng, yến hội chúng ta đã đặt xong. Lý Trung nói, đừng cái gì a, ta lại không có ý định giúp người bỏ tiền xử lý yến hội, ta kia chút tiền lương thật không đủ. Tất cả mọi người nở nụ cười. Lục Kỳ nâng chén nói, cảm ơn mọi người, Thuần Lương, người đồng học bên kia nhất định phải cho cái tiến giá, ta cùng người ta lại không giao tình, không thể bạch dùng người nhà rượu. Hứa Thuần Lương nói, ngươi liền chớ để ý, rượu phương diện ta đến phụ trách, đúng, hồi trước nghe nói các ngươi chuẩn bị mua phòng ốc định ra đến không có. Lục Kỳ nói, còn không có thể mua nổi nàng chướng mắt, nàng coi trọng chúng ta lại mua không nổi, vừa vặn ta lại đi viện binh cương, có thể từ từ xem. Phổ Kiến nói, Thuần Lương thật sự là giảng cứu người, có phải hay không dự định lại cho phòng. Hắn đối Hứa Thuần Lương hiểu rõ, con hàng này có năng lực như thế. Lục Kỳ tranh thủ thời gian khoát tay, đừng, tuyệt đối đừng, ta vô công bất thụ lộc, nếu thật là đưa ta một bộ phòng, về sau liền không có cách nào gặp mặt, con người của ta không thích nhất thiếu người. Vu Lị nhắc nhở hắn nên đi cho đại ca bọn hắn mời rượu, Lục Kỳ đứng dậy bưng chén rượu đi sát vách, chờ lúc hắn trở lại, Lục Minh cùng bạn học cũ Đông Châu thì cục du lịch phó cục Phạm Lý Đạt cùng nhau tới. Hứa Thuần Lương bọn hắn tranh thủ thời gian đứng dậy, Hứa Thuần Lương nói, Minh ca, Phạm ca. Ta chính nói qua đi đâu, làm sao các ngươi tới trước? Lục Minh cười nói, các ngươi không cần đi, bên kia các ngươi cũng không quen, ta tới cùng các ngươi uống chén rượu gặp mặt, lão Phạm nghe nói ngươi đã đến, nhất định phải tới cùng ngươi uống hai chén. Vu Lị để phục vụ viên cho tăng thêm hai bộ đồ ăn. Lục Minh biểu thị không cần, hắn uống chén rượu liền trở về, bưng phân đồ uống rượu nói, ta liền không đồng nhất một cùng các ngươi uống, bầu rượu này, các ngươi chén nhỏ tùy ý. Hứa Thuần Lương nói, kia không thành, ta phải bồi ngài làm. Hắn bồi tiếp Lục Minh làm một bình. Lục Minh để Phạm Lý Đạt lưu lại tiếp tục, hắn về trước đi chào hỏi khách khứa, Hứa Thuần Lương đưa Lục Minh đi ra ngoài, đi vào ngoài cửa thấp giọng hướng Lục Minh nói, Minh ca, A Di sự tình ta đã sắp xếp xong xuôi, quay đầu đem tờ đơn cho ta, ta đi trước đem tiền giải phẫu cho lui, ngày nào đi tái khám nói với ta một tiếng. Lục Minh ngầm hiểu, mỉm cười vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, hảo huynh đệ. Mặt mũi đều là tương hỗ cho, Lục Minh cũng không phải đau lòng kia mấy vạn khối tiền, hắn muốn được là cái mặt mũi. Nói đến Hứa Thuần Lương cùng Phạm Lý Đạt uống qua một lần rượu, ấn lý thuyết quan hệ của hai người không đến mức như thế thân cận, nhưng Phạm Lý Đạt lần này chuyên ngồi xuống, cùng Hứa Thuần Lương liền làm bốn chén. Phạm Lý Đạt nói, ta tiết sau liền đi Nguy Sơn Đảo. Hứa Thuần Lương thế mới biết Phạm Lý Đạt chuyên tìm mình uống rượu nguyên nhân. Cười nói, quá tốt rồi. Ta đến an bài, ăn uống chơi một con rồng. Phạm Lý Đạt nói, ngươi nghe không hiểu ta ý tứ, ta là muốn tới Nguy Sơn Đảo công việc một đoạn thời gian. Trong thành phố đối kiến thiết cấp quốc gia nghỉ phép khu phi thường trọng thị, đặc địa thành lập du lịch bộ chỉ huy, trong đám an bài ta đi qua giám sát công việc. Lục Kỳ nói, Phạm ca, trong thành phố có phải hay không lại phải có cái gì đại động tác rồi? Phạm Lý Đạt mỉm cười, động tác khẳng định là có. Nhưng là hiện tại còn không tiện hướng ngoại giới lộ ra. Phổ Kiến từ đó ngửi được cơ hội buôn bán, hắn đi Nguy Sơn Đảo thực địa khảo sát qua, Đông Châu chế tạo Nguy Sơn Đảo cấp quốc gia nghỉ phép trung tâm quyết tâm rất lớn, đừng nhìn hiện tại tựa như cái đại công địa, nhưng dùng không được quá lâu, theo các hạng cơ sở công trình hoàn thiện, các hạng văn lữ công trình hoàn thành, Nguy Sơn Đảo chắc chắn thay hình đổi dạng, rực rỡ hẳn lên. Phổ Kiến suy nghĩ có thể làm cái du lịch vật dụng cửa hàng, chỉ cần du khách lượng đi lên, du lịch thương phẩm khẳng định trở thành vừa cần, nghĩ kiếm tiền nhất định phải sớm làm. Hứa Thuần Lương nói, Phạm ca, về sau hai anh em chúng ta liền trải qua thường gặp mặt. Phạm Lý Đạt nói, đi bên kia còn phải dựa vào lão đệ chiếu cố nhiều hơn. Hứa Thuần Lương cười nói, ngài quá khách khí, hẳn là ta dựa vào ngài mới đúng. Phạm Lý Đạt nhận biết Tô Tình, trước đó không lâu hắn còn tiếp thụ qua đài truyền hình một lần bài tin tức, phụ trách viếng thăm chính là Tô Tình. Phạm Lý Đạt thấy được nàng cùng Hứa Thuần Lương ngồi cùng một chỗ, hơn nữa nhìn đến Tô Tình đối Hứa Thuần Lương ánh mắt cùng người khác khác biệt, cho là bọn họ hai người là tình lữ quan hệ, hướng Hứa Thuần Lương nói, Tô Tiểu Thư là bạn gái của ngươi. Hứa Thuần Lương không có lập tức phủ nhận, hắn phải đem cơ hội lưu cho Tô Tình, tại người khác hiểu lầm quan hệ bọn hắn điều kiện tiên quyết, nếu như mình dẫn đầu phủ nhận dễ dàng tổn thương đến Tô Tình tự tôn.
Tô Tình nhìn Hứa Thuần Lương một chút, vốn cho là hắn sẽ trước tiên phủ nhận, nhưng lập tức đã nghĩ thông suốt đạo lý trong đó, Hứa Thuần Lương phong độ để nàng cảm thấy ấm áp. Tô Tình mỉm cười nói, Phạm Cục hiểu lầm, ta cùng Thuần Lương là bạn tốt, hắn sớm đã có bạn gái. Người ở chỗ này ai đều có thể nhìn ra Tô Tình đối Hứa Thuần Lương hảo cảm, Phổ Kiến thầm than thần nữ cố ý, Tương Vương không mộng, liền Tô Tình dạng này nữ thần cấp đại mỹ nữ cũng có mong muốn đơn phương thời điểm. Phạm Lý Đạt vội vàng xin lỗi, kính Tô Tình hai chén rượu xem như bồi tội, vừa vặn cái này một vòng hắn cũng uống xong, đứng dậy cáo từ. Hứa Thuần Lương nghĩ đưa, bị hắn ngăn chặn bả vai, Phạm Lý Đạt để mọi người tiếp tục uống rượu, dù sao hắn cuối tuần liền chính thức đi Nguy Sơn đảo công tác. Phạm Lý Đạt rời đi về sau, Lý Trung phân tích nói, Phạm Cục là phó sự cấp A. Lục Kỳ gật đầu nói, không thể giả được, rất nhiều năm, ta đoán chừng lần này xuống dưới là vì rèn luyện mạ vàng, làm không tốt trở về liền mài chỉnh ngay ngắn. Hứa Thuần Lương nói, Hồ Sơn Trấn trưởng Trấn cũng bất quá là cái chính khoa cấp, Phạm Cục nếu là đi Nguy Sơn đảo, vậy hắn không được là quan lớn nhất. Đến lúc đó ai nghe ai? Lục Kỳ nở nụ cười, tính chất không giống. Phổ Kiến nói, Cường Long không ép địa đầu xà, khẳng định là trưởng Trấn định đoạt. Lý Trung nói, chưa hẳn, người ta Phạm Cục là mang theo Thượng Phương Bảo Kiếm đi qua, Nguy Sơn đảo định vị là cấp quốc gia du lịch nghỉ phép khu, khẳng định hết thảy muốn phục tùng thị lý tổng thể quy hoạch. Sau bữa cơm chiều, Tô Tình chủ động đưa ra muốn đưa Hứa Thuần Lương trở về. Hứa Thuần Lương đoán được nàng khẳng định có nói muốn đơn độc tự nhủ, tại nhất phẩm cư cổng cùng mọi người chia tay. Tô Tình tướng lái xe ra Trạng Nguyên đường phố, nói khẽ, người uống nhiều không có. Hứa Thuần Lương lắc đầu, tử lượng của ta ngươi còn không biết. Tô Tình lạnh nhạt cười nói, đi qua cha ta thường xuyên nói với ta, đương một cái nam nhân nói mình không uống nhiều, khen mình tử lượng thời điểm bình thường uống nhiều quá. Hứa Thuần Lương nói, ta người này từ không nói láo. Tô Tình nhìn hắn một cái nói, là đối tất cả mọi người không nói láo vẫn là đối ta không nói láo. Nói ra câu nói này thời điểm gương mặt xinh đẹp có chút phát nhiệt. Hứa Thuần Lương nở nụ cười. Tô Tình nói, từ không nói láo bản thân liền là nói láo. Hứa Thuần Lương nói, lời này ngược lại là không có tâm bệnh. Tô Tình nói, còn có thể uống sao? Hứa Thuần Lương nháy nháy mắt, trong lúc nhất thời không có minh bạch nàng ý tứ. Tô Tình nói, ta muốn uống một chút. Xe của ngươi làm sao bây giờ? Ta ngừng đài truyền hình, bên cạnh có nhà quán rượu nhỏ không tệ. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, không có vấn đề. Hắn cho rằng Tô Tình mặt ngoài vẫn bình tĩnh, vừa ý tình cuối cùng vẫn là nhận lấy Tô Thiên Vũ đi không từ giã ảnh hưởng. Loại thời điểm này cần tìm một người thổ lộ hết, mình không thể nghi ngờ thành trong nội tâm nàng lựa chọn tốt nhất. Hứa Thuần Lương phát hiện mình có thêm một cái mau bệnh, đối nữ hài tử biểu hiện được lòng mềm yếu. Bình tụ là mở tại đài truyền hình đối diện Quy Yến ngõ hẻm một nhà thanh ba, mặt tiền rất nhỏ, trùng tu lựa chọn dân quốc gió, lão bản có châu Âu du học kinh lịch, chân thực danh tự chẳng lành, người khác đều gọi hắn lão nông. Lão nông 42 tuổi, ăn mặc cũng giống từ thế kỷ trước xuyên qua tới, trải lấy đầu bóng, mặc áo sơ mi trắng áo khoác cưỡi ngựa màu đen, buộc lên cà vạt, nếu như người mỗi ngày đều đến, sẽ phát hiện cà vạt của hắn mỗi ngày đều đổi. Lão nông cách ăn mặc một chút cũng không có vẻ quê mùa, ngược lại lộ ra một cỗ cũ kỹ thân sĩ hương vị. Bình tụ mở 3 năm, sinh ý từ đầu đến cuối lãnh lãnh thanh thanh, chủ yếu khách hàng chính là đài truyền hình nhân viên. Tô Tình biết nơi này vẫn là Triệu Hiểu Tuệ mang nàng tới, đêm nay phá lệ lãnh thỉnh, ngoại trừ hai người bọn hắn một cái khách nhân khác cũng không có. Tô Tình điểm chén Margaret, Hứa Thuần Lương muốn chén Nhật Uy, hắn đối rượu thích ứng năng lực rất mạnh. Nếu như không có khách nhân, trong quán 3 vạn năm không thay đổi phát hình bình tụ, dĩ nhiên không phải ca khúc, mà là xa xô độc tấu, khách tới, lão nông sẽ trưng cầu khách nhân ý kiến. Tô Tình điểm một bài Answer Lover. Lão nông phi thường khéo hiểu lòng người, nói cho Tô Tình mình tân tiến một bộ U2 âm hưởng, muốn hay không chính nàng thử hát một chút. Tô Tình do dự một chút. Hứa Thuần Lương còn không nghe nàng hát qua ca, đi theo giật dây Tô Tình thử một chút. Tô Tình đáp ứng. Tô Tình cầm lấy microphone đi tiểu vũ đài ca hát thời điểm, lão nông cho Hứa Thuần Lương đưa tới một chén whisky. Hứa Thuần Lương nhìn qua hình chiếu bên trên ngỗng ruột văn tự, không hiểu ra sao, lặng lẽ hỏi lão nông, Tô Tình hát đến ca khúc tên là cái gì? Lão nông nói cho Hứa Thuần Lương bài hát này gọi Answer Lover, Hứa Thuần Lương vẫn là nghe không hiểu, mặt dạn mày dày hỏi, tiếng Trung có ý tứ là. Lão nông hướng hắn lộ ra một tia giữ kín như bưng mỉm cười.
phiên dịch thành tiếng Trung, hẳn là người yêu chưa đầy. Your fingertips say skin. Tepery say nhaitin. XS. You sang span is rubies. Tô Tình thanh âm khàn khàn bên trong lộ ra một tia mỏi mệt, trong tiếng ca tràn đầy yêu mà không được tiếc nuối. Hứa Thuần Lương mặc dù nghe không hiểu tiếng Anh, nhưng là hắn từ Tô Tình thư giãn yêu thương thanh âm bên trong nghe được cố sự. Trước đây không lâu nghe Adele buổi hòa nhạc thời điểm, hắn mặc dù không hiểu tiếng Anh, nhưng là hắn nghe hiểu cũng sinh ra cộng minh. Lần này Tô Tình tiếng ca càng làm cho hắn sinh ra thân lâm kỳ cảnh cảm giác, không biết có phải hay không bởi vì khoảng cách thêm gần nguyên nhân. Tô Tình biểu diễn thời điểm chỉ lưu cho hắn một cái bóng lưng, hắn nhưng từ Tô Tình bóng lưng bên trong thấy được nàng cô độc cùng bàng hoàng. Từ lão nông góc độ có thể nhìn thấy Tô Tình bên mặt, trong lúc vô tình ngẩng đầu thời điểm, khi thấy một viên nước mắt trong suốt từ Tô Tình rảo khiết vô hạ gương mặt xinh đẹp bên trên trượt xuống. Tô Tình trở lại Hứa Thuần Lương bên người thời điểm, bình tĩnh đến phảng phất hết thảy đều chưa từng xảy ra. Hứa Thuần Lương dùng nhất là mộc mạc hai chữ đánh giá Tô Tình tiếng ca, êm tai, phản phát quy chân đánh giá, liền Trung Hoa hảo thanh âm đạo sư cũng thích dùng hai chữ này. Tô Tình nói, ta ca hát quá nghiệp dư. Hứa Thuần Lương nói, phi thường cảm động, ta một không hiểu tiếng Anh người đều bị ngươi cảm động, có cái từ nói cái gì tới, trung tình lực đặc biệt mạnh. Tô Tình bưng lên trước mặt Margaret, uống một hớp lớn, hóa ra mình cái này nửa ngày bạch hát, người ta đều không biết mình hát cái gì. Có loại đàn gảy tai châu cảm giác, nghĩ lại, hắn nghe không hiểu cũng tốt. Tô Tình nói, ta vùng án. Hứa Thuần Lương hiểu nàng ý tứ, Tô Tình quyết định không báo án, xem ra nàng hẳn là có Tô Thiên Vũ hạ lạc. Tô Tình nói, cha ta lưu cho ta một phong thư, hắn để cho ta yên tâm. Hứa Thuần Lương gật đầu nói, trọng yếu nhất là hắn bình an vô sự. Tô Tình nói, Lục ca bên kia ta liền không giải thích, lần này cho hắn tạo thành nhiều như vậy phiền phức, thật sự là không có ý tứ. Không sao, hắn hôm nay không hỏi ngươi liền chứng minh hắn đã đoán được ngươi sự tình trong nhà nên được đến giải quyết. Tô Tình thở dài, không biết hắn lúc nào mới có thể trở về. Hứa Thuần Lương nói, khẳng định sẽ trở lại, giám sát cho thấy hắn đã khôi phục tự do hành động năng lực, vô luận đi chỗ nào đều có thể chiếu cố thật tốt chính mình. Tạ ơn, Tô Tình nhìn qua Hứa Thuần Lương hai mắt trịnh trọng nói. Cảm ơn ta cái gì, ta đều không có làm cái gì. Tô Tình nói, nếu như không phải ngươi cùng Trịnh chủ nhiệm hỗ trợ, cha ta không biết lúc nào mới có thể đứng, đi ra ngoài. Hứa Thuần Lương nói, ngươi kiểu nói này ta ngược lại có chút tội lỗi, nếu như không phải là bởi vì chúng ta, khả năng cũng sẽ không tạo thành cha con các người tách rời. Tô Tình nở nụ cười, ta lúc đầu cho là mình sẽ phi thường khổ sở, nhưng khi ta nhớ tới, cha ta đã khôi phục khỏe mạnh, cái này so cái gì đều trọng yếu, chỉ cần hắn êm đẹp, coi như cả một đời không thấy ta lại có làm sao. Hứa Thuần Lương an ủi nàng nói, kỳ thật ngươi đã làm được rất không tệ, nếu đổi lại là ta ở vào vị trí của ngươi, ta cũng chưa chắc có thể so sánh ngươi làm được càng tốt hơn. Ngươi gặp qua cha ta, ta từ nhỏ đến lớn cùng hắn thời gian chung đụng cộng lại không cao hơn nửa năm. Hứa thúc thúc người rất tốt, nhìn ra được hắn rất quan tâm ngươi. Hứa Thuần Lương nói, ta từ lúc còn rất nhỏ liền minh bạch một cái đạo lý, phụ mẫu không có khả năng vĩnh viễn hầu ở bên cạnh ngươi, cuối cùng có một ngày bọn hắn sẽ rời đi ngươi, đơn giản là sớm tối mà thôi. Cho nên chúng ta muốn nhanh chóng học được độc lập sinh hoạt, muốn thích ứng không có có bọn họ bên người thời gian, vô luận xảy ra chuyện gì, sinh hoạt đều phải tiếp tục, tin tưởng bọn họ cũng hy vọng chúng ta đều có thuộc tại nhân sinh của mình. Tô Tình bưng lên trước mặt chén rượu kia cùng hắn đụng đụng chén, nhỏ giọng nói, nghe người kiểu nói này, ta cái gì phiền não cũng không có. Hứa Thuần Lương cười nói, về sau tâm tình không tốt thời điểm tùy thời tìm ta. Có thể chứ, Tô Tình nghiêm túc nhìn qua hắn. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, tiếng lòng khẽ động, cảnh giác ngầm sinh, đạo tâm. Ta Hứa Thuần Lương chính là đạo tâm kiên định người, vì sao không phải lặp đi lặp lại đối ta tiến hành khảo nghiệm, một cái mai như tuyết không được, lại tới cái Tô Tình. Hứa Thuần Lương ý thức được đạo tâm của mình xảy ra vấn đề, nhất định phải chăm chỉ tu luyện mới được. Người sống một đời, nhất định phải đạo tâm kiên định, có câu nói là, ấn định thanh sơn không buông lỏng, lập dễ nguyên tại phá nham bên trong. Ngàn mai vạn kích còn kiên kình, đảm nhiệm ngươi đông tây nam bắc gió. Tô Tình tiếng như mũi vằn nói, nhận biết ngươi, thật tốt. Trường Hưng bệnh viện hai kỳ công trình trên thực tế đã đình công, bởi vì tới gần Tết Xuân. Cho nên cũng không có gây nên quá nhiều ngờ vực vô căn cứ. Phòng bệnh cao ốc cải tạo công trình cũng ngừng lại, Thiên Hải kiến thiết Điền Phương Cường cũng bị khất nợ công trình khoản,
mặc dù đạt được Triệu Phi Dương miệng hứa hẹn, chờ hắn về nước liền ký tên cho vay, nhưng theo Tết Xuân tới gần, Điền Phương Cường cũng cảm nhận được càng lúc càng lớn áp lực. Hiện tại Trường Hưng bình thường thi công chỉ còn lại Đinh Tứ đỉnh lập kiến thiết, mà lại gần đây truyền ra tin tức Đinh Tứ đã lấy được khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện làm mẫu khu công trình. Điền Phương Cường chuyên môn đi tìm bí thư Cao Tân Hoa, đi qua Cao Tân Hoa là phụ trách xây dựng cơ bản phó viện trưởng, cho nên công trình bên trên sự tình mọi người vẫn là thói quen đi tìm hắn. Cao Tân Hoa đối Điền Phương Cường một thân cũng không thế nào chào đón, người này là Triệu Phi Dương quan hệ, thông qua cái tầng quan hệ này tại Trường Hưng lấy được không ít trùng tu cải tạo công trình, nhưng là Điền Phương Cường quá lợi lớn, trước đây còn đã từng náo ra vi quy thao tác, công nhân điện giật chết sự tình, cho Trường Hưng tạo thành tổn thất không nhỏ. Nếu như không phải là bởi vì sự kiện kia, Đinh Tứ thi công đoàn đội cũng không dễ dàng như vậy tiến vào Trường Hưng. Điền Phương Cường tại Cao Tân Hoa trước mặt bán một trận thảm, Cao Tân Hoa nghe được không kiên nhẫn, nhịn không được cho hắn gọi ngừng, Điền Tổng, ngươi nói tình huống ta đều biết, nhưng ngươi là không phải đến nhầm địa phương, hiện tại Trường Hưng bệnh viện xây dựng cơ bản công việc không phải ta phụ trách, ngươi hẳn là đi tìm cảnh phó viện trưởng. Điền Phương Cường vẻ mặt đưa đám nói, Cao Bí Thư, nàng người kia ngài cũng không phải không biết, rất khó khăn ở chung, ta cũng không kịp nói chuyện, liền bị nàng đuổi ra ngoài. Cao Tân Hoa nói, trách không được ngươi lão tới tìm ta, nguyên lai là ta dễ nói chuyện, nhưng ta lại dễ nói chuyện vô dụng, người công trình khoản nhất định phải chờ Triệu viện trở về ký tên. Điền Phương Cường nói, Cao Bí Thư, hắn đến cùng lúc nào trở về? Nhanh đi, hẳn là ngay tại mấy ngày nay. Điền Phương Cường nói, ta cái này nghèo rất mồng tơi đâu. Lúc trước ký hợp đồng thời điểm, phía trên viết phải hảo hảo, nên trả tiền, người phụ trách không tìm được. Cao Tân Hoa trong lòng tự nhủ ngươi tại sao không nói lúc trước cho Trường Hưng trêu đến phiền phức đâu. Lúc này khoang miệng khoa chủ nhiệm Phương Kiến Quốc gõ cửa tiến đến, hắn là Cao Tân Hoa để cho người ta tìm đến, nhìn thấy Phương Kiến Quốc, Cao Tân Hoa liền đối Điền Phương Cường hạ lệnh trục khách. Điền Phương Cường trước khi đi ngay trước Cao Tân Hoa bột phát cho hắn một cái tiệm cơm dự định tin tức, lập tức qua Tết. Coi như công trình khoản lấy không được, nên liên hệ tình cảm vẫn là cần muốn liên lạc với. Cao Tân Hoa không có ý định đi, chờ Điền Phương Cường đi. Phương Kiến Quốc hướng Cao Tân Hoa nói, Cao Bí Thư ngài tìm ta. Cao Tân Hoa nói, đúng. Hắn đem Lục Minh Nhạc mẫu sự tình nói, Cao Tân Hoa thái độ phi thường minh xác, để Phương Kiến Quốc đem chuyện này cho làm tốt. Nhưng Cao Tân Hoa đều không có kể xong đâu, Phương Kiến Quốc bên kia liền lắc đầu nói, Cao Bí Thư. Chuyện này ta nói không tính a, ngài hẳn phải biết chúng ta khoang miệng khoa đã nhận thầu đi ra, tiền lương của ta tiền thưởng đều là người ta cho ta phát, đừng nhìn ta là cái khoa chủ nhiệm, ta không có quyền lợi ký tên miễn phí a. Cao Tân Hoa nói, ý của ta là ngươi quay đầu cùng Hà Ngạn Quân nói một tiếng, trước để người ta nhổ răng phí tổn cho lui, về phần đến tiếp sau trị liệu, chờ Triệu viện tới ký tên. Phương Kiến Quốc nói, Cao Bí Thư, ngài hẳn là trực tiếp tìm thầu khoán Hà Ngạn Quân. Ta nói với hắn còn không bằng ngài nói thẳng. Cao Tân Hoa trong lòng có chút không vui, hắn cùng Hà Ngạn Quân không quen, Phương Kiến Quốc là Trường Hưng lão nhân, cho nên hắn mới tìm Phương Kiến Quốc câu thông, bản thân nhổ răng phí tổn cũng không có nhiều, chủ yếu là trước cho thấy một cái thái độ, trước mắt hắn còn không có cùng Triệu Phi Dương nói chuyện này, dù sao làm giống thực răng còn muốn một cái quá trình, chờ người ta tới tái khám thời điểm Triệu Phi Dương đã trở về. Cao Tân Hoa vốn cho rằng chút chuyện nhỏ như vậy, khoang miệng khoa khẳng định sẽ cho mình mặt mũi, nhưng hắn làm sao đều không nghĩ tới Phương Kiến Quốc đem sự tình đẩy đi ra. Phương Kiến Quốc nhìn ra Cao Tân Hoa không cao hứng, tranh thủ thời gian giải thích nói, Cao Bí Thư, ngài cũng đừng giận ta hiện tại chỉ phụ trách nghiệp vụ, thu phí kinh doanh ta không chịu trách nhiệm cũng không dám đụng, đổi thành đi qua, còn không phải chuyện một câu nói, kỳ thật chuyện này ngài hẳn là tại bệnh nhân qua trước khi đến cùng ta lên tiếng kêu gọi, ta khẳng định giúp ngài an bài đúng chỗ. Hiện tại tiền đã giao nộp qua, ngài để cho ta tìm Hà Ngạn Quân đòi tiền, ta thật sự là không căng ra cái này miệng a. Cao Tân Hoa nói, Phương chủ nhiệm, kia là quái ta không sao trước cùng ngươi chào hỏi. Phương Kiến Quốc nói, không phải ý tứ này, ta nói là, ta hiện tại thật không có lớn như vậy quyền. Cao Tân Hoa nói, tốt, ta liền hỏi một chút ngươi, người ta tới tẩy răng, các ngươi dựa vào cái gì liền để người ta ba viên răng đều cho rút. Phương Kiến Quốc nói, Cao Bí Thư, nhổ răng khẳng định là trải qua bệnh nhân đồng ý, người ta không đồng ý chúng ta cũng không thể đem nàng nhấn trên ghế đưa nàng răng cho rút ngài nói đúng không? Cao Tân Hoa nói, Phương Kiến Quốc, ngươi nói như vậy liền không có ý nghĩa, khoang miệng khoa gần nhất danh tiếng đều thành dạng gì chính ngươi không rõ ràng. Chỉ cần là cái người bệnh đi qua,
các ngươi đều cho người ta chào hàng trồng răng, rõ ràng có thể giữ lại răng, không phải lắc lư người ta rút, vào xem lấy kinh tế hiệu quả và lợi ích, có thể hay không suy tính một chút người bệnh cảm thụ. Phương Kiến Quốc thở dài nói, Cao Bí Thư, ngài đối với chúng ta khoang miệng khoa có phải hay không có thành kiến? Cao Tân Hoa nói, ta lười nhác cùng ngươi nói nhảm, chuyện này ngươi có thể làm sao? Phương Kiến Quốc nói, ta thật xử lý không được. Cao Tân Hoa nhẹ gật đầu, khoát tay áo ra hiệu Phương Kiến Quốc rời đi, tìm tới thầu khoán Hà Ngạn Quân điện thoại đánh qua. Hà Ngạn Quân là trước mắt khoang miệng trung tâm thầu khoán, tiếp vào Cao Tân Hoa điện thoại cảm thấy ngoài ý muốn, hắn cùng Cao Tân Hoa không chút đã từng quen biết, bất quá hắn đối Trường Hưng Bí Thư hay là vô cùng khách khí, Cao Bí Thư, ngài tìm ta có việc. Cao Tân Hoa đem sự kiện kia lặp lại một lần, Hà Ngạn Quân sau khi nghe xong hướng Cao Tân Hoa nói, Cao Bí Thư, lui phí cũng không phải không được, nhưng là ta chỉ là phụ trách qua tới quản lý khoang miệng trung tâm, lui phí sự tình ta còn phải trưng cầu cái khác cổ đông đồng ý, nếu không cứ như vậy, ngài chờ một lát mấy ngày, ta trưng cầu một chút cái khác cổ đông ý kiến. Cao Tân Hoa nghe xong chính là từ chối chi từ, tức giận đến hắn lập tức liền đưa điện thoại cho phủ lên. Cao Tân Hoa lúc này mới ý thức tới chính mình cái này bí thư nói chuyện không được việc, nhất là những này thầu khoán, trong mắt căn bản không có coi hắn là thành một bàn đồ ăn. Cao Tân Hoa vốn không muốn sớm như vậy phiền phức Triệu Phi Dương, nhưng bây giờ không sử dụng Triệu Phi Dương cũng không được, hắn đang chuẩn bị tìm Triệu Phi Dương muốn thuyết pháp thời điểm, Hứa Thuần Lương qua đưa cho hắn đưa hóa đơn tới. Hứa Thuần Lương vừa vào cửa lên đường, đủ hắc a, người ta tẩy răng kết quả bị rút 3 viên, nhổ một cái răng muốn người ta hơn 1.000, viết đến mức hoàn toàn xương mai phục, tất cả đều xem như răng khôn cho rút. Nhìn thấy Cao Tân Hoa sắc mặt bất thiện, nha, ta tới không phải lúc, ai gây ngài tức giận. Ta gọt hắn. Cao Tân Hoa nói, khoang miệng khoa đám kia cháu trai, ta nhắc lên lùi phí sự tình, từng cái cùng ta ra sức khước từ, ta cái này cho Triệu Phi Dương gọi điện thoại. Ta để hắn nhìn xem, hắn đều đưa vào đến cái gì mặt hàng. Hứa Thuần Lương nói, tỉnh táo a, đừng đánh a. Cao Tân Hoa có chút buồn bực nhìn qua Hứa Thuần Lương, hắn khuyên mình tỉnh táo, mặt trời mọc lên từ phía tây sao a. Hứa Thuần Lương nói, người gọi cú điện thoại này, đơn giản là Triệu Viện lên tiếng đem sự tình giải quyết, cái này không càng lộ vẻ lấy ngài không có bột a. Mặt mũi hại chết người, Cao Tân Hoa nghe hắn nói chuyện càng là giận không chỗ phát tiết. Không ta đầy bí thư nhìn ở trong mắt có phải không? Ngươi Hà Ngạn Quân tính là cái gì chứ? Còn không phải Trường Hưng cho các ngươi một miếng cơm ăn, hiện tại kiếm tiền, cánh cứng cáp rồi. Không biết rõ ai mới là Trường Hưng chủ nhân. Hứa Thuần Lương nói, ngài đem chuyện này giao cho ta đi, ta cam đoan làm được thỏa thỏa. Cao Tân Hoa trừng mắt liếc hắn một cái, có ý tứ gì? Ngươi cũng cảm thấy ta không giải quyết được chuyện này, thật sự là Phật cũng có lửa, Cao Tân Hoa triệt để bị chọc giận. Một chiếc điện thoại gọi cho kiểm tra kỷ luật, có người hướng ta khiếu nại khoang miệng khoa thu phí vi quy, lập tức cho ta điều tra rõ ràng. Cao Bí Thư sinh khí hậu quả cũng là khá là nghiêm trọng, hành phong ban, lây nhiễm khoa thay nhau đăng tràng, liền phòng cháy an toàn, khoa điện công ban đều đi, đánh lấy kiểm tra an toàn cờ hiệu. Khoang miệng khoa chủ nhiệm Phương Kiến Quốc trở về không lâu liền ý thức được một sự kiện, hắn lần này đem Cao Tân Hoa đắc tội không nhẹ. Nhìn thấy tình thế không ổn. Phương Kiến Quốc tranh thủ thời gian chạy về phòng bệnh, trước tiên gọi điện thoại để Hà Ngạn Quân tới. Hà Ngạn Quân thật không có đem Cao Tân Hoa cái này bí thư để vào mắt, Trường Hưng hiện tại là mưu cầu lợi nhuận tính bệnh viện, bí thư chính là cái bài trí. Hắn lúc trước nhận thầu khoang miệng khoa cũng không phải đi được Cao Tân Hoa quan hệ, Hà Ngạn Quân có câu nói không có lửa gạt Cao Tân Hoa, hắn chỉ là một cái nhỏ cổ đông, chân chính đại cổ đông là Bùi Ngọc, phía sau còn có Bùi Lâm. Bùi Ngọc nhận thầu Trường Hưng Bệnh viện Y Mỹ Trung tâm vừa mới lên quỹ đạo, trước đó không lâu truyền ra Hoa Niên tập đoàn muốn đem mấy trung tâm tâm thu hồi tin tức, về sau Bùi Lâm cho nàng phái thuốc an thần, nói cho nàng cho dù là thu hồi cũng chỉ là đi chạy theo hình thức. Bùi Ngọc nghe nói khoang miệng khoa bị Cao Tân Hoa nhằm vào, ngựa lên liên hệ tại châu Âu Bùi Lâm. Bùi Lâm hai ngày này cùng Triệu Phi Dương vẫn luôn đang lãnh chiến, đổi thành đi qua, nàng khẳng định trước tiên tìm Triệu Phi Dương. Nhưng là hiện tại Triệu Phi Dương cơn giận còn chưa tan, nàng không dám đem chuyện này nói cho hắn biết, chỉ có thể kiên trì cho Cao Tân Hoa gọi điện thoại. Bùi Lâm đánh lấy là Hà Ngạn Quân biện hộ cho cờ hiệu, Cao Tân Hoa nhìn thấy chuyện này lại đem Bùi Lâm dẫn ra tới, không khỏi là Triệu Phi Dương cảm thấy lo lắng, chơi như vậy xuống dưới, Trường Hưng đều nhanh thành hắn cửa hàng nhỏ, Bùi Lâm sẽ không vô duyên vô cớ vì Hà Ngạn Quân ra mặt, trong này khẳng định có tương quan lợi ích. Cao Tân Hoa cũng không có khách khí với nàng.
trực tiếp đem sự tình nói ra, Bùi Lâm nghe xong sự tình quan hệ đến Lục Minh Nhạc mẫu, cũng biết Hà Ngạn Quân rước lấy phiền phức. Cao Tân Hoa ý vị thâm trường nói, người ta Lục chủ nhiệm cân nhắc đến cùng chúng ta tư nhân quan hệ, không có đem chuyện này làm lớn chuyện, nếu như Lục chủ nhiệm đem loạn thu lệ phí sự tình công khai, chẳng những khoang miệng trung tâm, ta nhìn toàn bộ trường Hưng Thanh danh liền xấu. Bùi Lâm nói, Cao Bí Thư, ta cùng Lão Hà nhận biết rất nhiều năm, ta là thật không biết bọn hắn khoang miệng trung tâm làm như vậy, quay đầu ta hảo hảo nói một chút hắn, ngài có yêu cầu gì, ta đến chuyển cáo. Hướng về phía Triệu Phi Dương, Cao Tân Hoa cũng không thể đem sự tình làm tuyệt, hắn đem yêu cầu nói, một là trả lại trước đó tất cả phí tổn, hai là đến tiếp sau lại đến trị liệu vấn đề. Bùi Lâm tranh thủ thời gian hứa hẹn mình đến cân đối, không có vấn đề gì. Đánh xong cú điện thoại này không bao lâu, Hà Ngạn Quân liền cùng Phương Kiến Quốc cùng đi, hai người đều rũ cục lấy mặt, chủ động tới thừa nhận sai lầm. Cao Tân Hoa nhìn lấy bọn hắn, trong lòng tự nhủ đám này mặt hàng chính là không đánh không nhớ lâu. Phương Kiến Quốc nói đều chưa nói xong, Cao Bí Thư. Cao Tân Hoa chỉ phía ngoài nói, người đi ra ngoài trước, ta cùng Hà Lão Bản trước đàm vài câu. Phương Kiến Quốc thẹn đến mặt mo đỏ bừng, xem ra là thật đem Cao Tân Hoa đắc tội thấu, rũ cục lấy đầu rời đi Cao Tân Hoa văn phòng. Hà Ngạn Quân đứng ở nơi đó, Cao Tân Hoa cũng không có chào hỏi hắn ngồi, lạnh lùng đánh giá hắn. Hà Ngạn Quân gạt ra một cái cứng ngắc tiếu dung, Cao Bí Thư, sự tình hôm nay là hiểu lầm. Cao Tân Hoa nói, đừng nói với ta cái này, các phòng là ta để bọn hắn đi qua, chúng ta trường Hưng khoang miệng khoa đi qua không có nhiều như vậy vấn đề, từ khi ngươi nhận thầu đến nay, các loại vấn đề tầng tầng lớp lớp, ngươi có còn muốn hay không làm? Nghĩ, muốn, Hà Ngạn Quân đã đầu đầy mồ hôi, hắn làm sao cũng không nghĩ đến một cái bí thư thế mà còn có thể quản đến bọn hắn trên đầu, vừa mới Bùi Lâm trong điện thoại đem hắn mắng một trận, để hắn tranh thủ thời gian tới cho Cao Tân Hoa xin lỗi. Cao Tân Hoa nói, muốn làm liền chân thật, đừng cả ngày cho chúng ta trường Hưng bệnh viện bôi đen, người ta Lão Thái Thái đến tẩy răng, làm sao lại lắc lư người ta rút ba viên răng. Cao Bí Thư, là như thế cái tình huống. Cao Tân Hoa không kiên nhẫn khoát tay áo, đừng giải thích, đây là các ngươi thu phí biên lai, chính ngươi nhìn xem. Hà Ngạn Quân cầm lấy thu phí đơn, Cao Bí Thư, ta lập tức cho lui đi. Cao Tân Hoa nói, lui liền xong rồi. Người ta nhưng bị các ngươi rút ba viên răng. Hà Ngạn Quân nói, răng khẳng định là muốn nhổ, Phương chủ nhiệm trình độ sẽ không có vấn đề. Ngài nhìn dạng này, chúng ta miễn phí cho Lão Thái Thái loại ba viên sứ nung răng, tốt nhất chất liệu. Cao Tân Hoa nói, chính các ngươi nhìn xem xử lý đi, chỉ cần người bệnh không có ý kiến, ta mới lười nhác quản những sự tình này. Khoang miệng trung tâm đông như chảy hội, nối liền không dứt, buổi chiều đến xem răng đều xếp hàng. Vừa mới bắt đầu khoang miệng trung tâm nhân viên y tế còn thật cao hứng, nhưng là một lát sau liền phát hiện tình huống có chút không đúng, những người bị bệnh này hơn phân nửa răng đều không có vấn đề gì. Nhưng là khoang miệng trung tâm nhận thầu về sau đặc điểm là, nhẹ hướng nặng bên trong nhìn, không có bệnh hướng có bệnh nhìn, kỳ thật mỗi người răng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút mau bệnh. Người bình thường đối nha khoa không ăn ý, viêm nhức răng, răng tủy viêm, răng kết sỏi, dù sao những này nội bộ mau bệnh. Người ta nói cái gì chính là cái đó. Một vị mắt sắc y tá phát hiện có người đang trộm đập, lập tức thét chói tai vang lên ngăn lại, ngươi làm gì? Ta mẹ nó thích làm gì thì làm, ngươi mẹ nó quản ta à? Ngươi nói thế nào thô tục đâu? Hứa ngươi hãm hại lừa gạt thì không cho ta nói thô tục. Hứa Thuần Lương còn là lần đầu tiên đi vào Đinh Tứ công ty, Đinh Tứ mang theo hắn trong trong ngoài ngoài đi thăm một lần. Hứa Thuần Lương nói, có thể a. Công ty quy mô không nhỏ. Đinh Tứ nói, toàn nhờ vả bằng hữu giúp đỡ, không phải ta sao có thể có hôm nay a? Hứa Thuần Lương nói, Hà Ngạn Quân bối cảnh giúp ta cha đi ra chưa? Đinh Tứ cười nói, còn cần cha a, đều biết, sau lưng của hắn là Bùi Ngọc, cháu trai này chính là cái nhỏ cổ đông, ta nói Triệu Phi Dương lão bà nhưng đủ tham, bệnh viện kiếm tiền phòng trên cơ bản đều bị nàng nhận thầu. Hứa Thuần Lương nói, lão Triệu sớm tối đến bị nàng cho hố. Đinh Tứ mời hắn trong văn phòng ngồi, nữ trợ lý tới pha một bình trà ngon, Hứa Thuần Lương từ hai người bọn họ đối mặt trong ánh mắt bắt được một tia ái vị. Đinh Tứ để nữ trợ lý ra ngoài, tự mình cho Hứa Thuần Lương châm trà. Hứa Thuần Lương nói, ta vốn là muốn cho Chu Nghĩa xinh xéo đi, hiện tại lại thêm một cái Hà Ngạn Quân. Đinh Tứ nói, đều là tiểu nhân vật, giao cho ta đến xử lý đi, ta để bọn hắn qua lần đầu tiên qua không được 15. Hứa Thuần Lương cười ha hả.
Tứ ca, phạm pháp loạn kỷ cương sự tình không thể làm a. Ninh Tứ cười nói, ta hiện tại cũng là có nhà có miệng người, ta sẽ không làm loạn, ta liền để bọn hắn làm không rất ý, Hứa chủ nhiệm, ta bình thường cũng hận nhất loại này nữ làm thương, hắc bệnh nhân tiền, tang không tang lương tâm a. Triệu Phi Dương đã biết phát sinh sự tình, cũng chính là bởi vì này hắn mới trước tiên chạy về bệnh viện, Cao Bí Thư, các trung tâm chấp hành tình huống thế nào. Cao Tân Hoa lắc đầu nói, cái khác còn dễ nói, chính là trung y chẩn đoán điều trị trung tâm, trong tay bọn họ có hợp đồng, thái độ rất cường ngạnh, nói sẽ không đi, nếu như chúng ta bệnh viện không phải làm như thế, bọn hắn muốn cùng chúng ta thư kiện. Triệu Phi Dương nói, Chu Nghĩa Sinh đúng không? Cao Tân Hoa gật đầu nói, cái khác mấy trong đó trên cơ bản đều đồng ý rút lui trận, bọn hắn nói lên bồi thường yêu cầu cơ bản hợp lý, Chu Nghĩa Sinh người này rất khó làm, nói lên bồi thường yêu cầu cũng phi thường không hợp thói thường, nói rõ là không muốn nói. Triệu Phi Dương âm thầm nhẹ nhàng thở ra, Bùi Lâm cuối cùng nghe lời một lần, nhưng là Chu Nghĩa Sinh lại bàng sinh chi tiết, Triệu Phi Dương đối Chu Nghĩa Sinh cùng Bùi Lâm quan hệ thân thích có nghe thấy, nghe Cao Tân Hoa phản ứng tình huống về sau, hắn ngựa lên liên hệ Bùi Lâm, để nàng hỗ trợ giải quyết chuyện này. Bùi Lâm cho là mình ra mặt khẳng định có thể thuận lợi giải quyết, dù sao Chu Nghĩa Sinh lúc trước tiến vào Trường Hưng là nàng hỗ trợ vận hành, nhưng là không nghĩ tới Chu Nghĩa Sinh một chút mặt mũi đều không cho nàng, tuyên bố muốn cho hắn rời đi có thể, Trường Hưng nhất định phải làm ra gấp 3 bồi thường, hắn trước trước sau sau đầu nhập vào hơn 500 vạn, nếu như Trường Hưng cho hắn gấp 3 bồi thường, hắn lập tức đi ngay. Bùi Lâm tức giận đến kém chút không có ở trong điện thoại mắng lên, nhắc nhở Chu Nghĩa Sinh đừng quên là ai giúp đấu thầu thành công, Chu Nghĩa Sinh lúc này liền không nể mặt mũi, nhắc nhở Bùi Lâm cũng đừng quên trong khoảng thời gian này từ hắn nơi này thu nhiều ít chỗ tốt, Bùi Lâm làm sao cũng không nghĩ tới cái này bà con xa biểu ca sẽ như thế vô sỉ, Chu Nghĩa Sinh chính là một đầu cho ăn không quen sói. Bùi Lâm không dám tướng tình hình thực tế nói cho Triệu Phi Dương, hiện tại nàng có chút hối hận dẫn sói vào nhà. Nàng hiểu rõ vô cùng Triệu Phi Dương tính cách, một khi làm ra quyết định sẽ không tùy tiện sửa đổi, thân là Trường Hưng bệnh viện viện trưởng muốn cho một cái phòng thầu khoán xéo đi còn không dễ dàng, nhưng là nếu như cường lực chấp hành chắc chắn tạo thành Chu Nghĩa Sinh phản phệ, cái này tiểu nhân hèn hạ sự tình gì đều làm được, vạn nhất hắn đem mình thu lễ vật lấy chỗ tốt sự tình cho tung ra. Không những mình phiền phức, chỉ sợ sẽ còn cho Triệu Phi Dương rước lấy mầm tai vạ. Chuyện này nhất định phải nắm chặt giải quyết, nàng là không có bản sự này. Càng nghĩ người chọn lựa thích hợp nhất chính là Hứa Thuần Lương, đến một lần Hứa Thuần Lương có bản sự này, thứ hai Hứa Thuần Lương cùng Chu Nghĩa Sinh nguyên vốn là có mâu thuẫn. Bùi Lâm bái phỏng để Hứa Thuần Lương cảm thấy ngoài ý muốn, nàng là đánh lấy qua tới thăm Hứa Trường Thiện cờ hiệu, lập tức liền qua Tết, dạng này lấy cớ cũng không đột ngột. Hứa Thuần Lương giúp đỡ Bùi Lâm từ trong xe hướng xuống cầm đồ vật, cảm khái nói, tẩu tử, ngài làm như vậy để ta có chút thụ sủng nhược kinh. Người ta đều là hạ cấp cho thượng cấp tặng lễ, nào có đảo lại. Bùi Lâm nói, cũng không phải đưa cho ngươi, cái này không qua Tết nha, ta suy nghĩ Hứa lão tiên sinh đi qua giúp ta lớn như vậy một tay, cho nên mới xem hắn. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ mặt trời mọc lên từ phía tây sao, Bùi Lâm nên không phải chồn chúc Tết cả a. Vừa vặn ra ra đi công viên đánh cờ, Hứa Thuần Lương mời Bùi Lâm đi vào ngồi, Bùi Lâm thấy được ngay tại ngồi xem bệnh Liễu Sơn Dân, nàng không biết Liễu Sơn Dân. Hứa Thuần Lương cũng không có giúp nàng giới thiệu. Hứa Thuần Lương biểu muội chân thuần hôm nay lâm thời tại trong tiệm hỗ trợ, nhìn thấy Bùi Lâm, tò mò xông tới, nha, biểu ca, đây cũng là bạn gái của ngươi. Rất tịnh. Hứa Thuần Lương trách mắng, đừng nói hưu nói vượt, đây là người Bùi Lâm tỷ, ta phải gọi tẩu tử. Bùi Lâm nhiệt tình bắt lấy chân thuần tay nói, thật xinh đẹp. Chân thuần nói, người mới là mỹ nhân đâu. Bên kia Liễu Sơn Dân gọi Trân Thuần đi qua hỗ trợ thu phí, Trân Thuần rất là vui vẻ chạy tới. Hứa Thuần Lương mời Bùi Lâm về phía sau đi thăm một chút ra ra tiểu viện, mời nàng đi lầu 2 uống trà thời điểm, Bùi Lâm lại nói, ở chỗ này ngồi, phơi nắng thật thoải mái. Hứa Thuần Lương đi cho nàng châm trà, Bùi Lâm mang thai sau uống bạch nước. Tiếp nhận Hứa Thuần Lương đưa tới ấm nước sôi, Bùi Lâm nói, ta hôm nay đến là có chuyện muốn nhờ. Hứa Thuần Lương lập tức liên tưởng tới khoang miệng trung tâm sự tình, nên không phải Bùi Lâm đã tra được phía sau màn hắc thủ chính là mình. Nghĩ mình tha cho nàng một lần. Hứa Thuần Lương cười nói, đừng có khách khí như vậy, người đường đường một cái viện trưởng phu nhân có thể có chuyện gì cầu ta. Bùi Lâm nói, tiểu Hứa, ta đã từ Trường Hưng bệnh viện vung trở về tất cả đầu tư, ta không muốn bởi vì ta ảnh hưởng đến ngươi Triệu ca quan thanh. Hứa Thuần Lương trong lòng cười thầm,
Triệu Phi Dương hiện tại đã không gọi được quan viên, bất quá vô luận như thế nào, Bùi Lâm cùng Trường Hưng làm cắt chém đều là sáng suốt, nàng tồn tại là Triệu Phi Dương nhược điểm, từ khi Triệu Phi Dương cùng với nàng kết giao về sau, sự nghiệp bên trên liền trở nên càng ngày càng không thuận lợi, đã từng lấy là từ đi công chức liền có thể buông tay tướng sự nghiệp làm lớn Triệu Phi Dương, tại Hoa Niên tập đoàn tao ngộ càng nhiều trói buộc, ngoại giới đều cho rằng Triệu Phi Dương cưới Bùi Lâm là một lựa chọn sai lầm. Bùi Lâm nói, trung y chẩn đoán điều trị trung tâm Chu Nghĩa Sinh là ta bà con xa biểu ca, Phi Dương biết ta cùng hắn tầng này quan hệ thân thích, cho nên để cho ta đi thuyết phục hắn chủ động rút lui, ta vốn cho rằng chuyện này rất đơn giản, nhưng ta không nghĩ tới Chu Nghĩa Sinh phi thường tham mộng, hắn muốn đầu tư gấp ba bồi thường, Phi Dương không có khả năng đáp ứng, ta hiện tại cũng là thúc thủ vô sách, đã không muốn đắc tội thân thích, lại không muốn Phi Dương tâm phiền, ngươi nhiều chú ý, giúp ta nghĩ một chút biện pháp. Hứa Thuần Lương thầm nghĩ, nếu như Triệu Phi Dương kiên quyết để Chu Nghĩa Sinh vung trận, phương pháp còn nhiều, rất nhiều, Bùi Lâm tìm mình khẳng định còn có nguyên nhân khác, nàng khó xử tuyệt không phải là bởi vì cố kỵ quan hệ thân thích, cũng không phải là Triệu Phi Dương bài yêu giải nạn. Tẩu tử, người có phải hay không thu qua Chu Nghĩa Sinh chỗ tốt? Hứa Thuần Lương trực tiếp hỏi. Bùi Lâm bị Hứa Thuần Lương một câu nói toạc ra xoắn suýt nguyên nhân, thầm than Hứa Thuần Lương thông minh, nàng thở dài một hơi nói. Lúc trước Chu Nghĩa Sinh đến nhận thầu thời điểm đi tìm ta, ta cân nhắc đến quan hệ thân thích, liền cho hắn giúp điểm bận bịu, sau đó hắn chuyên qua đến biểu đạt cảm ơn, đưa một chút tiểu lễ vật cho ta, ta vốn không muốn thu, nhưng hắn không phải tướng đổ vật lưu lại. Hứa Thuần Lương hiện tại đã hoàn toàn minh bạch, Bùi Lâm cái gọi là một chút tiểu lễ vật chắc chắn sẽ không giống nàng nói đến như thế hời hợt, từ nàng thấp thỏm biểu tình bất an đến xem, Chu Nghĩa Sinh hẳn là lợi dụng chuyện này bắt lấy nàng nhược điểm. Nếu như hắn tố cầu không chiếm được thỏa mãn, rất có thể sẽ lợi dụng tặng lễ sự tình đem ảnh hưởng làm lớn chuyện, đến lúc đó xui xẻo không chỉ có riêng là Bùi Lâm một cái. Tìm lão bà thật là môn học vấn, Triệu Phi Dương tại hôn nhân bên trên không cẩn thận vì hắn mang đến không ít phiền phức. Hứa Thuần Lương nói, có phải là hắn hay không cầm chuyện này áp chế ngươi? Bùi Lâm nói, hắn chính là cái vong ân phụ nghĩa vương bát đản, một điểm thân tình đều không nói, trong mắt chỉ còn lại tiền. Hứa Thuần Lương nói, người bây giờ mắng nữa cũng là vô dụng, muốn cho hắn đi có là biện pháp, có thể nghĩ để hắn ngậm miệng. Bùi Lâm không kịp chờ đợi nói, làm sao để hắn ngậm miệng. Hứa Thuần Lương cười nói, biện pháp tốt nhất chính là giết người diệt khẩu. Bùi Lâm giật mình kêu lên, bất quá lập tức ý thức được Hứa Thuần Lương là đùa nàng chơi, Chu Nghĩa Sinh mặc dù quá phận, còn tội không đáng chết, coi như nàng thật muốn Chu Nghĩa Sinh chết. Hứa Thuần Lương cũng không sẽ thay nàng đi bốc lên như thế đại phong hiểm. Bùi Lâm nói, đừng nói đùa ta còn là muốn hòa bình giải quyết chuyện này. Hứa Thuần Lương nâng chung trà lên nhấp một ngụm trà, mặc dù hắn không biết Bùi Lâm đến cùng thu nhiều ít chỗ tốt, nhưng có một chút hắn có thể xác định, Bùi Lâm sở dĩ lâm vào cái này hoàn cảnh hoàn toàn là gieo gió gặt bão, Chu Nghĩa Sinh cố nhiên ghê tởm, Bùi Lâm cũng không phải kẻ tốt lành gì. Bùi Lâm gặp hắn nửa ngày không nói gì. Cho là hắn không muốn giúp bận bịu, thở dài nói, tiểu Hứa, Phi Dương vẫn luôn đem ngươi trở thành đệ đệ nhìn, hắn phi thường thưởng thức năng lực của ngươi. Hứa Thuần Lương không nhịn được cười, hỏi ngược lại, Triệu Viện biết chuyện này sao? Bùi Lâm sửng sốt một chút nói, hắn đối Chu Nghĩa Sinh phi thường phản cảm. Ta nói là ngươi thu lễ vật sự tình. Bùi Lâm đỏ mặt lên, nàng có chút không dám cùng Hứa Thuần Lương đối mặt, vội vàng lắc đầu, ánh mắt rủ xuống đi chằm chằm trong tay chén nước. Hứa Thuần Lương nói, Chu Nghĩa Sinh phía sau là Nhân Hòa Đường, người cùng Nhân Hòa Đường có cái gì lui tới. Bùi Lâm lắc đầu, ta chỉ cùng Chu Nghĩa Vũ gặp mặt một lần, vẫn là ở chỗ này trung y chẩn đoán điều trị trung tâm khai trương thời điểm, tự mình cũng không có bất kỳ cái gì lui tới. Chu Nghĩa Sinh là ta phương xa biểu ca, không phải đặc biệt gần cái chủng loại kia, hắn kỳ thật cùng Nhân Hòa Đường quan hệ cũng không phải quá thân mật, cùng Chu Nghĩa Vũ bọn hắn là một cái thôn. Chu Nghĩa Vũ là Chu Nhân Hòa thân nhi tử. Chu Nhân Hòa là năm đó hồi xuân đường học đồ, cũng là dẫn đến năm đó hồi xuân đường kia trường kiếp nạn kẻ cầm đầu. Mà Nhân Hòa Đường thành lập cùng thịnh vượng, hoàn toàn là bởi vì Chu Nhân Hòa đánh cắp Hứa gia tổ truyền bí phương, đặc thù thời đại bồi dưỡng đặc thù sự kiện, Hứa Thuần Lương tạm thời bất luận năm đó không phải là. Nhưng là trước đó không lâu hổ cốt sự kiện suýt nữa hủy đi ra một thế anh danh, hủy đi hồi xuân đường biển chữ vàng, mặc dù sự kiện kia cuối cùng hóa giải. Nhưng là Hứa Thuần Lương cũng vì hồi xuân đường nhớ kỹ kia món nợ, hắn có thể kết luận trộn lẫn hổ cốt thành phần thuốc cao đến từ Nhân Hòa Đường. Bùi Lâm nói, tiểu Hứa, ngươi có thể hay không giúp ta chuyện này?
nàng lấy ra gần đây ít có thành khẩn thái độ, lúc nói chuyện một tay ôm bụng. Hứa Thuần Lương nói, ngươi cũng mở miệng, ta khẳng định phải đáp ứng a. Bùi Lâm nghe hắn nói ra đáp ứng, lập tức tươi cười rạng rỡ, tạ ơn. Bất quá, ngươi phải giúp ta làm ít tài liệu, ta muốn hiểu Chu Nghĩa Sinh cùng Nhân Hòa Đường tất cả tư liệu, càng kỹ càng càng tốt. Bùi Lâm gật đầu nói, không có vấn đề, ta lập tức tìm người xử lý. Nàng làm sao biết, Hứa Thuần Lương lần này không chỉ có riêng muốn đối phó Chu Nghĩa Sinh đơn giản như vậy, hắn muốn cùng Nhân Hòa Đường nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Trường Hưng Bao bên ngoài phòng tập thể vung trận sự tình dính đến không chỉ là nhận thầu thương, cũng liên lụy tới tương quan phòng nhân viên y tế thần kinh, nhất là khoa chủ nhiệm loại này, quan hệ đến bọn hắn bản thân lợi ích. Tỷ như khoang miệng trung tâm Phương Kiến Quốc, hắn hiện tại là công việc sinh hoạt hai bên cháy, bị thiêu đến sứt đầu mẻ chán. Lại tỷ như trung y khoa chủ nhiệm Chu Minh Viễn, từ khi Nhân Hòa Đường cùng Trường Hưng hợp tác đến nay, hắn thu nhập cũng có không ít khởi sắc, cái này ngày tốt lành còn không có qua mấy ngày, liền truyền đến nhận thầu thương muốn vung trận tin tức. Chu Minh Viễn biết sau chuyện này, trước tiên tìm được Chu Nghĩa Sinh hỏi thăm tình huống. Chu Nghĩa Sinh cũng là một bụng oán trách, vừa mới bắt đầu nhận thầu Trường Hưng trong bệnh viện y khoa môn trần xác thực qua một đoạn ngày tốt lành, nhưng không bao lâu liền tao ngộ người bệnh tập thể duy quyền sự kiện. Trận kia thuốc cao phong ba không thể bảo là không lớn, bị mạng lưới lộ ra ánh sáng không nói, còn bị Đông Châu đài truyền hình chuyên đề đưa tin. Chẳng những bên này sinh ý nhận lấy ảnh hưởng, còn liên lụy đến Nhân Hòa Đường mạng lưới tiêu thụ, nghe nói Nhân Hòa Đường thuốc cao mạng lưới tiêu thụ so với quá khứ giảm xuống ba thành. Hoa Đông khu người phụ trách Chu Nghĩa Vũ đem hắn mắng máu chó phun đầy đầu, còn uy hiếp muốn thu về hắn quyền đại lý. Chu Nghĩa Sinh vì chuyện này chuyên môn đi một chuyến Tế Châu, bái phỏng Chu Nhân Hòa lão gia tử, cuối cùng vẫn là Chu lão gia tử nể tình thân thích phương diện tình cảm tha hắn một mạng. Chu Nghĩa Sinh nhiều mặt nghe ngóng, mới hiểu rõ đến Nhân Hòa Đường cùng Hồi Xuân Đường ân oán, hắn ý thức được mình lần trước là bị người thiết kế, mà lại có thể là Nhân Hòa Đường cản súng. Đừng nhìn Chu Nghĩa Sinh đánh lấy Nhân Hòa Đường cờ hiệu cùng Trường Hưng hợp tác, nhưng là Nhân Hòa Đường cũng không cho hắn ném một phân tiền, nói trắng ra hắn chính là cái gia nhập liên minh thương, ai có thể nghĩ Triệu Phi Dương lại muốn thanh lý nhận thầu thương, tướng các trung tâm quyền quản lý thu hồi, Chu Nghĩa Sinh thua thiệt không dậy nổi, Trường Hưng bồi thường điểm này tiền căn bản không đủ tổn thất của hắn. Chu Nghĩa Sinh không phải bác sĩ, hắn chỉ là một cái thương nhân, không có cái gì thầy thuốc tình hoài. Lúc trước cho Bùi Lâm tặng lễ thời điểm hắn liền lưu lại chuẩn bị ở sau, ai đoạn hắn tài lộ, hắn liền chép ai đường lui, hắn ngược lại muốn xem cuối cùng khuất phục phải là ai. Đối Chu Minh Viễn loại người này Chu Nghĩa Sinh thực chất bên trong là xem thường, lừa đời lấy tiếng hạng người, cái gì cầu thí chuyên gia, căn bản không có bản lĩnh thật sự, chân chính có người có bản lĩnh tất nhiên là có khí khái, làm sao có thể hướng năm đấu gạo khom lưng. Chu Nghĩa Sinh cũng rõ ràng. Chu Minh Viễn quan tâm đến không phải là của mình đi ở, mà là cá nhân hắn thu nhập sẽ không nhận ảnh hưởng. Chu Tổng, bệnh viện muốn thu về trung tâm quyền quản lý sự tình có phải thật vậy hay không? Chu Nghĩa Sinh nhẹ gật đầu, cái kia còn có thể là giả a. Đều nói tháng 6 ngày hài tử mặt, các người Trường Hưng trở mặt so lật sách còn nhanh hơn, ta dùng nhiều tiền trùng tu, đưa vào chuyên gia, đối ngoại tuyên truyền, đầu tư nhiều như vậy vừa mới có khởi sắc, hiện tại liền phải đem ta đuổi ra khỏi cửa. Bọn hắn còn có hay không khế ước tinh thần. Chu Minh Viễn kỳ thật đối cả kiện sự tình đã phi thường rõ ràng, nhưng là trong lòng của hắn còn ôm một tia may mắn, nếu như Chu Nghĩa Sinh không phải đi không thể, như vậy hắn liền muốn vì mình bước kế tiếp một lần nữa dự định, nên thắp hương, nên bái Phật. Chu Minh Viễn thấp giọng nói, chẳng lẽ không có chỗ giảng hòa? Có cái gì hòa hoãn chỗ trống? Y Mỹ trung tâm đều rút lui trận, ta có thể có biện pháp nào? Ta hiện tại liền một cái ý nghĩ, để cho ta rút lui có thể, nhưng là nhất định phải dựa theo hợp đồng bồi thường tổn thất của ta. Chu Nghĩa Sinh nói đến đây ý thức được mình có chút nói nhiều rồi, Chu Minh Viễn không giúp đỡ được cái gì, mà lại người này lập trường còn không rõ ràng lắm tại một bên nào, có lẽ hắn chính là Trường Hưng phái đến sò xét mình, có thể vì năm đấu gạo khom lưng người, liền có thể vì lợi ích ra bán mình. Đúng thế, Chu Minh Viễn phụ họa nói, hắn còn muốn hỏi cái gì? Nhưng Chu Nghĩa Sinh đã rơi ra lệnh đuổi khách, Chu chủ nhiệm, người hôm nay không phải chuyên gia phòng khám bệnh sao? Chu Minh Viễn sửng sốt một chút, có chút lúng túng nói, ta đây không phải quan tâm ngươi nha. Kỳ thật hắn tới còn có cái mục đích, Chu Nghĩa Sinh đáp ứng hắn Tết xuân trước sẽ cho hắn 10 vạn khối chia hoa hồng, hắn nghĩ minh xác một chút. Chu Nghĩa Sinh nói, phương diện này sự tình không cần ngươi quan tâm.
Chu Minh Viễn rốt cục vẫn là đưa ra hắn quan tâm nhất chủ đề, Chu Tổng, người nhìn lúc này sắp đều qua Tết, chúng ta trước đó nói sự tình. Chu Nghĩa Sinh cắn răng hướng Chu Minh Viễn nở nụ cười, trong lòng đồng thời hỏi thăm hắn bát đại tổ tông, Thiêu Tiên Sinh quả đại phu, người ta nói đến một chút cũng không giả, ta mẹ nó đều sắp bị Trường Hưng đuổi ra khỏi cửa, người thế mà còn băn khoăn mình chia hoa hồng. Chu Nghĩa Sinh nói, Chu chủ nhiệm trí nhớ thật tốt, người không nói ta suýt nữa quên mất. Chu Minh Viễn cười hắc hắc nói, Chu Tổng là quý nhân hay quên sự tình, cho nên ta nhắc nhở ngươi một chút. Chu Nghĩa Sinh nói, ta cũng không phải cái gì quý nhân, Chu chủ nhiệm ngài mới là quý nhân, ta nhớ được 2 tháng trước, chúng ta cùng đi Thiên Hải ngày nghỉ tới, số 16 kỹ sư ngài còn hài lòng à. Chu Minh Viễn khuôn mặt trong nháy mắt biến thành màu gan heo, tức giận nhìn qua Chu Nghĩa Sinh. Bất quá hắn lập tức liền từ song phương đang đối mặt thua trận, Chu Nghĩa Sinh khinh bỉ nhìn qua hắn, Chu chủ nhiệm, ngài vừa rồi muốn nhắc nhở ta cái gì? Chu Minh Viễn mím môi, không nói một lời đứng dậy. Cái này 10 vạn khối hắn là mơ tưởng từ Chu Nghĩa Sinh nơi đó lấy ra, để hắn sợ hãi chính là, mình say rượu phóng túng hành vi đã trở thành Chu Nghĩa Sinh nhược điểm, hiện tại đã hoàn toàn minh bạch, Chu Nghĩa Sinh lần trước là cố ý như thế an bài, mục đích đúng là để cho mình chui vào hắn cái bẫy. Chu Nghĩa Sinh nhìn qua Chu Minh Viễn bóng lưng, nghiến răng nghiến lợi mắng một câu, rác rưởi. Cùng bệnh viện những thầy thuốc này giao thiệp đã lâu, hắn sớm đã thăm dò trong đó sáo lộ, chớ nhìn hắn trình độ không cao. Nhưng là chỉ phải hiểu được 2 chuyện, dùng tài sắc tới làm nước cờ đầu, trên cơ bản không có gì bất lợi, Chu Nghĩa Sinh sẽ không bạch bạch đầu tư, chỉ cần hắn nỗ lực liền muốn nghĩ hết biện pháp lưu lại chứng cứ, mặc dù thủ đoạn không thể lộ ra ngoài ánh sáng, có thể thực hiện hữu hiệu. Chu Minh Viễn lúc ra cửa đi được Thái Lang bái quá vội vàng, rũ cục lấy đầu suýt nữa đâm vào đối diện đến trên thân thể người. Hắn ý thức được về sau vội vàng dừng bước lại, nhìn người tới là Hứa Thuần Lương. Không có ý tứ. Hứa Thuần Lương cười nói, Chu chủ nhiệm, như thế vội vàng đi làm cái gì à? Không có, không có gì, ngươi tới. Hứa Thuần Lương nhìn qua thất hồn lạc phách Chu Minh Viễn, vừa nhìn liền biết con hàng này vừa mới tao ngộ một trận tinh thần bạo kích, hắn chỉ trước mặt văn phòng, Chu Nghĩa Sinh ở đây sao? Chu Minh Viễn phản ứng đầu tiên chính là lắc đầu về sau mới ý thức tới mình tính sai, lại tranh thủ thời gian gật đầu, tại, hắn tại. Hứa Thuần Lương nói, Chu chủ nhiệm, ngài đây là thế nào? Thân thể không thoải mái. Chu Minh Viễn tranh thủ thời gian lắc đầu. Hứa Thuần Lương nói, đó chính là bị Chu Nghĩa Sinh chọc tức, có phải hay không cháu trai kia thiếu ngươi tiền? Chu Minh Viễn sửng sốt một chút, hắn là làm sao mà biết được? Hứa Thuần Lương nhìn thần thái của hắn liền biết bị mình đoán trúng, cười nói, nhiều ít, ta giúp ngươi muốn. Không có sự tình. Chu Minh Viễn hiện tại cũng không dám nhắc lại muốn chia hoa hồng sự tình. Hứa Thuần Lương nói, ngươi sợ hắn cái cầu a, nhiều ít. Ta giúp ngươi muốn tới, ngươi cho ta sách 30% là được. Chu Minh Viễn nói, ngươi chớ đoán mò, không thấy sự tình. Hắn nghĩ mau chóng rời đi, lại bị Hứa Thuần Lương ngăn lại đường đi, có phải hay không bị hắn nắm lấy nhược điểm gì rồi? Hắn uy hiếp ngươi a. Chu Minh Viễn trong lòng run sợ, con hàng này đa trí gần giống yêu quái. Cái gì đều bị hắn cho đoán chúng, hẳn là hắn có biết trước chi năng, Chu Minh Viễn như là giữa ban ngày gặp quỷ, không có ý tứ, chúng ta xem bệnh nhân chờ ta đâu. Hứa Thuần Lương hướng về phía bóng lưng của hắn nói, Chu chủ nhiệm, 30% a. Chu Nghĩa Sinh nghe được tiếng đập cửa, không nhịn được nói, ai vậy? Hứa Thuần Lương đẩy cửa đi đến, Chu Nghĩa Sinh nhìn thấy là hắn, tranh thủ thời gian đứng dậy, không phải tôn kính, là có chút sợ hãi. Hứa Thuần Lương trở tay đóng cửa lại, sau đó khóa trái. Chu Nghĩa Sinh nói, người khóa cửa làm gì? Hứa Thuần Lương nói, hàn huyên với người chút chuyện a. Chu Nghĩa Sinh chỉ vào góc tường camera, người chớ làm loạn a, ta có giám sát. Hứa Thuần Lương cầm lấy trên kệ áo khoác trắng, hai tay vung lên, tướng camera cho che khuất. Chu Nghĩa Sinh cái này hối hận a, ta mẹ nó miệng làm sao hèn như vậy. Êm đẹp ta nói cho hắn biết chuyện này làm gì, hắn phản ứng cũng không chậm, thừa dịp Hứa Thuần Lương đi che chắn camera thời điểm, tranh thủ thời gian hướng ngoài cửa chạy, không chờ hắn chạy tới cửa, liền bị Hứa Thuần Lương một thanh bóp lấy cổ, bóp con rùa một dạng cho nắm. Chu Nghĩa Sinh cảm thấy thân thể mềm nhũn, đừng nói đi bộ, không nói nổi một lời nào. Hứa Thuần Lương nói, ngươi chạy cái gì, dưới ban ngày ban mặt, ta còn có thể làm gì ngươi? Hắn xách gà con một dạng đem Chu Nghĩa Sinh kéo tới trên ghế salon,
Buông tay ra, Chu Nghĩa Sinh lúc này mới cảm giác một lần nữa thu hồi quyền khống chế thân thể, thở hổn hển nói, Hứa Thuần Lương, ngươi đừng làm ẩu a, ta sẽ báo cảnh. Hứa Thuần Lương nói, ngươi biết ta tìm ngươi làm gì? Chu Nghĩa Sinh lắc đầu, hắn tự vào cửa bắt đầu liền khóa cửa, che chắn camera, bóp cổ mình, mỗi một động tác đều tràn đầy xâm lược tính cùng tính công kích, cái này khiến Chu Nghĩa Sinh đối tự thân an toàn sinh ra nghiêm trọng lo lắng. Hứa Thuần Lương nói, ngươi thiếu Chu Minh Viễn bao nhiêu tiền? Chu Nghĩa Sinh có chút mộng bức, Hứa Thuần Lương là giúp Chu Minh Viễn đòi nợ. Không nên a, theo hắn biết Chu Minh Viễn cùng Hứa Thuần Lương quan hệ chẳng ra sao cả, Hứa Thuần Lương cùng Trịnh Bồi An giao tình không ít, Chu Minh Viễn đối bọn hắn là phi thường khó chịu, Hứa Thuần Lương không có lý do là Chu Minh Viễn ra mặt. Hứa Thuần Lương nói, nói. Chu Nghĩa Sinh nói, ta không nợ hắn cái gì. Hứa Thuần Lương từ trong túi móc ra một cây đao. Chu Nghĩa Sinh dọa đến hồn bất phụ thể, con hàng này đeo đao tới, hắn mở miệng liền muốn gọi cứu mạng, nhưng Hứa Thuần Lương duỗi ra ngón tay liền đem huyệt câm của hắn cho phong bế. Chu Nghĩa Sinh muốn giãy giụa, bị Hứa Thuần Lương bắt lại cổ, thân thể lập tức bủn rủn bất lực, mắt thấy bén nhọn lưỡi đao một chút xíu xích lại gần ánh mắt của hắn. Hứa Thuần Lương cười gằn nói, ngươi quá là không tử tế, bắt người nhược điểm, thừa cơ áp chế, đối phó loại người như ngươi, biện pháp tốt nhất chính là diệt khẩu. Chu Nghĩa Sinh cảm giác mũi đao đụng phải lông mi của mình, dọa đến miệng há ra hợp lại, rõ ràng nói đúng không muốn. Hứa Thuần Lương giơ lên đao chiếu vào Chu Nghĩa Sinh ngực liền đâm xuống, Chu Nghĩa Sinh cúi đầu nhìn lại, đã thấy cây đao kia đã đâm tiến lồng ngực của mình, dọa đến hồn phi phách tán, trong lúc nhất thời mất hết can đảm, ta mệnh đừng vậy. Dưới đúng quần một dòng nước nóng cốt cốt thoát ra, lại là tại sợ hãi hạ tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Hứa Thuần Lương nhíu mày, có chút buồn nôn, sợ hàng, cái này sợ tè ra quần. Hắn nắm tay giơ lên, trở tay dùng mũi đao trên người mình đâm một đao, nguyên lai cây đao này là một thanh lò xo co vào đao, một khi đụng phải vật cứng, mũi đao lập tức rút về. Chu Nghĩa Sinh sao có thể nghĩ đến người này có nhiều như vậy hoa sống, vừa mới bị bù đắp được xương ngực đau đớn, coi là Hứa Thuần Lương coi là thật một cây đao cắm vào ngực của mình bên trong, cúi đầu lại nhìn, ngực êm đẹp, liền một giọt máu đều không có, quả nhiên không có có thụ thương. Chỉ là Hứa Thuần Lương như thế nháo trò đem hắn dọa đến cũng không nhẹ, Chu Nghĩa Sinh từ 4 tuổi khởi liền không có nước tiểu qua quần, trong lúc nhất thời xấu hổ giận dữ đan sen. Hứa Thuần Lương đưa tay giải khai Chu Nghĩa Sinh á huyệt, Chu Nghĩa Sinh trước tiên gọi lên cứu mạng, lại phát hiện thanh âm của mình suy yếu bất lực, giống như bị người khống chế âm lượng chốt mở, nhưng thật ra là bị Hứa Thuần Lương dùng thủ pháp khống chế được hắn khí hải, trung khí không đủ tự nhiên phát sinh bất lực. Hứa Thuần Lương cười nói, hiện tại chúng ta thành thật với nhau nói chuyện, ngươi nói thật ta không làm khó dễ ngươi, nếu là dám cùng ta vòng vo, ta có vô số đếm không hết biện pháp đến tra tấn ngươi. Chu Nghĩa Sinh hiện tại hoàn toàn bị hắn khống chế, hết lần này tới lần khác lại cầu cứu không cửa, chỉ có dùng trầm mặc biểu thị kháng nghị. Hứa Thuần Lương ở trên người hắn nhẹ nhàng điểm một cái, Chu Nghĩa Sinh đau đến kêu thảm một tiếng, a là. A thị huyệt, lại tên không chừng huyệt, thiên ứng huyệt. Chính là Tây y thường nói đè lên điểm. Cái này huyệt vị bình thường đều theo bệnh mà định ra, nhiều ở vào bệnh biến phụ cận, cũng có thể tại cùng khoảng cách khá xa bộ vị, không có cố định vị trí cùng tên. Nó lấy huyệt phương pháp chính là lấy đau nhức là thú, tức thường nói có đau nhức chính là huyệt. Kỳ thật lấy Hứa Thuần Lương trước mắt tu vi, điểm kích Chu Nghĩa Sinh thân thể bất luận cái gì bộ phận đều sẽ để hắn cảm thấy đau đớn, nhưng là đau đớn có sâu cạn, Hứa Thuần Lương đối kinh lạc huyệt sớm đã thuộc nằm lòng. Điểm kích địa phương khiến Chu Nghĩa Sinh khó mà chịu đựng, nhưng lại không đến mức đối thân thể của hắn tạo thành quá lớn thương hại. Chu Nghĩa Sinh cảm thấy hắn chỉ muốn xuất thủ liền sẽ đánh chúng mình chua gân, vừa chua vừa đau loại này không trên không dưới tư vị cực kỳ khó chịu. Hứa Thuần Lương nói, ngươi có phải hay không thiếu Chu Minh Viễn tiền? Chu Nghĩa Sinh nhìn thấy hắn nâng lên ngón tay, tranh thủ thời gian gật đầu. Nhiều ít, ta đáp ứng cho hắn cuối năm chia hoa hồng 10 vạn. Hứa Thuần Lương nói, đáp ứng vì sao không thực hiện. Ta hận người nhất loại này nói không giữ lời nữ làm thương. Chiếu vào Chu Nghĩa Sinh trên thân lại là một chỉ đâm xuống dưới. Chu Nghĩa Sinh bị hắn đâm đến cũng nhanh sụp đổ, đừng chọc lấy. Ta quay đầu liền cho hắn, ta quay đầu liền cho hắn. Hắn thật sự cho rằng Hứa Thuần Lương là qua đến giúp đỡ đòi nợ, thật sự là không nghĩ ra hai người bọn họ đến cùng cái gì giao tình. Hứa Thuần Lương tại sao muốn thay Chu Minh Viễn ra mặt? Hứa Thuần Lương nói, ngươi có phải hay không bắt lấy hắn nhược điểm gì?
Chu Nghĩa Sinh dùng sức lắc đầu, những cái kia nhược điểm đều là hắn dùng tới đối phó Chu Minh Viễn át chủ bài, nói cho người khác biết liền không có uy lực. Hứa Thuần Lương gặp hắn còn không chịu nói thật, nắm hắn hai gò má, bức bách hắn hé miệng, một viên dây phân trứng đen xì dược hoàn nhét đi vào, cái này gọi tam âm ác lộ hoàn. Chu Nghĩa Sinh chỉ cảm thấy trong miệng tanh hôi vô cùng, thứ này vào miệng tan đi, hắn muốn ói cũng không kịp. Hứa Thuần Lương nói, ngươi không chịu mở miệng, về sau ngươi muốn mở miệng cũng khó khăn. Hắn mới lười nhác cùng loại tiểu nhân này nói nhảm, đứng lên nói, ba điều kiện, một, tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút từ trường hưng xéo đi, hai, thiếu người ta tiền một phân không thể thiếu, ba, thành thành thật thật bàn giao lúc trước hãm hại hồi xuân đường kia mấy thiếp hổ cốt thuốc cao có phải hay không là ngươi làm ra. Trước khi tan sở cho ta trả lời chắc chắn. Hứa Thuần Lương nói xong đứng dậy rời đi, trước khi rời đi đem Chu Nghĩa Sinh điện thoại hung hăng ném xuống đất. Chu Nghĩa Sinh trơ mắt nhìn xem điện thoại di động của mình bị ngã đến chia năm xẻ bảy, không có thiên lý, không có vương pháp, người này phách lối đến loại tình trạng này, thật sự cho rằng không ai trị được ngươi. Hắn tức giận đến tay chân run lên, kỳ thật lúc đầu bị Hứa Thuần Lương giày vò đến cũng không có còn lại nhiều ít khí lực. Hứa Thuần Lương đi lúc đó không đóng cửa, sân khấu tiếp đãi trải qua cửa phòng làm việc thời điểm, nhìn đến lão bản nằm trên ghế salon lúc đầu muốn đi, lại nhịn không được nhiều nhìn thoáng qua, phát hiện Chu Nghĩa Sinh sụi lơ ở trên ghế salon, trên đũng quần ẩm ướt cộc cộc một mảnh, giữa hai chân trên sàn nhà cũng có một mảnh thấm nước đái, lúc này mới ý thức được không ổn, tranh thủ thời gian để cho người qua đến giúp đỡ. Trung y chẩn đoán điều trị trung tâm nhân viên y tế nghe nói lão bản xảy ra chuyện, cả đám đều chạy tới. Sân khấu tỷ tỷ cùng hắn quan hệ tốt nhất, tiến đến trước mặt ân cần nói, Chu Tổng, ngài nghe được ta nói sao? Chu Nghĩa Sinh nhìn qua nàng nùng trang diễm mạt khuôn mặt, đột nhiên giống lớn một tiếng, ta không sao. Các ngươi chơi cái gì? Làm gì? Người tại xui xẻo thời điểm, không muốn nhất mình quẫn cảnh bị người nhìn thấy, hiện tại phiền toái, trung tâm tất cả mọi người biết hắn tè ra quần. Hắn há miệng, vây xem nhân viên y tế nghe được một cỗ hôi thối vô cùng hương vị. Khoảng cách gần nhất sân khấu tỷ tỷ càng là đứng mũi chịu sào, cái này siêu cấp cấp trên hương vị hun đến nàng mắt tối sầm lại, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Chu Nghĩa Sinh có chút mộng bức, mình không chút lấy nàng, làm sao lại dọa đến ngất đi. Lá gan cũng quá nhỏ điểm, hắn đứng dậy, đi về phía trước hai bước, báo cảnh, ta muốn báo cảnh. Mới vừa rồi còn xông tới biểu thị ân cần nhân viên y tế, phần phật một chút gắn sạch sẽ, quá thối, để cho người ta thất thức hương vị. Ở lâu một phút đồng hồ đều cảm giác muốn bị hun ngược lại đi qua. Chu Nghĩa Sinh hô hấp bên trong đều tản ra hôi thối khí tức, tất cả mọi người ngửi thấy, duy chỉ có chính hắn không có có ý thức đến. Chu Nghĩa Sinh đi ra văn phòng, hướng một hậu chi hậu giác vừa mới chạy tới y tá nói, điện thoại di động của ngươi cho ta sử dụng. Y tá mắt trợn trắng lên, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Chu Nghĩa Sinh còn không có hoàn toàn náo minh bạch đến tột cùng tình huống như thế nào. Chỉ trên mặt đất y tá nói, nàng là thế nào? Chẩn đoán điều trị trung tâm bác sĩ y tá bệnh nhân, nắm lỗ mũi từng cái chạy ra ngoài, có cái đang tiếp thụ châm cứu bệnh nhân không kịp đứng lên, ngạnh sinh sinh bị hun hôn mê bất tỉnh. Chu Nghĩa Sinh nhìn qua trống rỗng chẩn đoán điều trị trung tâm, hắn không biết thế nào. Mình đơn giản là muốn gọi điện thoại báo cảnh mà thôi. Đã không cần Chu Nghĩa Sinh tự mình gọi điện thoại, quan tâm lão bản nhân viên cho bảo vệ khoa gọi điện thoại. Nhiệt tâm quần chúng bấm 110, thật là đáng sợ, nam tử nào đó tại Trường Hưng trong bệnh viện y chẩn đoán điều trị trung tâm tiểu tiện bài tiết không kiềm chế, công nhiên phóng độc, đã dẫn đến hai tên nhân viên y tế cùng một bệnh nhân tại chỗ trúng độc, cụ thể tình huống thương vong không rõ. Bảo vệ khoa Vu Hướng Đông xuất lĩnh một đám bảo an trước tiên chạy tới hiện trường, lúc đầu chuẩn bị trực tiếp tiến vào, lại bị nhân viên y tế ngăn lại, tại khoa, đừng đi vào, tuyệt đối đừng, nguy hiểm, nguy hiểm. Vu Hướng Đông hỏi rõ tình huống, trong lòng tự nhủ miệng thối rất thúi có thể có bao nhiêu thối, còn nguy hiểm. Chưa hề đều chưa nghe nói qua miệng thối hun chết người. Không qua người ta đã nhắc nhở, hắn cũng không thể tùy tiện tiến vào, hướng thủ hạ bảo an đưa mắt liếc ra ý qua một cái, để người khác thử trước một chút nước, dù sao cũng phải cho người trẻ tuổi một cái cơ hội biểu hiện. Một thân thể khỏe mạnh bảo an đẩy cửa đi vào, con hàng này được cho Vu Hướng Đông thủ hạ đắc lực nhất, liền khẩu trang đều không có mang. Hắn không tin tà, đi vào nhìn thấy Chu Nghĩa Sinh đứng ở đằng xa, dưới chân còn nằm một té xỉu y tá. Bảo an cũng ngửi thấy mùi thối, hoàn toàn chính xác đủ thối, nhưng là còn không đến mức đem người cho hôn choáng a. Hắn chậm rãi tới gần Chu Nghĩa Sinh. Bảo an nói, Chu Tổng, tình huống như thế nào?
Chu Nghĩa Sinh chữ khấp huyết nói, Hứa Thuần Lương, hắn chỉ nói ba chữ, đằng sau hai cái hại ta cũng không kịp nói rõ ràng. Bảo An cảm thấy một cỗ hôi thối vô cùng khí tức nhào tới trước mặt, lúc này nghĩ ngừng thở đã chậm, mẹ nó, mùi vị kia bay thẳng phế phủ. Vây xem đám người từ cổng thấy được dáng người khôi ngô Bảo An bị Chu Nghĩa Sinh đánh ngã chàng diệt, Bảo An như ngọn núi nhỏ thân thể chặn Chu Nghĩa Sinh, không có người thấy rõ đây hết thảy là như thế nào phát sinh. Vu Hướng Đông giật nảy mình, hét lớn, Chu Nghĩa Sinh ngươi đừng làm ẩu. Chu Nghĩa Sinh vẻ mặt đưa đám nói, ta cái gì cũng không làm. Ta cái gì cũng không làm. Hắn vừa nói, mùi thối liền sóng ngầm phun trào, Vu Hướng Đông quyết định thật nhanh, để cho người ta tướng trung y chẩn đoán điều trị trung tâm đại môn phong bế. Chu Nghĩa Sinh thật sự là quá nguy hiểm, con hàng này hiện tại chính là cái hành tẩu mùi thối đạn, đi đến chỗ nào đều phải tạo thành khủng hoảng. Chu Nghĩa Sinh cầm lấy phòng điện thoại cho Vu Hướng Đông đánh qua. Vu Hướng Đông nhìn thấy người này danh tự đều cảm thấy nhức đầu, nhận cú điện thoại sẽ không phải gặp nguy hiểm a. Do dự một chút mới tiếp thông điện thoại. Chu Nghĩa Sinh cũng nhanh hỏng mất, hướng về phía điện thoại kêu khổ không chọn nói, là Hứa Thuần Lương hại ta, hắn điểm ta huyệt đạo, còn cần đao đâm ta, hướng miệng ta bên trong lấp một viên thuốc, hắn chính là lưu manh, hắn chính là Triệu Phi Dương tay chân, ta muốn báo cảnh bắt hắn. Vu Hướng Đông nghe hắn công kích viện lãnh đạo lập tức có chút phiền, lão Chu, người nhất thật là ít nói, trung tâm còn có 4 người, người tồn tại đã tạo thành đối tính mạng của bọn hắn uy hiếp. Ngươi nhanh đi tìm khẩu trang đeo lên, mở cửa sổ ra thông gió, nếu như bọn hắn phát sinh bất kỳ nguy hiểm nào, ngươi là phải chịu trách nhiệm, còn có, ngươi làm xong những chuyện này mình tìm phong bế gian phòng ở lại, cách bọn họ càng xa càng tốt, tốt nhất đi nhà vệ sinh nam, đóng kỹ cửa lại. Chu Nghĩa Sinh khóc không ra nước mắt, mình làm sao bị người ghét bỏ thành cái dạng này, là Hứa Thuần Lương đem hắn hại đến trình độ như thế. Vu Hướng Đông thông chi khoa cấp cứu cứu người. Tất cả nghĩ cách cứu viện nhân viên tất cả đều phân phối bột bình phong cùng N95 khẩu trang, nếu có thể hắn lúc đầu muốn tìm mặt nạ chống độc. Sau 5 phút, tất cả cấp cứu nhân viên đúng chỗ, Vu Hướng Đông xung phong đi đầu, hộ tống mọi người cùng nhau xông vào khoang miệng trung tâm cứu người. Chu Nghĩa Sinh quả nhiên chạy đến nhà vệ sinh nam bên trong ngồi xổm, tiến trước khi đi cũng dựa theo Vu Hướng Đông phân phó đem cửa sổ tất cả đều mở ra, không khí đối lưu về sau, trung tâm mùi thối mà giảm nhẹ đi nhiều. Cứu giúp nhân viên đúng chỗ thời điểm, tên kia thân thể khỏe mạnh bảo an đã dẫn đầu tỉnh lại, bất quá tiếp theo phản ứng vẫn đang kéo dài, hắn bắt đầu nôn mửa. Cấp cứu nhân viên tướng 4 tên thương binh nghĩ cách cứu viện ra khoang miệng trung tâm, quyết định tạm thời phong bế chẩn đoán điều trị trung tâm, Chu Nghĩa Sinh từ trong nhà vệ sinh chạy ra ngoài thông qua nội tuyến điện thoại liên lạc Vu Hướng Đông, Vu Hướng Đông không có đón hắn điện thoại ý tứ. Hung hăng đã cúp điện thoại, Chu Nghĩa Sinh hung tợn mắng. Toàn bộ Trường Hưng đều tại cùng hắn là địch, toàn bộ thế giới đều đang cùng hắn đối nghịch. Lúc này chuông điện thoại vang lên, Chu Nghĩa Sinh không kịp chờ đợi nhấc điện thoại lên, uy. Trong ống nghe truyền đến Hứa Thuần Lương thanh âm, Chu Nghĩa Sinh, ngươi còn dám ăn nói bừa bãi ta liền cáo ngươi phỉ báng. Chu Nghĩa Sinh kêu to, Hứa Thuần Lương ngươi hại ta, thì không cho ta nói. Ta muốn cáo, khụ khụ khụ, hắn cảm giác từ dạ dày đáy chua chua, một cỗ mùi thối dâng lên. Khó trách vừa mới có thể hôn ngược lại 4 cái. Hứa Thuần Lương nói, ta nói cho ngươi sự tình ngươi suy nghĩ thật kỹ. Nói xong liền đã cúp điện thoại. Chu Nghĩa Sinh đi vào cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, nhìn đi ra bên ngoài đã kéo lâm thời cảnh giới tuyến, đây rõ ràng là muốn đem mình ngăn cách bởi chẩn đoán điều trị trung tâm ý tứ. 4 tên bị Chu Nghĩa Sinh cho hôn choáng người bị hại được đưa đi khám gấp cứu giúp trên đường liền trước sau tỉnh lại, bọn hắn cộng đồng phản ứng chính là nôn mửa. Sân khấu tỷ tỷ hiện tại thậm chí không thể nhớ tới Chu Nghĩa Sinh sắc mặt, nhớ tới liền buồn nôn, đi qua mình là thế nào chịu đựng miệng hắn bên trong thối không ngửi được hương vị. Cảnh sát cũng liên hệ tại vệ đông hỏi thăm tình huống, tại vệ đông đem hiện trường tình trạng đơn giản nói một lần, nói thật hắn cũng không biết rõ tình trạng, trước mắt Chu Nghĩa Sinh một mực chắc chắn Hứa Thuần Lương tới uy hiếp hắn đe dọa hắn, nhưng là Chu Nghĩa Sinh lại không bỏ ra nổi xác thực chứng cứ. Ngược lại Chu Nghĩa Sinh miệng thối hun đổ 4 người là có chứng cứ rõ ràng. Trước mắt xử lý phương pháp chính là tướng Chu Nghĩa Sinh tạm thời ngăn cách bởi trung y chẩn đoán điều trị trung tâm, cũng mời tới tiêu hóa khoa cùng khoang miệng khoa chuyên gia, tiến về cho 4 vị người lây bệnh hội chẩn mấy vị chuyên gia ngay tại mặc phòng hộ phục đâu, ai cũng không biết Chu Nghĩa Sinh miệng thối có thể hay không lây cho người khác. Lây nhiễm khoa làm việc Trần Quang Minh cũng tới tìm hiểu tình huống, trong nội viện lây nhiễm đối tượng bao quát nằm viện bệnh nhân, bệnh viện nhân viên công tác, cửa khám gấp liền chẩn bệnh người.
quan sát người cùng thân nhân bệnh nhân các loại, những người này ở đây bệnh viện khu vực lấy được lây nhiễm tính tật bệnh đồng đều có thể xưng là trong nội viện lây nhiễm. Nếu như là trong nội viện lây nhiễm sự kiện, bọn hắn nhất định phải y theo quy định phải hướng viện lãnh đạo cùng thượng cấp bộ môn tiến hành từng cấp báo cáo. Trước mắt phụ trách viện cảm giác phân công quản lý lãnh đạo là Phó Viện trưởng Tần Quốc Lương. Tần Quốc Lương khi lấy được lây nhiễm khoa chủ nhiệm Đàm Mai báo cáo về sau, cũng phi thường trọng thị chuyện này, hắn cho ra chỉ thị là toàn lực cứu chữa tương quan người bệnh, tra tìm nguyên nhân truyền nhiễm, cách ly tương quan người lây bệnh, tra tìm lây nhiễm nhân tố, chỉ định khống chế biện pháp, khống chế ảnh hưởng, phân tích điều tra tư liệu, viết ra báo cáo điều tra, tổng kết nguyên nhân cùng kinh nghiệm. Tần Quốc Lương chỉ thị là dựa theo chính quy quá trình làm ra, chủ yếu chính là muốn kịp thời tướng lần này lây nhiễm khống chế lại, cũng muốn tướng dư luận khống chế lại, tận khả năng đừng cho trường hương mang đến ảnh hưởng trái chiều. Nhân viên tương quan tiến hành một lần hội nghị qua điện thoại, làm ra một cái quả quyết quyết định, đó chính là tướng nguyên nhân truyền nhiễm Chu Nghĩa Sinh cho tạm thời ngăn cách bởi trung y chẩn đoán điều trị phòng khám bệnh, đồng thời độ trung y chẩn đoán điều trị phòng khám bệnh tiến hành ngắt mạng cắt điện đoạn liên, thay lời khác tới nói chính là chặt đứt Chu Nghĩa Sinh cùng ngoại giới liên hệ. Vừa rồi người này liền thông qua phòng điện thoại đánh 110 báo cảnh tới, Trần Quang Minh cảm thấy chuyện này khả năng vẽ vời thêm chuyện, dù sao hiện tại ai trên thân không có điện thoại. Vu Hướng Đông nói cho mọi người, Chu Nghĩa Sinh hiện tại liền không có, theo Chu Nghĩa Sinh lên án, hắn điện thoại di động bị Hứa Thuần Lương rất hư, đương nhiên đây đều là Chu Nghĩa Sinh lời nói của một bên. Tần Quốc Lương cũng chưa từng xuất hiện tại hiện trường, trước mắt tình thế không nghiêm trọng lắm. Bốn tên hư hư thực thực người lây bệnh đều đã không có nguy hiểm tính mạng, trước mắt phản ứng chính là buồn nôn nôn mửa, thông qua chuyên gia trị liệu đã có chỗ giảm bớt. Chu Nghĩa Sinh rất nhanh liền ý thức được hắn bị đoạn tuyệt cùng ngoại giới liên hệ, loại này bị ngoại giới vứt bỏ cảm giác để hắn phi thường sợ hãi, hắn nghĩ đi tới cửa gọi hàng phát hiện đại môn bị từ bên ngoài khóa trái. Tất cả cửa sổ đều bị đóng lại, Chu Nghĩa Sinh vừa mới đẩy ra cửa sổ, liền nghe đến Vu Hướng Đông đối với hắn gọi hàng, Chu Nghĩa Sinh. Lập tức chúng ta muốn tiến hành tiêu diệt công việc, người đóng chặt cửa sổ phối hợp một điểm. Chu Nghĩa Sinh cảm thấy mình liền muốn hỏng mất, hắn hô lớn, người để cho ta làm sao phối hợp. Các ngươi muốn tiêu diệt ai? Các ngươi cùng Hứa Thuần Lương tất cả đều là cùng một bọn, các ngươi hãm hại ta. Các ngươi hãm hại, có người đem cửa sổ từ bên ngoài đóng lại. Bên ngoài bắt đầu phun ra thuốc sát trùng, Chu Nghĩa Sinh ghé vào trên cửa sổ nhìn qua bên ngoài sương mù tràn ngập tràng cảnh. Muốn khóc lại khóc không được, âm mưu, từ đầu tới đuôi chính là một cái âm mưu, Trường Hưng từ trên xuống dưới thông đồng một mạch, Triệu Phi Dương ra chính sách, Bùi Lâm giả làm người tốt, Chu Minh Viễn đi tiền trạm, Hứa Thuần Lương phụ trách trực tiếp xuất thủ. Bọn hắn quá độc ác, chẳng những muốn đoạn mình tài lộ, còn có thể hại tính mạng của hắn. Nghĩ tới đây Chu Nghĩa Sinh lập tức không rét mà run, ánh mắt nhìn về phía điện thoại, biết rõ điện thoại tuyến bị chặt đứt, vẫn là cầm lấy, hào không một tiếng động. Chu Nghĩa Sinh như bị điên cầm điện thoại lên hung hăng ngã trên đất, sau đó giơ chân lên hung hăng tại ngã nát trên điện thoại dẫm đạp, để phát tiết phẫn nộ trong lòng cùng bất mãn. Hắn lần thứ nhất cảm giác được lực lượng của mình là như thế đơn bạc, muốn cùng Trường Hưng đối kháng căn bản chính là châu chấu đá xe. Ngoài cửa sổ hai tên trang bị chỉnh tề bảo an từ bên ngoài quan sát đến động tĩnh bên trong, một người trong đó trở lại phụ trách hiện trường chỉ huy Vu Hướng Đông bên cạnh tiến hành báo cáo lây nhiễm khoa chủ nhiệm Đàm Mai đề nghị. Muốn không phải là tìm Hứa Thuần Lương tới hỏi một chút đi, nhìn xem rốt cục là tình huống như thế nào. Vu Hướng Đông tinh khôn rất, hắn mới sẽ không dễ dàng tiếp chiêu, muốn hỏi người tự mình hỏi hắn sao cùng Hứa Thuần Lương tư giao rất tốt, cũng phi thường rõ ràng trước mắt Chu Nghĩa Sinh tình cảnh, người sáng suốt đều có thể nhìn ra sự tình hôm nay Chu Nghĩa Sinh có bị nhầm vào khả năng. Đàm Mai hướng Trần Quang Minh nói, Tiểu Trần, người cùng Hứa Thuần Lương không phải rất quen sao? Trần Quang Minh ra đầu siết chặt. Hứa Thuần Lương vừa mới tiến bệnh viện thời điểm liền đi y tế chỗ, khi đó chính mình cũng là y tế chỗ lão nhân, nhưng bây giờ người ta đã thành Trường Hưng bệnh viện viện trưởng trợ lý, Nguy Sơn đảo phân viện viện trưởng, Hoa Niên khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện Chu Hoài Kiến lập xử lý chủ nhiệm, mình vẫn là dậm chân tại chỗ tại lây nhiễm khoa đương một cái tiểu cán sự, thật sự là người so với người phải chết. Chủ nhiệm lên tiếng, Trần Quang Minh cũng không tiện cự tuyệt, chỉ có thể kiên trì cho Hứa Thuần Lương gọi điện thoại. Hứa Thuần Lương người còn tại bệnh viện, biểu thị mình ngay tại viện trưởng nơi này báo cáo công việc đâu, đợi lát nữa liền đi hiện trường nhìn xem. Buổi chiều nhanh lúc tan việc, Hứa Thuần Lương nện bước không nhanh không chậm bước chân đi tới hiện trường, khoảng cách Chu Nghĩa Sinh bị ngăn cách bởi trung y chẩn đoán điều trị trung tâm đã qua dòng dã 3 giờ.
Trung y chẩn đoán điều trị trung tâm chung quanh đã làm hoàn cảnh tiêu diệt, bước kế tiếp chính là nội bộ tiêu diệt. Vu Hướng Đông nhìn thấy Hứa Thuần Lương tới, chủ động nghênh đón tiếp lấy, "Hứa chủ nhiệm, ngươi nhưng cuối cùng tới." Hứa Thuần Lương nói, "Chuyện này cùng ta không có bất cứ quan hệ nào a, nếu như không phải là các ngươi gọi điện thoại cho ta, ta mới lười nhắc tới." Trần Quang Minh cũng đi tới bên cạnh hắn, "Chu Nghĩa Sinh luôn miệng nói chuyện này là ngươi tạo thành." Hắn nói chuyện quá trực tiếp. Hứa Thuần Lương cười nói, "Cái loại người này có lời nói thật sao?" Vu Hướng Đông nói, "Chu Nghĩa Sinh muốn nói với ngươi đàm." Hứa Thuần Lương nói, "Được a, ta đi vào nói đi." Trần Quang Minh nhắc nhở, "Bên trong tối cực kỳ, trước mắt còn không có tra ra tình huống, ngươi phải cẩn thận." Hứa Thuần Lương nói, "Ta liền chưa nghe nói qua như thế không hợp thói thường sự tình, một cái dân cư thối có thể đem người hun ngược lại." Vu Hướng Đông nói, "Đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, ngươi nếu là tự thể nghiệm một chút liền sẽ không như thế nói." Trước mắt mấy vị chuyên gia hội chẩn kết quả là thứ quái bệnh này trên cơ bản không có truyền nhiễm tính, kia bốn tên người bệnh cũng không có nguy hiểm tính mạng. Hứa Thuần Lương nở nụ cười, phương diện này không có người so với hắn rõ ràng hơn. Tam âm ác lộ thuốc phiên hiệu không sẽ kéo dài quá lâu, cũng sẽ không dẫn đến chúng độc người mất mạng, ảo diệu chỗ ở chỗ thông qua loại phương thức này có thể phá vỡ một người nội tâm, để hắn cảm nhận được kỳ thị cùng bị cô lập. Thượng binh phạt mưu, công tâm là thượng sách. Hứa Thuần Lương thừa nhận mình áp dụng công tâm phương thức có chút dã man thô bạo, nhưng là cũng muốn phân đối tượng, đối Chu Nghĩa Sinh loại này tiểu nhân hèn hạ, hắn không cần thiết giảng cứu thủ đoạn, cũng không cần lãng tốn thời gian. Hứa Thuần Lương tượng trưng đeo lên khẩu trang, nhanh chân đi vào trung y chẩn đoán điều trị trung tâm. Chu Nghĩa Sinh nhìn thấy cửa phòng mở ra, liền muốn xông ra ngoài, nhìn thấy tiến đến phải là Hứa Thuần Lương, tranh thủ thời gian dừng bước lại, không nghĩ tới dưới chân trượt đi, đặt mông ngồi trên mặt đất. Hắn nghĩ biểu hiện ra quật cường cùng kiên cường, nhưng là hai chân bất tranh khí, mềm đạp đạp đã chống đỡ không nổi thân thể trọng lượng. Hứa Thuần Lương từ trên cao nhìn xuống nhìn qua hắn, tội gì khổ như thế chứ? Cần gì chứ? Chu Nghĩa Sinh ngẩng đầu nhìn Hứa Thuần Lương, trong lòng vừa hận vừa sợ, người hại ta, là người hại ta. Ngậm miệng, Hứa Thuần Lương trách mắng. Chu Nghĩa Sinh dọa đến mau đem miệng ngậm lại. Hứa Thuần Lương nói, có cái tình huống vẫn là trước giải thích cho ngươi. Để trung y chẩn đoán điều trị trung tâm vung trận, Trường Hưng thu hồi quyền quản lý, không phải nhằm vào một mình ngươi, mà là chính sách yêu cầu, đây là vệ kiện ủy văn kiện. Hắn đem văn kiện đưa cho Chu Nghĩa Sinh. Chu Nghĩa Sinh nói, ngươi ít cho ta dùng bài này, cái này văn kiện ta xem qua, người ta nhằm vào thị phi mưu cầu lợi nhuận bệnh viện, các ngươi Trường Hưng là mưu cầu lợi nhuận tính bệnh viện. Hứa Thuần Lương vui vẻ lên, ngươi thật là đủ tỉ mỉ, nói không sai, nhưng là có một chút ngươi không thể xem nhẹ. Ngươi cùng Trường Hưng ký kết thời điểm, Trường Hưng bệnh viện còn không có cùng Hoa Niên tập đoàn ký tên chính thức hợp đồng, nói cách khác khi đó chúng ta Trường Hưng cũng là không phải mưu cầu lợi nhuận bệnh viện, ta là phụ trách cáo chi ngươi, mà không phải muốn cùng ngươi giảng đạo lý. Chu Nghĩa Sinh nhìn qua Hứa Thuần Lương, người này liền không phải giảng đạo lý người. Mặc dù hàm răng hận đến ngứa một chút, nhưng là hắn cũng chính là ở trong lòng quyết tâm thôi, mình rơi đến trước mắt cái này hoàn cảnh hoàn toàn là Hứa Thuần Lương một tay tạo thành. Người này so với mình muốn hắc nhiều, mình lại thích đùa nghịch thủ đoạn cũng không có nghĩ qua muốn đả thương tính mạng người, người này làm là nhân sự sao? Quả thực là táng tận thiên lương. Hứa Thuần Lương nói, chuyện ta nói người cân nhắc thế nào? Chu Nghĩa Sinh duỗi ra một đầu ngón tay, 1.000 vạn. Hứa Thuần Lương đứng dậy liền đi, Chu Nghĩa Sinh sợ hãi, người có ý tứ gì? Hứa Thuần Lương nói, đã ngươi không có thành ý, chúng ta cũng không cần phải nói tiếp. Chu Nghĩa Sinh luống cuống, ta ra giá cũng không phải không có để ngươi còn. Hứa Thuần Lương nói, ta không theo ngươi vòng vo, trong nội viện đáp ứng đưa cho ngươi đền bù là 400 vạn, cầm số tiền kia từ nay về sau ngươi cùng Trường Hưng lại không liên quan. Chu Nghĩa Sinh nói, các ngươi đuổi ăn mày, ta trước mắt đầu tư cũng không chỉ số này. Vậy ta mặc kệ, ngươi muốn hay không, không hài lòng ngươi có thể tìm Triệu Viện đi đàm, ta đoán chừng hiện tại ngoại trừ ta không ai nguyện ý nói chuyện với ngươi. Đầu tư nhiều ít Chu Nghĩa Sinh mình rõ ràng, từ đầu tới đuôi hắn quăng tại Trường Hưng tiền đại khái 300 vạn tả hữu, nghĩ lại 400 vạn liền 400 vạn, sự tình hôm nay cho thấy, Trường Hưng muốn đối phó thủ đoạn hắn nhiều lắm, nếu như mình không đáp ứng, chỉ sợ liền số tiền kia đều cầm không đi. Chu Nghĩa Sinh nhẹ gật đầu, vẫn là lựa chọn khuất phục. Hứa Thuần Lương nói, ta mặc kệ ngươi cùng những người khác xảy ra chuyện gì, chỉ cần cầm số tiền kia liền cho ta đem hết thảy lau sạch sẽ.
nếu như ngươi dám lại áp chế bất luận kẻ nào, khẳng định sẽ trả giá gấp 10 lần đại giới. Chu Nghĩa Sinh biết hắn chỉ cái gì, lại gật đầu một cái. Hứa Thuần Lương nói, ngươi chỗ thiếu nhân viên tiền lương chia hoa hồng, sẽ ở ngươi số tiền kia bên trong khấu trừ. Chu Nghĩa Sinh bất đắc dĩ nói, các ngươi muốn thế nào được thế nấy. Hứa Thuần Lương cười nói, sớm phối hợp như vậy tốt bao nhiêu, không phải khiến cho tổn thương hòa khí. Chu Nghĩa Sinh nói, ta sự tình làm sao bây giờ? Hắn cũng không muốn mang theo miệng thối mau bệnh sống hết đời, dù sao đây không phải phổ thông miệng thối, cực kỳ bi thảm cái chủng loại kia. Hứa Thuần Lương nói, báo cáo hồi xuân đường bán hổ cốt thuốc cao sự tình cùng ngươi có quan hệ hay không? Chu Nghĩa Sinh lắc đầu nói, không có, ta chỉ là nhân hòa đường một cái nhỏ đại diện, ta cùng Chu gia cũng không có trực tiếp quan hệ máu mủ, ta cùng các ngươi hồi xuân đường không cừu không oán, ta mới không có tất muốn làm như thế. Ngươi biết Lý Đình Quân sao? Không biết. Hàn Thiên Chỉ đâu? Chu Nghĩa Sinh sửng sốt một chút. Hứa Thuần Lương ý thức được rốt cuộc tìm được điểm đột phá, nói cho ta cho ngươi giải dược. Chu Nghĩa Sinh nói, ta cùng hắn nếm qua một bữa cơm, bất quá khi đó là Chu Nghĩa Vũ mời khách, hắn là nhân hòa đường nhị công tử, cũng là nhân hòa đường Hoa Đông khu tổng phụ trách. Nhắc lên Chu Nghĩa Vũ, Chu Nghĩa Sinh liền giận không chỗ phát tiết, vì cầm xuống nhân hòa đường quyền đại lý mình cũng không có ít dùng tiền, đến cuối cùng rơi xuống tình trạng như thế, tiếp nhận nhiều như vậy khuất nhục, nhân hòa đường lại đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt, trong thiên hạ nào có như vậy chuyện không công bình. Chu Nghĩa Sinh kỳ thật cũng không hiểu rõ nhân hòa đường cùng hồi xuân đường ân oán, hắn tưởng rằng ngành nghề cạnh tranh, tâm lý phòng tuyến triệt để bị Hứa Thuần Lương phá vỡ về sau, Hứa Thuần Lương hỏi cái gì nói cái nấy. Dựa vào cái gì một mình hắn không may, cho dù chết cũng muốn kéo cái đệm lưng. Hắn đã cảm nhận được người người tránh không kịp cảm thụ, lúc này có người nói chuyện cảm giác trong lòng ngược lại dễ chịu một chút, đương nhiên hắn là sẽ không dễ dàng đem Bùi Lâm cùng Chu Minh Viễn nhược điểm giao cho Hứa Thuần Lương, những chứng cứ kia cùng hồ sơ đen hắn coi như về sau không cần tới áp chế cũng có thể dùng để phòng thân. Y muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không. Chu Nghĩa Sinh bây giờ đã hoàn thành từ chiến lược tiến công đến chiến lược phòng thủ chuyển biến. Hứa Thuần Lương đối kết quả như vậy coi như hài lòng, gật đầu nói, vất vả, có cơ hội mời ngươi ăn cơm. Chu Nghĩa Sinh nhìn thấy hắn lại muốn đi, vội vàng nói, hứa. Hứa chủ nhiệm, ngươi đáp ứng giải dược của ta. Hứa Thuần Lương nói, ngươi không có việc gì ăn cái gì thuốc à? Ta miệng thối, ngươi không thể lật lọng. Hứa Thuần Lương đưa tay trong túi sờ lên. Lấy ra một mảnh lục tiễn kẹo cao su ném cho Chu Nghĩa Sinh, nhai nhai liền không sao. Cái gì, liền cái này? Hứa Thuần Lương cười nói, ngươi thật đúng là lòng tham. Hắn từ trong túi lấy ra cái kia thanh co duỗi đao, ném cho Chu Nghĩa Sinh, cái này cũng cho ngươi, lưu cái kỷ niệm. Chu Nghĩa Sinh nhìn thấy cái kia thanh tướng mình dọa nước tiểu đao thật sự là giận không chỗ phát tiết, dùng ngón tay nhấn nhấn mũi đao, thân đao gặp được ngoại lực một chút xíu lùi về chuôi đao bên trong. Rõ ràng như vậy chướng nhãn pháp thế mà cũng có thể đem mình lừa qua. Chu Nghĩa Sinh tức giận đến cầm co duỗi đao hướng trên đùi đâm. Hứa Thuần Lương kéo mở trung y chẩn đoán điều trị trung tâm đại môn, phía ngoài nhân viên công tác soạt một chút hướng ra phía ngoài tản ra, chăm sóc người bị thương nhân viên y tế phòng hộ ý thức cũng là vượt qua người ta một bậc cấp tốc. Hứa Thuần Lương nói, không sao, Chu Tổng hảo hảo, ta không có nghe được mùi vị gì à. Chu Nghĩa Sinh nhìn qua bóng lưng của hắn nghiến răng nghiến lợi, Hứa Thuần Lương, ngươi chơi ta. Sơ lên có duỗi đao chiếu vào trên đùi hung hăng đâm một đao, lại một đao, phảng phất cắm ở Hứa Thuần Lương trên thân. Phốc, hơi khác thường. Hứa Thuần Lương lúc này quay đầu, đúng rồi, quên nhắc nhở ngươi, liên tiếp cắm 5 lần sẽ xúc động khóa chặt trang bị. A, à, mang theo dư thúi trong không khí truyền đến Chu Nghĩa Sinh thảm không người âm thanh kêu rên. Chu Nghĩa Sinh đồng ý rút lui trận tin tức để Bùi Lâm như chút được gánh nặng, giống như nàng quẳng cục nợ còn có Chu Minh Viễn. Chu Nghĩa Sinh đáp ứng lấy tiền rời đi liền mang ý nghĩa, hắn không có khả năng lại cầm hồ sơ đen làm văn chương. Chẳng qua là khi ngày tin tức quá dày đặc, cũng quá không thể tưởng tượng, đầu tiên là nói Chu Nghĩa Sinh miệng thối hun đổ 4 cái, sau đó còn nói Chu Nghĩa Sinh đồng ý bệnh viện điều kiện, cuối cùng lại nghe nói Chu Nghĩa Sinh tức giận đến đâm bắp đùi mình một đao, được đưa vào phòng cấp cứu. Chu Minh Viễn vẫn còn có chút chột dạ, hắn chuẩn bị đi phòng cấp cứu nhìn xem tình huống, còn chưa tới chỗ liền gặp Hứa Thuần Lương. Nhìn thấy Hứa Thuần Lương, hắn tranh thủ thời gian tránh né, nhưng Hứa Thuần Lương con mắt nhiều độc, xa xa liền thấy hắn, Chu chủ nhiệm, người tránh cái gì?
Chu Minh Viễn nói, không có, ta không có tránh. Hứa Thuần Lương hướng hắn duỗi ra ba ngón tay. Chu Minh Viễn có chút không rõ hắn có ý tứ gì, một mặt mê võng nhìn qua hắn. Hứa Thuần Lương nói, Chu Nghĩa Sinh đáp ứng ngươi chia hoa hồng rất nhanh liền tới sổ, ngươi đáp ứng ta 30% đừng quên. Chu Minh Viễn trong lòng tự nhủ, ta lúc nào đáp ứng ngươi rồi. Ta để ngươi giúp ta đòi nợ rồi. Hứa Thuần Lương vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, lần sau có đòi nợ sự tình lại tới tìm ta. Chu Minh Viễn bị hắn đập đến một cái lảo đảo, hắn đã không biết là hạnh phúc vẫn là sợ hãi. Trong lòng hắn Chu Nghĩa Sinh chính là một con ăn người không nhả xương hấp huyết quỷ, nhưng quỷ sợ ác nhân Hứa Thuần Lương chính là cái kia đại ác nhân, chẳng lẽ hắn giày vò ra nhiều chuyện như vậy chính là vì giúp mình đòi nợ. Chu Minh Viễn hơi chút suy nghĩ liền xác định, mình bị hắn lợi dụng. Hứa Thuần Lương còn không có rời đi liền nhận được Triệu Phi Dương điện thoại, để hắn tới phòng làm việc đi một chuyến. Hứa Thuần Lương đoán chừng chính là vì trung y chẩn đoán điều trị trung tâm sự tình, lúc này chính là giờ tan sở, hắn hướng phòng làm việc của viện trưởng đi trên đường gặp không ít hành chính nhân viên, tất cả mọi người nhìn thấy hắn đều không phải thường khách khí. Thậm chí bao gồm nghiệp vụ viện trưởng Tần Quốc Lương cùng hắn chính diện gặp lại, chủ động lên tiếng chào, tiểu Hứa, còn không có tan tầm A. Hứa Thuần Lương cười gật đầu, mình tại Trường Hưng bản bộ văn phòng cùng bên ngoài liên chỗ cùng một chỗ. Lần trước đi qua còn tại 3 tháng trước, kỳ thật tất cả mọi người là người biết chuyện, nhìn thấy hắn đi vào hành chính lâu 4 tầng đều biết hắn là tìm đến viện trưởng hoặc bí thư. Hứa Thuần Lương không có giải thích tất yếu, đi vào phòng làm việc của viện trưởng, nhìn thấy cửa đóng, hắn gõ cửa phòng một cái. Bên trong truyền đến Triệu Phi Dương thanh âm, tiến đến. Hứa Thuần Lương đẩy cửa đi vào, Triệu viện, trở về á. Triệu Phi Dương thả ra trong tay bút máy, chào hỏi hắn ngồi. Kéo ra ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một cái đóng gói tinh mỹ hộp quà tặng đưa cho hắn nói, ta từ châu Âu mua cho ngươi lễ vật. Hứa Thuần Lương ở ngay trước mặt hắn mở ra, bên trong là một chi pai kim bút, Triệu Viện, ngài đối ta quá tốt rồi. Triệu Phi Dương nói, minh bạch liền tốt, nghe nói ngươi hỗ trợ đem Chu Nghĩa Sinh thuyết phục. Hứa Thuần Lương cười nói, thân là Trường Hưng nhân viên ta là bệnh viện làm chút chuyện cũng là nên. Triệu Phi Dương nhẹ gật đầu. Nói khẽ, Bùi Lâm đi tìm ngươi. Hứa Thuần Lương lắc đầu nói, nàng tìm ta làm cái gì? Phát bài post sao? Triệu Phi Dương âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hắn vốn cho rằng Bùi Lâm ra mặt có thể tùy tiện giải quyết Chu Nghĩa Sinh vấn đề, nhưng là không nghĩ tới Chu Nghĩa Sinh sẽ cứng rắn như thế. Triệu Phi Dương trước tiên liền cân nhắc đến Chu Nghĩa Sinh có phải hay không bắt lấy Bùi Lâm một ít nhược điểm. Hắn hỏi qua Bùi Lâm thề thốt phủ nhận, nhưng là từ Bùi Lâm trong lúc vô tình toát ra sợ hãi ánh mắt. Hắn vẫn là cảm giác được cái gì. Triệu Phi Dương bắt đầu làm không tốt dự định, vạn nhất Bùi Lâm cầm Chu Nghĩa Sinh chỗ tốt, vì ổn định Chu Nghĩa Sinh, hắn nhất định phải làm ra một chút nhượng bộ, nói cách khác liền muốn hy sinh Trường Hưng lợi ích, lúc này không giống ngày xưa, đi qua Trường Hưng là bệnh viện công, hiện ở sau lưng có Hoa Niên giám sát, chỉ phải xử lý bất thiện, rất có thể sẽ tạo thành cá nhân hắn nguy cơ. Triệu Phi Dương cảm thấy nhức đầu thời điểm, Hứa Thuần Lương đứng ra giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Tìm Hứa Thuần Lương tới, không phải là vì biểu đạt cảm tạ đơn giản như vậy, cũng là nghĩ chứng thực suy đoán của hắn. Hứa Thuần Lương nhìn ra Triệu Phi Dương nhìn ra ảo diệu bên trong, thở dài nói, Triệu Viện, ngài sẽ không phải còn đối ta có hiểu lầm a? Ban đầu ở Nam Giang sự tình, ta là giúp ngươi thử y phục, ngài nếu là tâm nhãn nhỏ như vậy, ta về sau không dám cùng tẩu tử nói chuyện. Triệu Phi Dương cười lên ha hả, ngươi khẩn trương cái gì? Ta đối với ngươi không có lòng tin. Ta đối lão bà của mình còn có thể không có lòng tin. Lời nói này đến đủ tràng diện, nhưng Triệu Phi Dương đối Bùi Lâm thật không có nhiều lòng tin, lần này thật vất vả mới nói phục Bùi Lâm vung trận, cùng Trường Hưng xem như tạm thời đoạn tuyệt quan hệ, Triệu Phi Dương dọn dẹp một cái nỗi lo về sau, cái này khiến hắn. Về sau đối diện Đường Kinh Luân thời điểm có thể càng có niềm tin. Hứa Thuần Lương nói, không dối gạt ngài nói, ta tìm Chu Nghĩa Sinh phiền phức là vì tự oán. Lần trước hồi xuân đường bị người vu oan bán hổ cốt sự tình ngài còn nhớ rõ sao? Triệu Phi Dương nhẹ gật đầu, sự kiện kia lúc ấy huyên náo động tĩnh không nhỏ. Hứa Thuần Lương nói, nguyên nhân gây ra là người bệnh báo cáo từ hồi xuân đường mua mấy thiếp thuốc cao, bên trong chứa hổ cốt thành phần, nhưng trên thực tế hồi xuân đường đã sớm không làm loại kia thuốc cao, hổ cốt cùng sừng tê là có người sớm đặt ở hồi xuân đường, thuốc cao là có người mua hồi xuân đường thuốc cao sau đó tiến hành gia công cải chế. Triệu Phi Dương nói, đến tột cùng người nào hèn hạ như vậy? Hứa Thuần Lương nói, ta
ta hiện tại tra được cùng Nhân Hòa Đường có quan hệ, nhưng là còn không có chứng cứ xác thực. Triệu Phi Dương có chút minh bạch, Chu Nghĩa Sinh nhận thầu Trung Y phòng khám bệnh chính là lấy Nhân Hòa Đường danh nghĩa, người nói là Chu Nghĩa Sinh bày ra chuyện này. Hứa Thuần Lương lắc đầu nói, hắn nào có bản sự kia, hắn chính là một cái nho nhỏ đại diện thương, thuốc cao phối phương mật không truyền ra ngoài, ở trong đó liên quan đến quá nhiều nội tình, ta liền không nói. Triệu Phi Dương nói, được, không tiện nói liền không nói, dù sao cần ta hỗ trợ địa phương, ta nhất định hết sức. Hứa Thuần Lương phát hiện Triệu Phi Dương gần nhất tại thái độ đối với chính mình bên trên có không nhỏ chuyển biến, từ lời nói của hắn đến xem đã đem mình bình đẳng đối đãi, đương một người chân chính tán thành năng lực của ngươi thời điểm, hắn mới có cùng ngươi trở thành bằng hữu nguyện vọng. Hứa Thuần Lương nói, Triệu Viện, Trung Y phòng khám bệnh thu hồi về sau ngài có tính toán gì? Triệu Phi Dương nói, Hoa Niên phương diện vẫn muốn liên hợp mấy trong nhà thành lập Hoa Niên lớn khỏe mạnh, ta lần này thu hồi các trung tâm quyền quản lý cũng là vì tập đoàn tương lai phát triển trải đường. Hắn nói đến đường hoàng, kỳ thật hắn chân chính dụng ý là tại cho mình thanh trừ tai họa ngầm, Bùi Lâm tiếp tục lưu lại Trường Hưng chẳng khác nào chôn một viên bom hẹn giờ, sớm tối đều sẽ bạo. Hứa Thuần Lương đương nhiên biết rõ Triệu Phi Dương động cơ, bất quá hắn cũng vui vẻ phải xem Triệu Phi Dương thoát khỏi trói buộc, so với Đường Kinh Luân loại kia hám lợi thương nhân. Chỉ ít Triệu Phi Dương còn có chút tình hoài. Hứa Thuần Lương nói, có chuyện ta không rõ, tại sao muốn đem Trung Y đặt ở như thế hèn mọn vị trí.